Vũ Ninh không hề để bụng, vẫn cương chiều nhìn Vũ Tử Khai rồi mới đảo mắt nhìn quanh. Ông ta khẽ cười nói, Tử Khai bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, năm nay đã 25 tuổi nhưng trí tuệ chỉ tương đương với một đứa trẻ 10 tuổi. Nhưng quan vương yên tâm, tuy Tử Khai không thông minh nhưng năng lực sinh lý không hề có vấn đề. Vũ Ninh nhìn quan vương ngồi ở vị trí trên cùng, lên tiếng giải thích. Ánh mắt quan vương trầm xuống, mặc dù không vui nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ lạnh giọng nói, đã gả đi thì chính là người của hoàng tộc họ Vũ, không có cái gì yên tâm với không yên tâm cả. Vũ Ninh cười đáp, vậy thì cảm ơn quan vương. Quan vương đột nhiên nhìn sang quan Hồng Nghị, còn phụ trách chuyện kế tiếp đi. Vâng thưa bố. Quan Hồng Nghị vội vàng đứng dậy đáp. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy, cung tiễn quan vương. Quan vương là người đứng đầu vương tộc, tự mình tới gặp chủ nhân của nhánh hai hoàng tộc họ Vũ đã là nể mặt lắm rồi. Về chuyện đính hôn lão ta không cần tiếp khách. Quan vương vừa mới rời đi, đám người lập tức cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Quan Hồng Nghị là con trai cả của quan vương, rất có khả năng sẽ được thừa kế vị trí quan vương đời tiếp theo. Ông ta tiếp đãi Vũ Ninh cũng rất phù hợp. Hai bên trò chuyện một lúc, Vũ Ninh đưa cho quan Hồng Nghị một bản danh sách chi tiết, cười nói. Đại vương tử, đây là danh sách xính lễ. Ông xem thử đi, nếu không có vấn đề gì thì sau khi lễ đính hôn kết thúc, chúng tôi sẽ đưa quan duyệt về hoàng tộc họ Vũ. Ha ha, ông Ninh khách sáo quá. Không cần kiểm tra danh sách xính lễ đâu, sau lễ đính hôn ông cứ đưa người đi là được. Quan Hồng Nghị cười đáp, lập tức chủ động nâng chén, tôi kính ông Ninh một chén. Vũ Ninh khẽ cười cụng chén với quan Hồng Nghị rồi một hơi uống cạn. Sau này hoàng tộc họ Vũ và vương tộc họ Quan chính là người một nhà, nhờ đại vương tử chiếu cố nhiều hơn. Vũ Ninh vô cùng nhiệt tình, không hề kiêu căng ngạo mạn, dường như trước mặt quan Hồng Nghị, ông ta mới là người phải nịnh nọt. Vũ Ninh đã nể mặt, quan Hồng Nghị đương nhiên rất vui vẻ, liên tục nói tốt. Tuy là lễ đính hôn nhưng thực tế chính là một cuộc giao dịch của hai gia tộc hàng đầu. Tiệc rượu kết thúc, quan Hồng Nghị vung tay ra lệnh, dẫn quan duyệt lên đây. Vâng. Lập tức có người đáp lời. Lúc này, quan duyệt đang ngồi một mình ở đầu giường trong phòng, vẻ mặt chán chường. Nghĩ tới bản thân phải hy sinh hạnh phúc, gả vào hoàng tộc họ Vũ, cô ta lại càng đau khổ. Con xin lỗi mẹ, cuối cùng con vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của vương tộc. Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ nghe lời mẹ sống thật tốt. Hai mắt quan duyệt sưng đỏ, vẻ mặt kiên định nói, một ngày nào đó, mình sẽ rời khỏi hoàng tộc họ Vũ. Dầm. Bỗng cửa phòng bị đá văng ra ngoài. Quan Duyệt, cô được đấy. Lễ đính hôn của mình lại không chịu đi, còn muốn người khác mời cô ra ngoài nữa hả? Quan Cầm châm chọc nói. Sau lưng cô ta có hai gã vệ sĩ của vương tộc họ Quan, trong mắt bọn họ chứa đầy sự khinh miệt. Trong vương tộc họ Quan, giá trị của phụ nữ chỉ là để liên hôn. Huống hồ Quan Duyệt chỉ là một đứa con riêng, lại càng không được tôn trọng. Cô có thể ngậm cái miệng thối hoắc của cô lại không? Quan Duyệt lạnh lùng chất vấn, cô có tư cách kiêu ngạo trước mặt tôi sao? Cho dù bà ngoại cô là người của hoàng tộc họ Vũ thì đã sao? Đừng quên, chồng tương lai của tôi là dòng chính của vương tộc họ Vũ. Cô so được với tôi chắc. Nghe vậy, Quan Cầm lập tức trợn trừng mắt. Cô ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nghe Quan Duyệt nói cũng rất có lý. Kể cả Vũ Tử Khai là một thằng ngốc thì cũng là dòng chính của vương tộc họ Vũ, còn cô ta chỉ có bà ngoại là người của vương tộc. Dù là ở vương tộc họ Quan hay hoàng tộc họ Vũ, địa vị của phụ nữ đều rất thấp kém. Xem ra địa vị của cô ta ở hoàng tộc họ Vũ thực sự kém xa Quan Duyệt. Sau này tốt nhất cô hãy cụp đuôi làm người đi. Nếu chọc giận tôi, đừng trách tôi không nương tay. Quan Duyệt ngạo nghễ nói, ánh mắt nhìn Quan Cầm tràn đầy khinh thường. Lúc này, cô ta như biến thành một người hoàn toàn khác, không hề giống với vẻ đau khổ vừa rồi. Cô đang uy hiếp tôi đấy à? Quan Cầm nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tôi đang uy hiếp cô đấy, cô làm gì được tôi? Quan Duyệt xem thường cười lạnh, hiện giờ tôi là vợ chưa cưới của dòng chính hoàng tộc họ Vũ, cô là cái thá gì? Sao hả, có phải cô đang rất tức giận, muốn tát tôi lắm đúng không? Tôi ngồi đây này, giỏi thì động vào một ngón tay của tôi thử xem. Quan Cầm tức đến run người. Khi Quan Duyệt trở nên cứng rắn, cô ta thật sự không biết phải làm thế nào. Ai bảo Quan Duyệt sắp gả cho dòng chính của hoàng tộc họ Vũ cơ chứ? Tôi cũng muốn xem thử, vợ của một thằng ngốc có thể làm được trò trống gì ở hoàng tộc họ Vũ. Quan Cầm nghiến răng nghiến lợi nói, đại vương tử bảo cô tới đó. Dứt lời, Quan Cầm định rời đi. Chờ đã. Quan Duyệt bỗng lên tiếng gọi. Tôi nói thế bao giờ?
Quan Cầm lập tức hoảng sợ, tôi cảnh cáo cô đừng có nói hưu nói vượt. Cô chưa đủ tư cách phụ oan cho tôi đâu. Vậy sao? Quan Duyệt cười hỏi hai gã vệ sĩ của vương tộc họ Quan đứng sau lưng Quan Cầm, chắc là hai người cũng nghe thấy lời Quan Cầm vừa nói rồi nhỉ? Không. Hai gã vệ sĩ hốt hoảng lắc đầu định phủ nhận. Nhưng bọn họ chưa kịp nói hết câu, Quan Duyệt đã nói tiếp, khắp nơi trong phòng tôi đều có camera giám sát. Nếu các người dám giấu tội cho Quan Cầm, với thân phận của các người e là chỉ còn đường chết. Bịch. Hai gã vệ sĩ kia lập tức quỳ rạp xuống, sợ xanh mặt nói, cô Duyệt, chúng tôi không dám giấu tội. Cô Cầm thực sự đã nói chồng cô là thằng ngốc. Quan Cầm trợn tròn mắt quát, các người không được nói bậy. Nhưng hai gã vệ sĩ kia nào dám đáp lại Quan Cầm, dập đầu xuống đất sợ hãi run lẩy bẩy. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, cô còn muốn nói gì nữa? Quan Duyệt cười hỏi. Quan Cầm mím chặt môi, cắn răng nói, tôi thực sự đã coi thường cô. Nói đi, rốt cuộc cô muốn thế nào? Tự vả mình 10 cái thật mạnh. Nếu cô không chịu dùng sức, tôi không biết lát nữa gặp chồng sẽ buột miệng nói những gì đâu. Quan Duyệt cười híp mắt nhìn Quan Cầm. Sắc mặt Quan Cầm lập tức biến đổi, khó tin hỏi, cô bảo tôi tự tát mình sao? Xem ra vẫn chưa bị điếc. Quan Duyệt mỉa mai nói. Cô đừng có quá đáng. Quan Cầm thẹn quá hóa giận, cho dù cô sắp gả vào hoàng tộc họ Vũ cũng đừng hòng được vào trung tâm quyền lực của bọn họ. Chồng tương lai của tôi là dòng chính của hoàng tộc họ Vũ, Quan Duyệt nói. Chưa gả vào hoàng tộc đã tự cho mình là mợ chủ. Cô không sợ người của hoàng tộc họ Vũ ghét bỏ sao? Quan Cầm tức giận chất vấn. Chồng tương lai của tôi là dòng chính của hoàng tộc họ Vũ, Quan Duyệt vẫn lặp lại câu nói này. Cô! Quan Cầm cực kỳ tức giận, nhưng nghĩ tới Quan Duyệt sắp gả vào hoàng tộc họ Vũ, cô ta bỗng cảm thấy bất lực. Muốn tôi tự vả là chuyện không thể. Cô ta cắn răng nói. Không sao. Quan Duyệt cười nhạt một tiếng, nếu cô không tát, tôi chỉ có thể nói ra chuyện cô vừa mắng chồng tương lai của tôi là thằng ngốc. Dứt lời. Cô ta chậm rãi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được bước nào, cô ta đã cảm thấy vết thương trên lưng sắp rách ra. Dù vậy, cô ta vẫn cố nén cơn đau nhức một mình cất bước về phía trước. Thấy Quan Duyệt đã ra khỏi phòng, Quan Cầm không nhịn được nữa, hét lên một tiếng, tôi tát. Bốp, bốp. Tiếng bạt tai thanh thúy không ngừng vang lên. Quan Cầm thực sự đánh rất mạnh, mỗi cái tát đều cực kỳ vang dội, da mặt nóng rát. Nhưng cô ta không thể không làm như vậy. Lỡ Quan Duyệt nói ra chuyện mình vừa mắng Vũ Tử Khai là thằng ngốc, chắc chắn hoàng tộc họ Vũ sẽ không bỏ qua cho cô ta. Hy vọng cô giữ lời hứa. Quan Cầm tự tát mình 10 cái, gương mặt chát đầy phấn lót sưng đỏ cả lên. Cô ta hung tợn lườm Quan Duyệt rồi vội vã chạy đi, sợ mình không khống chế nổi liều mạng với Quan Duyệt. Nhìn theo bóng lưng luống cuống của Quan Cầm, Quan Duyệt chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng sảng khoái, cười lạnh một tiếng. Đồ vô dụng bị gia tộc coi như vật hy sinh mà cứ tưởng mình cao sang lắm. Dứt lời, cô ta cắn răng lê từng bước về phía sảnh tiệc. Quan Duyệt đâu? Quan Hồng Nghị thấy Quan Cầm đi tới một mình, nhíu mày hỏi. Bác cả, Quan Duyệt đang đi theo sau, sắp đến rồi. Quan Cầm cố nén giận đáp. Mặt cháu sao thế? Quan Hồng Nghị bỗng chú ý tới mặt của Quan Cầm, nghi hoặc hỏi thăm. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Quan Cầm. Khiến cô ta có cảm giác như đang bị lột đồ trước mặt mọi người. Mặt cô xấu thế, bị chảo đập à? Vũ Tử Khai đang ngồi chơi PUBG đột nhiên chỉ vào mặt Quan Cầm cười ngặt nghẽo. Sắc mặt Quan Cầm lập tức cứng đờ, lại càng trở nên khó coi. Đến cả Vũ Tử Khai cũng bảo cô ta xấu, cô ta không thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng cô ta có thể làm gì được? Vũ Tử Khai là con trai Vũ Ninh, rất được chiều chuộng. Vũ Ninh lại là người đứng đầu nhánh hai của hoàng tộc họ Vũ. Đừng nói là cô ta, đến cả bà ngoại cô ta cũng không dám đắc tội Vũ Ninh. Không được, đánh thế này chưa đủ mạnh. Tôi phải đánh nữa. Vũ Tử Khai bỗng hét lớn, chảo của tôi đâu? Mau đưa đây, tôi phải đánh con đàn bà xấu xí này biến thành cái hộp. Cậu chủ, chảo của cậu đây. Quản gia đứng sau lưng Vũ Tử Khai vội vàng lấy ra một cái chảo trong vali của mình. Vũ Ninh không hề có ý định ngăn cản. Còn mỉm cười nhìn Quan Cầm, Cầm à, cháu biết đấy, Tử Khai chỉ có mỗi sở thích này. Cháu cố chịu đau một chút là được. Cháu. Quan Cầm đột nhiên không biết phải nói gì. Vũ Ninh đã chủ động mở lời, cô ta còn có thể nói gì được nữa. Bốp bốp bốp. Vũ Tử Khai đã chạy tới trước mặt Quan Cầm, giơ chảo hung hăng đập vào mặt cô ta liên tiếp. Mặt Quan Cầm lập tức máu me be bét.
Vãi trưởng, con ả xấu xí này không có mũ ba giáp ba mà lại có sức phòng ngự mạnh như vậy. Vũ Tử Khi ngạc nhiên nói, nhưng vậy thì đã sao? Tôi dùng chảo cũng có thể đánh cô thành cái hộp. Bốp bốp bốp. Vũ Tử Khai lại nện mạnh cái chảo vào mặt Quan Cầm. Á! Quan Cầm hét thảm một tiếng, trợn ngược mắt ngã lăn ra đất ngất xỉu. Ha ha, con đàn bà xấu xí này biến thành cái hộp rồi. Thấy Quan Cầm ngã xuống, Vũ Tử Khai vui sướng hô lên, bố thấy con giỏi chưa? Chỉ dùng chảo vẫn đánh cô ta thành cái hộp được. Vũ Ninh Cương Triều xoa đầu con trai, cười đáp, con trai của bố giỏi lắm. Những người có mặt đều sợ ngây người. Có thể ức hiếp người khác như vậy sao? Nhưng Quan Cầm đã được gả đi rồi, cho dù có bị Vũ Tử Khai đánh chết ở đây cũng không liên quan gì tới vương tộc họ Quan. Quan Hồng Nghị co giật khóe miệng nhưng cũng không nói gì, chỉ phất tay ra lệnh, ném con ả xấu xí biến thành hộp này ra ngoài đi. Vâng. Hai gã vệ sĩ của vương tộc họ Quan vội vàng chạy tới khiêng Quan Cầm ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Quan Cầm đã mơ màng tỉnh lại. Đều tại con ả đê tiện Quan Duyệt kia, tất cả là tại mày. Cô ta thầm gào thét điên cuồng trong lòng. Nhưng cô ta vừa mới tỉnh lại, chưa kịp phản ứng đã bị hai gã vệ sĩ ném ra ngoài như rác rưởi. Bịch! Cơ thể của cô ta nặng nề rơi xuống đất, đập đầu vào thân cây tùng ngoài cổng sảnh tiệc, trợn mắt ngất xỉu lần hai. Quan Duyệt vừa đến nơi chứng kiến cảnh tượng này cũng bị dọa sợ. Chẳng lẽ người của hoàng tộc họ Vũ đã biết Quan Duyệt mắng Vũ Tử Khai là thằng ngốc rồi sao? Cô ta tự hỏi, nhưng cô ta cũng chỉ hơi kinh ngạc rồi nhanh chóng đi vào trong sảnh tiệc. Quan Duyệt, cuối cùng cháu cũng tới rồi. Thấy cô ta đến, Quan Hồng Nghị tươi cười nói. Trước kia khi nhìn thấy Quan Duyệt, đừng nói là cười, đến cả nhìn ông ta cũng không thèm nhìn cô ta một cái. Nhưng bây giờ, Quan Duyệt sắp gả vào hoàng tộc họ Vũ, sau này sẽ là con dâu của người đứng đầu nhánh hai hoàng tộc họ Vũ, cả thân phận và địa vị đều lên như diều gặp gió. Còn Quan Hồng Nghị muốn làm quan vương bắt buộc phải được hoàng tộc họ Vũ ủng hộ. Chỉ cần sau khi Quan Duyệt trở thành mợ chủ của nhánh hai hoàng tộc, cô ta đồng ý giúp đỡ ông ta sẽ càng nắm chắc phần thắng. Quan Duyệt không thèm để ý tới ông ta, chỉ nhìn Vũ Tử Khai. Cô ta vừa dứt lời, mọi người đều chết lặng. Ai cũng cực kỳ kinh hãi. Quan Hồng Nghị cũng trợn trừng mắt. Ông ta biết Quan Duyệt không muốn gả vào hoàng tộc họ Vũ nhưng không ngờ cô ta to gan tới vậy. Dám nói Vũ Tử Khai là thằng ngốc ngay trước mặt Vũ Ninh. Sắc mặt Vũ Ninh lập tức cứng đờ. Ông ta hoàn toàn không thể ngờ được trong vương tộc họ Quan lại có người dám nói con trai mình như vậy. Ông ta chỉ có một đứa con trai là Vũ Tử Khai, tuy đúng là thằng ngốc nhưng chưa từng có ai dám nói vậy trước mặt ông ta. Có thể nói Vũ Tử Khai chính là vảy ngược của ông ta, chạm vào là tội chết. Vèo. Ngay sau đó, thân thể Vũ Ninh lập tức biến mất tại chỗ. Đến khi xuất hiện, ông ta đã đứng trước mặt Quan Duyệt, cao ngạo nhìn cô ta, dám sỉ nhục con trai tôi thì phải chết. Nói xong, ông ta giơ tay phải lên vỗ xuống đầu Quan Duyệt. Bố đừng giết cô ấy. Vũ Tử Khai chợt hô lên. Cùng lúc đó, một luồng khí thế bàng bạc cuốn tới. Tiếp đó, một bóng người đen xì xông thẳng tới chỗ Vũ Ninh. Bấy giờ, Vũ Ninh cũng giật mình khiếp sợ. Luồng khí thế này mạnh mẽ không gì sánh bằng, khiến ông ta cảm thấy bản thân quá nhỏ bé. Bịch, một chưởng đập vào ngực Vũ Ninh. Cơ thể của ông ta lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống dưới chân Quan Hồng Nghị. Nếu không nhờ con ông xin tha cho đồ đệ tôi, hiện giờ ông đã trở thành một cái xác rồi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Quan Duyệt mở to mắt, khó tin nhìn bóng lưng rộng lớn đang che chắn trước mặt mình, nước mắt rơi lã chã. Quan Hồng Nghị vẫn luôn ngồi trên ghế chủ tiệc lập tức đứng bật dậy, ánh mắt ngập tràn kinh hãi. Bởi vì ông ta đã nhìn thấy rất rõ. Người vừa đánh bay Vũ Ninh chính là Dương Thanh. Không chỉ mình Quan Hồng Nghị, những người còn lại trong sảnh tiệc đều khiếp sợ trợn tròn mắt. Cậu là ai? Người đứng đầu chấp pháp đường của vương tộc họ Quan, Quan Trấn Hải nghiêm giọng hỏi Dương Thanh. Bản thân ông ta vốn là cao thủ vương cảnh sơ kỳ, đứng đầu chấp pháp đường, cả thực lực và địa vị đều cực cao. Vậy mà giờ đây, ông ta lại nhìn thấy một người chưa đầy 30 tuổi xuất hiện bá đạo như vậy. Khiến ông ta sợ hãi nhất là Vũ Ninh lại không chịu nổi một đòn của Dương Thanh. Vũ Ninh là người đứng đầu nhánh hai hoàng tộc họ Vũ, sao thực lực võ thuật có thể kém được? Tuy ông ta chưa thể hiện sức lực thực sự của mình nhưng mọi người đều thấy được, ít nhất ông ta cũng phải ở vương cảnh trung kỳ. Một người có thực lực mạnh mẽ như ông ta lại bị thằng nhóc chưa đầy 30 tuổi một đòn đánh bay. Có thể tưởng tượng được sức mạnh của Dương Thanh khủng bố cỡ nào? Dương Thanh không thèm để ý đến sự kinh ngạc của mọi người.
quay lại nhìn Quan Duyệt đang bật khóc nức nở, cảm xúc rất phức tạp. Tính ra anh và Quan Duyệt chưa gặp nhau được mấy lần, thế nhưng từ khi cô ta xả thân chắn đạn cho mình, anh đã rất coi trọng cô ta. Dương nhiên không phải tình cảm nam nữ, mà giống như tình thân giữa hai anh em. Sư phụ, Quan Duyệt nghẹn ngào nói. Từ lúc bị Quan Hồng Nghị bắt bề vương tộc, mỗi ngày cô ta đều cảm thấy rất đau khổ, chỉ muốn thoát khỏi lồng giam gia tộc máu lạnh này. Nhưng vết thương bị đạn bắn quá nghiêm trọng, cô ta muốn lén lút rời khỏi phòng mình còn khó chứ đừng nói là chạy ra khỏi vương tộc họ Quan. Trong lòng cô ta cũng vô cùng mâu thuẫn, vừa sợ Dương Thanh không tới cứu mình, lại vừa lo lắng anh tới sẽ bị cao thủ của vương tộc họ Quan vây giết. Thấy vẻ mặt lo lắng của Quan Duyệt, Dương Thanh dịu dàng mỉm cười, đừng nghĩ nhiều như vậy. Có anh ở đây, không ai có thể ép em làm chuyện em không muốn. Quan Duyệt lập tức thấy lòng mình ấm áp, dường như đã quên sạch uất ức trong suốt những ngày qua. Dương Thanh, không ngờ cậu vẫn dám tới vương phủ họ Quan. Quan Hồng Nghị cũng lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện giờ trong số những người của vương tộc họ Quan đã tiếp xúc với Dương Thanh, nhị vương tử Quan Hồng Vĩ và chú Đức đều đã tự sát, trước khi chết chỉ xin Dương Thanh tha cho nhà họ Quan một đường sống. Tối qua Quan Hân cũng đã bị Mã Siêu lấy mạng. Hiện giờ chỉ còn lại Quan Hồng Nghị vẫn còn sống sót. Dương Thanh không thèm để ý đến ông ta, chỉ nói với Quan Duyệt, em cứ chờ ở đây, để anh giải quyết chuyện còn lại. Sốt cuộc cậu là ai? Lúc này Vũ Ninh cũng đi tới, sắc mặt hơi tái nhợt. Vừa nãy ông ta muốn giết Quan Duyệt, Dương Thanh đánh trả một đòn mạnh mẽ khiến ruột gan ông ta đều bị tổn thương không nhẹ. Dù sao Vũ Ninh cũng là người đứng đầu nhánh hai hoàng tộc họ Vũ, có thể leo lên vị trí này đương nhiên không phải đồ ngu. Một đòn của Dương Thanh ông ta cũng không đỡ nổi, đương nhiên sẽ không liều mạng với anh. Thấy Vũ Ninh đi tới, Quan Duyệt mới phản ứng lại, hốt hoảng giữ lấy cánh tay Dương Thanh, sư phụ cứ mặc kệ em, mau rời khỏi đây đi. Anh yên tâm, em không sao. Chỉ là gả cho hoàng tộc họ Vũ thôi mà, dù sao sau này cũng phải gả đi, gả cho ai mà chẳng được. Dứt lời, Quan Duyệt lại nói với Quan Hồng Nghị, bác cả, cháu là người của vương tộc họ Quan, tự biết sứ mệnh của mình là gì, cũng biết bác đang muốn gì. Chỉ cần bác đồng ý thả sư phụ cháu, sau khi cháu gả vào hoàng tộc họ Vũ, bác muốn gì cháu đều chấp nhận. Khóe miệng Quan Hồng Nghị khẽ co giật. Bây giờ không phải là lúc bàn chuyện cô ta cho ông được cái gì, mà là hoàng tộc họ Vũ có còn chịu nhận cô ta nữa không? Chủ nhân của nhánh hai hoàng tộc họ Vũ bị người ta đánh bay ngay trong vương tộc họ Quan, dù người đánh Vũ Ninh là ai thì nhà họ Quan đều phải chịu trách nhiệm. Cô cầm miệng ngay cho tôi. Quan Hồng Nghị gào lên, lập tức nhìn sang Dương Thanh, tối qua anh em của cậu tự ý xông vào vương phủ họ Quan, giết người của nhà họ Quan. Vậy mà hôm nay cậu còn dám tới đây, chê mình sống lâu quá hả? Anh em của cậu rất may được người khác cứu đi. Nhưng e là cậu không được may mắn như vậy đâu. Ngay sau đó, mấy chục vệ sĩ của vương phủ họ Quan chạy vọt vào bao vây Dương Thanh ở giữa. Quan Trấn Hải là người đứng đầu chấp pháp đường, dù có mâu thuẫn với Quan Hồng Nghị nhưng gặp phải chuyện này, bọn họ vẫn cần đoàn kết chống lại người ngoài. Người của chấp pháp đường xông lên hết cho tôi. Quan Trấn Hải lớn tiếng ra lệnh, mười mấy cao thủ mặc đồng phục của chấp pháp đường nhanh chóng xuất hiện trong sảnh tiệc. Thoáng chốc, trong sảnh tiệc đông nghịt người, tất cả đều là cao thủ của vương tộc họ Quan. Quan Duyệt sợ hãi kêu lên, ai dám động vào sư phụ tôi phải bước qua xác tôi trước. Cô đã muốn chết như vậy thì đừng trách tôi không nương tay. Trong mắt Quan Hồng Nghị nổi lên sát khí mãnh liệt. Ông ta thấy sự tồn tại của thiên tài võ thuật như Dương Thanh là sự uy hiếp lớn nhất của vương tộc họ Quan. Chưa tới 30 tuổi đã mạnh như vậy, nếu cho anh thêm 10 năm sẽ còn mạnh đến mức nào? Nếu đã không thể khống chế thiên tài như vậy để sử dụng thì chỉ có thể tiêu diệt. Các người không được ức hiếp vợ tôi. Một bóng người mập mạp bỗng nhiên lao tới, giang tay che chắn Quan Duyệt ở sau lưng. Người đó chính là đứa con trai bị thiểu năng của Vũ Ninh, Vũ Tử Khai. Quan Duyệt kinh ngạc nhìn Vũ Tử Khai, không ngờ mới gặp nhau một lần mà anh ta đã bảo vệ mình như vậy. Dương Thanh cũng giật mình nhìn chằm chằm Vũ Tử Khai. Anh nhìn ra được anh ta là một người trưởng thành bị thiểu năng trí tuệ, e là trí thông minh chỉ dừng lại ở 7-8 tuổi. Tuy nhiên, nội tâm của anh ta lại rất thuần khiết. Khác biệt hoàn toàn với người của các gia tộc lớn chỉ biết tranh giành quyền lực. Đáng tiếc là anh ta bị thiểu năng. Vũ Ninh cau mày quát, Tử Khai, con mau về đây. Ông ta biết mình không phải đối thủ của Dương Thanh, lại kiêng kỵ thân phận của anh. Nếu vương tộc họ Quan đã muốn đối phó anh, đương nhiên ông ta sẽ không nhúng tay. Vũ Tử Khai, tôi không phải vợ anh mau ra chỗ bố anh đi.
Quan Duyệt không đành lòng để Vũ Tử Khai bảo vệ mình, không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ. Anh biết em sợ liên lụy tới anh nên mới nói như vậy. Em yên tâm, anh là người của hoàng tộc họ Vũ. Có anh ở đây, ai cũng đừng hòng bắt nạt em. Vũ Tử Khai đáp, giơ nắm đấm lên, dáng vẻ mập mạp đáng yêu lạ thường. Ông Ninh thấy nên giải quyết chuyện này thế nào? Quan Hồng Nghị hỏi Vũ Ninh. Vũ Ninh lo lắng thân phận của Dương Thanh, Quan Hồng Nghị có khác gì đâu. Ông ta rất muốn Dương Thanh chết. Nếu có thể kéo hoàng tộc họ Vũ vào, dù sau lưng Dương Thanh thực sự có thế lực lớn làm chỗ dựa cũng có thể giảm bớt áp lực cho vương tộc họ Quan. Chỉ bằng câu hỏi này, Quan Hồng Nghị đã đẩy trách nhiệm cho Vũ Ninh. Vũ Ninh lạnh lùng nhìn ông ta, đây là vương tộc họ Quan các ông. Muốn giải quyết thế nào phải do các ông quyết định chứ? Sao ông ta không nghe ra được ý đồ của Quan Hồng Nghị? Giữa hai nhà vốn chỉ có quan hệ lợi ích, chuyện này chỉ liên quan đến một nhà, đương nhiên Vũ Ninh sẽ không dễ dàng tham gia. Quan Hồng Nghị khẽ cười nói, ông Ninh nói rất đúng. Nhưng hiện giờ Tử Khai một lòng muốn bảo vệ Quan Duyệt. Chuyện này khó mà xử lý. Dù Tử Khai không nhúng tay thì Quan Duyệt đã sắp gả vào hoàng tộc họ Vũ, hiện giờ người ngoài muốn dẫn nó đi, rõ ràng có liên quan với hoàng tộc họ Vũ. Nếu thực sự để Dương Thanh dẫn mợ chủ của nhánh hai hoàng tộc họ Vũ đi ngay trước mặt ông Ninh, người ngoài biết được e là không hay đâu. Đến lúc đó mọi người sẽ nói gì, chỉ sợ thể diện của ông Ninh cũng khó giữ nổi. Vũ Ninh cười lạnh một tiếng, cô ta vẫn chưa gả vào nhà họ Vũ chúng tôi thì vẫn là người của vương tộc họ Quan, liên quan gì tới chúng tôi. Hơn nữa, tôi có nói mối hôn nhân này nhất định phải thành sao. Bây giờ tôi có thể nói cho ông biết. Cô ta dám sỉ nhục con trai tôi, đã không còn tư cách gả vào hoàng tộc họ Vũ nữa. Dứt lời, Vũ Ninh tức giận quát tháo Vũ Tử Khai, cút về đây ngay. Con không về. Vũ Tử Khai cứ như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mình yêu thích, không chịu rời xa Quan Duyệt. Dẫn nó về đây cho tôi. Vũ Ninh ra lệnh cho đám vệ sĩ bên cạnh. Vâng. Hai gã vệ sĩ đi tới một trái một phải kéo tay Vũ Tử Khai lôi đi. Thả tôi ra, các người thả tôi ra. Tôi phải bảo vệ vợ tôi, các người mau thả tôi ra. Vũ Tử Khai điên cuồng giãy giụa. Nhưng bị hai gã vệ sĩ hàng đầu của hoàng tộc họ Vũ bắt lại, sao anh ta có thể thoát nổi? Bây giờ không còn ai cản đường đại vương tử làm việc rồi nhỉ? Vũ Ninh lạnh lùng nhìn Quan Hồng Nghị, giọng điệu châm chọc. Rõ ràng Quan Hồng Nghị không ngờ Vũ Ninh sẽ làm như vậy, có cảm giác đâm lao phải theo lao. Vừa nãy Vũ Tử Khai che chắn cho Quan Duyệt, ông ta còn có cái để nói. Bây giờ Vũ Tử Khai đã bị bắt về, Vũ Ninh lại không chịu nhận Quan Duyệt là con dâu. Vậy thì quả thực Dương Thanh tự tiện xông vào lễ đính hôn không hề liên quan với hoàng tộc họ Vũ. Ông Ninh nói đúng. Tử Khai đã được dẫn về, tôi không cần lo làm hại đến cậu ấy nữa. Quan Hồng Nghị gượng cười nói, nhưng ông Ninh yên tâm, tuy mối hôn nhân lần này thất bại nhưng trong vương tộc họ Quan còn nhiều cô gái ưu tú khác, tùy ý Tử Khai lựa chọn. Hừ, Vũ Ninh không hề cảm kích, chỉ hừ lạnh một tiếng. Quan Duyệt, Tử Khai coi trọng cô là phúc phận tám đời nhà cô lại không biết trân trọng. Bây giờ không còn Tử Khai bảo vệ, tôi muốn xem thử sư phụ của cô có thể dẫn cô rời khỏi vương tộc họ Quan được hay không. Quan Hồng Nghị lạnh lùng nói với Quan Duyệt. Quan Duyệt mím chặt môi, đỏ mắt nhìn Dương Thanh rồi đáp, tôi chưa từng cần ai bảo vệ, tự làm tự chịu. Tự tôi không đồng ý gả vào hoàng tộc họ Vũ, không liên quan đến sư phụ. Hãy thả sư phụ tôi đi. Thả đi. Sao có thể như vậy được? Quan Hồng Nghị cười híp mắt nhìn Dương Thanh, cậu tới đúng lúc lắm. Tối qua anh em tốt của cậu là Mã Siêu xông vào vương phủ họ Quan giết cháu gái Quan Hân của tôi. Nếu hôm nay cậu không giao cậu ta ra, đừng mơ rời khỏi vương phủ họ Quan nửa bước. Quan Duyệt cuống quýt nói, bác cả. Bây giờ em vẫn chưa hiểu ra sao. Vương tộc họ Quan không hề coi em là người nhà, chỉ coi em là vật hy sinh mà thôi. Dương Thanh chen ngang, hờ hững nói, hơn nữa. Hôm nay anh đến không chỉ để dẫn em đi, còn một chuyện khác bắt buộc phải làm. Sư phụ, em xin anh, đừng để ý đến em, mau rời khỏi đây được không? Quan Duyệt đỏ mắt nói, vương tộc họ Quan có rất nhiều cao thủ vương cảnh, cả vương cảnh đỉnh phong cũng không ít. Em không muốn liên lụy đến anh. Cô ta thực sự sợ Dương Thanh bỏ mạng tại đây. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thanh, cô ta muốn nhận sư phụ để tìm chỗ dựa vững chắc, hy vọng Dương Thanh có thể giúp mình chống lại vương tộc họ Quan. Yến Đô không giống nơi khác, đến cả cao thủ đỉnh cao của vương tộc cũng không dám tùy tiện đi vào. Cô ta cứ tưởng thực lực của Dương Thanh đủ để đối phó lại rồi. Nào ngờ nhà họ Quan còn phái cả Quan Hồng Nghị tới Yến Đô bắt mình về.
Tuy quen Dương Thanh chưa lâu nhưng cô ta lại cảm nhận được, anh là người đầu tiên ngoài bố mẹ đối xử chân thành với mình. Hiện giờ trong lòng cô ta, Dương Thanh không chỉ là sư phụ, còn là anh trai. Cô ta không muốn anh trai bị mình liên lụy, phải chết trong tay vương tộc họ Quan. Dương Thanh bình tĩnh nghe Quan Duyệt nói xong mới kiên định đáp, em cảm thấy anh ngu ngốc vậy sao? Anh đã dám đến vương tộc họ Quan, chẳng lẽ lại không biết ở đây có rất nhiều cao thủ vương cảnh đỉnh phong sao? Nghe vậy, Quan Duyệt lập tức sửng sốt. Đúng vậy, Dương Thanh còn trẻ đã có được thực lực khủng bố như vậy, nếu là kẻ ngu ngốc thì có thể sống được tới tận bây giờ sao? Quan Hồng Nghị chợt có dự cảm chẳng lành. Dương Thanh hỏi Quan Duyệt câu này cũng là để hỏi bọn họ. Dương Thanh biết rõ vương tộc họ Quan lợi hại còn dám một mình xông vào sao? Đã vậy còn dám đánh cả Vũ Ninh, người đứng đầu nhánh hai hoàng tộc họ Vũ. Vũ Ninh không hề chủ động khiêu khích, chỉ im lặng đứng ở một bên quan sát vương tộc họ Quan và Dương Thanh giằng co. Thân phận của người đứng đầu nhánh hai hoàng tộc họ Vũ cao quý tới mức nào? Bị Dương Thanh đánh bay trước mặt mọi người vẫn coi như không có gì xảy ra, không hề tính sổ với anh. Vũ Ninh là đồ đần sao? Đương nhiên không phải. Chứng tỏ tài năng võ thuật của Dương Thanh đủ để khiến người có địa vị cao trong hoàng tộc phải kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, sắc mặt Quan Hồng Nghị lại càng trở nên khó coi. Bây giờ đúng thật là đâm lao phải theo lao. Nếu để mặc Dương Thanh dẫn Quan Duyệt đi, một khi truyền ra ngoài nhà họ Quan sẽ trở thành trò cười của các vương tộc. Nhưng nếu không thả Dương Thanh, cao thủ của vương tộc họ Quan có thể đấu lại được sao? Dương Thanh, giữa nhà họ Quan và cậu không hề có thủ oán gì. Tất cả đều vì Quan Duyệt mà ra. Vương tộc họ Quan vốn định gả Quan Duyệt cho hoàng tộc họ Vũ. Hiện giờ mối hôn nhân này đã hỏng, Quan Duyệt đi hay ở đều không có ý nghĩ gì với chúng tôi. Cậu muốn dẫn cô ta đi cũng được. Quan Hồng Nghị đột nhiên đổi giọng, nhưng cậu tự tiện xông vào vương tộc họ Quan là không nể mặt chúng tôi. Chỉ cần cậu chịu xin lỗi, thù oán giữa vương tộc họ Quan và cậu sẽ được xóa bỏ. Cậu cũng có thể dẫn Quan Duyệt đi. Nghe thấy thế, tất cả đều sợ ngây người. Ông biết mình đang nói cái gì không hả? Quan Trấn Hải nổi giận chất vấn. Đại vương tử, tự tiên xông vào vương tộc họ Quan là tội chết. Cậu ta còn muốn dẫn Quan Duyệt đi, tội càng thêm nặng. Sao có thể thả cậu ta được? Không sai, cậu ta phải chết. Không chỉ vậy, Quan Duyệt cũng phải bị trừng phạt đúng tội. Hình như ông ảo tưởng hơi quá. Dương Thanh cười châm chọc. Hôm nay tôi đến không chỉ để dẫn Quan Duyệt đi, còn có một việc phải giải quyết. Cùng lúc đó, khí thế trên người anh đột nhiên tăng vọt. Tối hôm qua, anh em của tôi là Mã Siêu bị cao thủ của vương tộc họ Quan các người vây đánh, còn bị ông đánh lén. Vương tộc họ Quan nhất định phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Đến tận bây giờ Mã Siêu vẫn đang ở nhà thần Y Phùng. Dương Thanh cũng không biết anh ta đã tỉnh lại chưa. Anh đã phái Đồng Chiêm Cương qua đó. Vốn có thể gọi điện thoại hỏi thăm nhưng anh lại không dám, sợ nghe tin tình trạng của Mã Siêu trở nên nguy kịch. Bây giờ tới vương tộc họ Quan, anh còn chưa đòi công bằng cho Mã Siêu, sao có thể xin lỗi được? Cậu nói gì? Quan Hồng Nghị xa sầm mặt. Vừa rồi người nhà họ Quan nhao nhao mở miệng yêu cầu giết Dương Thanh, chỉ mình ông ta kiêng kỵ thân phận của anh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí còn đồng ý gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Ông ta tự thấy mình đã đủ nể mặt Dương Thanh. Vậy mà anh còn dám đòi vương tộc họ Quan giải thích rõ ràng. Vũ Ninh vẫn quan sát mọi chuyện hơi híp mắt lại. Hiện giờ Dương Thanh kiêu ngạo càng khiến ông ta tin tưởng anh có thân phận không tầm thường. Tai ông có vấn đề à? Hay là không hiểu tiếng người? Dương Thanh cười lạnh châm chọc, nếu không nghe hiểu tiếng người thì có thể tìm ai đó phiên dịch cho. Cậu đang tự tìm đường chết đấy. Quan Hồng Nghị cố giữ bình tĩnh, trầm giọng nói, nể tình cậu là sư phụ của Quan Duyệt. Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội xin lỗi vương tộc họ Quan, sau đó cậu có thể dẫn Quan Duyệt đi. Dương Thanh bất lực lắc đầu, quét mắt nhìn đám người nhà họ Quan, cất tiếng hỏi, đáng buồn cho vương tộc họ Quan, đại vương tử lại không nghe hiểu tiếng người. Không phải mọi người trong vương tộc họ Quan đều không nghe hiểu tiếng người đấy chứ. Các người ai dịch được cho ông ta hiểu tôi muốn gì không? Anh vừa dứt lời, mọi người đều khiếp sợ. Dù sao ở đây cũng là vương tộc họ Quan. Gần 100 năm nay làm gì có ai dám tới vương phủ họ Quan gây sự. Điều này khiến cho đám người cầm quyền trong vương tộc họ Quan trước giờ vẫn tự cho là mình nắm giữ quyền lực ngập trời đều nổi giận, sao cậu dám đến vương phủ họ Quan dương oai? Chán sống rồi hả? Quan Hồng Nghị, đây là người ông muốn tha cho đấy. Cậu ta sỉ nhục ông như vậy, ông còn muốn tha nữa không? Quan Trấn Hải mỉa mai nói. Bất kỳ ai dám dương oai trong vương phủ họ Quan đều phải chết.
Đại vương tử ra lệnh đi. Giết chết kẻ dám gây sự ở vương phủ họ Quan, treo đầu cậu ta ở ngoài cổng vương thành Quan để răn đe đám người dám nhòm ngó vương tộc họ Quan. Tất cả người nhà họ Quan đều đồng loạt lên tiếng. Sư phụ! Quan Duyệt lập tức hoảng sợ, vô thức chắn trước người Dương Thanh, lo lắng nói, anh cứ mặc kệ em, mau rời khỏi đây đi. Cô ta không sợ những người đang có mặt ở đây, mà là sợ làm lớn chuyện, khiến quan vương và hội trưởng lão của gia tộc biết. Một khi cao thủ đỉnh cao của vương tộc được phái ra, Dương Thanh có mọc cánh cũng khó thoát. Dương Thanh mỉm cười nhìn Quan Duyệt, em không có lòng tin với sư phụ của mình đến vậy à? Bây giờ không phải lúc tin hay không tin, em không muốn anh bị thương. Nếu anh thực sự gặp chuyện bất trắc, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho mình. Quan Duyệt sốt ruột nói. Quan Duyệt, mau tránh ra. Nếu không dựa theo quy định của gia tộc, cô cũng sẽ bị coi là đồng phạm, xử tội chết. Một bậc cha chú lạnh giọng nói. Để tôi xem ai dám động đến vợ tôi. Một bóng người trẻ tuổi bỗng nhiên che trước người Quan Duyệt, bá đạo lên tiếng, ánh mắt căm hận nhìn người nhà họ Quan. Anh ta chính là đứa con trai ngốc của Vũ Ninh, Vũ Tử Khai. Nếu anh là sư phụ của vợ tôi thì cũng là sư phụ của tôi. Có tôi ở đây, không ai được động đến một ngón tay của anh. Vũ Tử Khai cầm cái chảo nghiêm túc nói với Dương Thanh. Dương Thanh đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười. Tên ngốc này thực sự coi Quan Duyệt là vợ mình. Vũ Tử Khai, tôi nói rồi, tôi không phải vợ anh. Anh không được gọi tôi như vậy. Quan Duyệt bực bội nói, ở đây rất nguy hiểm. Anh cứ kệ tôi, mau ra chỗ bố anh đi. Nào ngờ, Vũ Tử Thư nghiêm giọng đáp, không ai được ngăn cản anh bảo vệ em. Nói xong, anh ta lại giơ chảo uy hiếp đám người vương tộc họ Quan. Dương Thanh lại được bảo vệ ở trong cùng. Người của vương tộc họ Quan thấy Vũ Tử Khai bảo vệ Quan Duyệt và Dương Thanh đều trố mắt. Mong ông Ninh dẫn cậu Tử Khai đi ra. Đao kiếm không có mắt, lỡ vô tình khiến cậu ấy bị thương, ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai gia tộc chúng ta e là không tốt lắm đâu. Quan Hồng Nghị nhìn chằm chằm Vũ Ninh, nghiêm giọng nói. Trước đó chỉ vì Quan Duyệt nói một câu không muốn gả cho thằng ngốc, Vũ Ninh suýt nữa đã giết cô ta. Vậy mà lúc này ông ta lại không ngăn cả Vũ Tử Khai. Ông ta bước lên một bước, đưa mắt nhìn người nhà họ Quan, khẽ cười nói, vô cùng xin lỗi mọi người, nhưng tôi cũng chỉ có một đứa con trai là Tử Khai. Dù nó muốn sao trên trời tôi cũng sẽ hái xuống cho nó. Hiện giờ nó chỉ muốn bảo vệ vợ mình, tôi thực sự không cản nổi. Vũ Ninh vừa dứt lời, tất cả đều chấn động. Đám người của vương tộc họ Quan còn cảm thấy lo lắng. Ý của Vũ Ninh rất rõ ràng. Ông ta sẽ không ngăn cản Vũ Tử Khai bảo vệ Quan Duyệt. Chẳng phải nghĩa là, nhà họ Quan muốn tiêu diệt Dương Thanh thì phải giải quyết Vũ Tử Khai trước sao? Cho dù Vũ Tử Khai chỉ là một thằng ngốc thì vẫn là con trai của chủ nhân nhánh hai hoàng tộc họ Vũ. Đừng nói là vương tộc họ Quan, kể cả trong hoàng tộc họ Vũ cũng không có mấy người dám bắt nạt anh ta. Không có người của hoàng tộc họ Vũ, xử lý thế nào cũng được. Bây giờ Vũ Ninh nhúng tay, e là không dễ giải quyết nữa. Ông Ninh cứ nói. Quan Hồng Nghị cất tiếng nói. Mặc dù tôi không rõ giữa vương tộc họ Quan và cậu Thanh có thủ oán gì nhưng vừa rồi nghe hai bên nói chuyện, tôi cũng biết được chút ít. Vũ Ninh cười nói, hôm nay cậu Thanh đến vương phủ họ Quan vì hai chuyện, một là ngăn Quan Duyệt gả vào nhà chúng tôi, hai là muốn đòi lại công bằng cho anh em của mình. Theo lời cậu Thanh nói là vì anh em của cậu bị cao thủ vương tộc họ Quan vây đánh, còn bị đại vương tử đánh lén. Không biết tôi nói vậy đã đúng chưa hả cậu Thanh? Vũ Ninh cười híp mắt hỏi Dương Thanh. Dương Thanh nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ quái, vốn không muốn dựa vào bất kỳ gia tộc nào. Nhưng ý của Vũ Ninh là đang muốn giúp anh sao? Không hổ là người đứng đầu nhánh hai của hoàng tộc họ Vũ, nhìn nhận sự việc rất sâu sắc. Vũ Ninh làm vậy rõ ràng là vì cho rằng, lợi ích của việc liên hôn với vương tộc họ Quan không bằng việc lấy lòng Dương Thanh. Nếu hoàng tộc họ Vũ đã chủ động lấy lòng, sao Dương Thanh có thể không nể mặt người ta được? Ông Ninh nói đúng lắm, chỉ là không biết ông muốn nói gì. Dương Thanh cười híp mắt đáp. Vũ Ninh có thể cảm nhận được, Dương Thanh không hề tôn kính mình. Giọng điệu như đang nói chuyện với người bình thường khiến ông ta cảm thấy trên người Dương Thanh toát ra vẻ uy nghiêm. Ông ta từng gặp không ít người có địa vị rất cao. Ngoại trừ chủ nhân của hoàng tộc và vương tộc, chưa từng có ai đem đến cho ông ta cảm giác như vậy. Ông ta càng thêm chắc chắn, Dương Thanh không phải kẻ tầm thường. Ông ta mỉm cười, lại hỏi Quan Hồng Nghị, không biết lời tôi vừa nói có phải sự thật hay không. Quan Hồng Nghị hừ lạnh một tiếng, đúng là tối qua người của vương tộc họ Quan chúng tôi đã vây đánh anh em của cậu ta.
Nhưng ông Ninh có biết tại sao chúng tôi lại vây đánh người ta không? Còn là ở trong vương phủ họ Quan của tôi. Vũ Ninh hơi ngạc nhiên, cứ tưởng Mã Siêu bị cao thủ vương tộc họ Quan vây đánh ở bên ngoài, bây giờ mới biết là ở trong phủ quan vương. Nhưng như vậy cũng không khiến ông ta từ bỏ ý định đứng về phía Dương Thanh, ngược lại còn thêm quyết tâm. Dương Thanh còn trẻ như vậy, anh em của anh sẽ còn trẻ hơn nữa. Tối qua anh em của Dương Thanh một mình xông vào phủ quan vương. Một người trẻ tuổi có thể khiến một đám cao thủ của phủ quan vương phải vây đánh, chứng tỏ điều gì? Chỉ có thể chứng tỏ thực lực của người trẻ tuổi kia cực kỳ xuất chúng, mạnh đến mức cần một đám cao thủ phải cùng vây đánh. Xin rửa tai lắng nghe. Vũ Ninh cười nói. Mã Siêu, anh em của cậu ta đêm hôm xông vào phủ quan vương, tiêu diệt năm nhóm tuần tra của chúng tôi, còn ngang nhiên giết cháu gái tôi ngay trước mặt tôi. Quan Hồng Nghị nghiến răng nghiến lợi nói, thử hỏi ông Ninh, nếu ông gặp phải chuyện này sẽ xử lý thế nào? Vũ Ninh lại càng kinh hãi. Ông ta biết Quan Hồng Nghị là cao thủ vương cảnh sơ kỳ. Vậy mà Mã Siêu lại giết chết cháu gái của Quan Hồng Nghị ngay trước mặt ông ta. Chứng tỏ trong hàng ngũ vây đánh Mã Siêu tối qua có cả Quan Hồng Nghị. Thiên phú võ thuật quá kinh người. Lúc này, ông ta chợt cảm thấy hưng phấn, muốn cảm ơn thằng con trai ngốc của mình. Nếu không nhờ anh ta, đừng nói là có cơ hội trợ giúp hai thiên tài võ thuật, thậm chí đến cả ông ta cũng đã mất mạng rồi. Ông đã nói như vậy, tôi cũng muốn hỏi tại sao anh em của tôi lại phải xông vào phủ quan vương. Còn giết cháu gái của ông. Dương Thanh lạnh giọng chất vấn. Ánh mắt Quan Hồng Nghị khẽ biến đổi, chỉ hừ lạnh không đáp. Chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình gì khác sao? Vũ Ninh tỏ vẻ kinh ngạc. Chính là vì cô cháu gái bị anh em tôi giết mà đại vương tử nhắc đến kia phái người ám sát em gái thất lạc nhiều năm vừa mới tìm thấy của cậu ấy. Đến tận bây giờ, cô bé kia vẫn đang hôn mê bất tỉnh, đời này còn có thể tỉnh lại hay không cũng không biết. Còn cháu gái của đại vương tử phái người ám sát cô bé ấy chỉ vì muốn chia rẽ quan hệ của tôi và Mã Siêu. Cô ta muốn cậu ấy nghĩ là bị tôi liên lụy nên em gái mới gặp nạn. Chỉ vì muốn châm ngòi ly gián chúng tôi, cô ta có thể nhẫn tâm ra tay với một cô bé vô tội. Ông Ninh phân xử xem, ả đàn bà độc ác như vậy không đáng chết sao? Dương Thanh càng nói càng tức giận. Nếu Mã Siêu không giết Quan Hân, hôm nay anh cũng sẽ tự mình ra tay. Cuối cùng Vũ Ninh cũng hiểu được thù oán giữa Dương Thanh và vương tộc họ Quan. Cậu Thanh nói không sai, ả đàn bà ác độc như vậy quả thực rất đáng chết. Vũ Ninh nghiêm túc nói, không thèm nể mặt đám người vương tộc họ Quan. Không ngờ người của một trong năm vương tộc Chiêu Châu lại có thể làm ra chuyện như vậy, đúng là làm mất mặt vương tộc. Giọng điệu của Vũ Ninh lạnh hẳn xuống, dường như mọi chuyện vương tộc họ Quan làm đều rất quá đáng. Ông ta nhìn chằm chằm Quan Hồng Nghị, nhà họ Quan nhất định phải đền bù thỏa đáng cho cậu Thanh. Vũ Ninh chủ động ra mặt, Dương Thanh cũng không quan tâm, thờ ơ quan sát như người ngoài cuộc. Sắc mặt của đám người vương tộc họ Quan đều rất khó coi. Vừa rồi Vũ Ninh vẫn còn tươi cười ôn hòa với bọn họ, thoát cái đã trở mặt. Quan Hồng Nghị nhìn chằm chằm Vũ Ninh nói, nếu muốn tính toán rõ ràng, chuyện này vẫn là vì liên hôn mà ra. Bây giờ ông Ninh lại muốn vương tộc họ Quan đền bù cho Dương Thanh không thích hợp lắm đâu. Thích hợp, có cái gì không thích hợp? Vũ Ninh lạnh giọng chất vấn, ý của ông là, các ông làm mọi chuyện với cậu Thanh còn có trách nhiệm của hoàng tộc họ Vũ tôi sao? Quan Hồng Nghị lập tức hốt hoảng lắc đầu, không dám. Cho dù 100 năm trước nhà họ Quan cũng là hoàng tộc nhưng thời gian lâu dần, vương tộc bọn họ đã bị hoàng tộc bỏ xa từ lâu. Một khi nảy sinh thù oán giữa hoàng tộc và vương tộc họ Quan thật sự gặp chuyện lớn rồi. Vũ Ninh hừ lạnh nói, tôi tin ông cũng không dám. Dứt lời, ông ta nói với Dương Thanh, không biết cậu Thanh muốn vương tộc họ Quan đền bù gì. Nếu có thể, tôi sẽ ra mặt yêu cầu giúp cậu. Dương Thanh híp mắt đáp. Ông Ninh không sợ làm vậy sẽ gây phiền phức cho hoàng tộc họ Vũ sao? Vũ Ninh sửng sốt, lập tức cười lớn nói, cậu Thanh nghĩ nghiêm trọng quá. Nếu chút chuyện nhỏ này cũng có thể gây phiền phức cho hoàng tộc chúng tôi, vậy thì hoàng tộc họ Vũ thực sự xuống dốc rồi. Cậu Thanh cứ yên tâm. Cậu là sư phụ của Quan Duyệt thì cũng là sư phụ của con tôi. Ai dám đắc với tội cậu chính là đắc tội với hoàng tộc họ Vũ. Nói xong, ông ta lại hỏi Dương Thanh. Không biết đền bù như vậy đã đủ khiến cậu hài lòng chưa? Vũ Ninh không thèm quan tâm tới sắc mặt của đám người vương tộc họ Quan, cũng mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không mà hỏi ý kiến Dương Thanh trước. Mặt đám người nhà họ Quan đều xám xịt, Quan Hồng Nghị lại càng nổi giận đùng đùng, nắm chặt hai tay. Ông ta chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy. Ông Ninh yêu cầu đền bù như vậy không khác với ý của tôi là bao.
chỉ không biết đại vương tử có chịu đồng ý đền bù như thế hay không. Dương Thanh híp mắt nhìn Quan Hồng Nghị. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Quan Hồng Nghị. Muốn ông ta nổ súng tự phế bỏ tay, còn đòi bồi thường 100 tỷ, quả thực chính là sự sỉ nhục lớn nhất với đại vương tử. Dù sao ở đây cũng là vương tộc họ Quan, tuy Dương Thanh cũng muốn lấy mạng Quan Hồng Nghị để báo thù cho Mã Siêu nhưng cũng hiểu rõ, nếu thực sự giết ông ta ở đây, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, anh vừa nhận được tin nhắn của Đồng Chiêm Cương nói Mã Siêu tỉnh lại rồi. Nếu không anh cũng sẽ không tốn thời gian ở lại đây như vậy. Bây giờ có người của hoàng tộc họ Vũ chủ động ra mặt, không chỉ gây áp lực lên vương tộc họ Quan, còn có thể báo thù cho Mã Siêu, anh còn gì không hài lòng. Tuy vương tộc họ Quan có thể lấy ra 100 tỷ nhưng đây cũng không phải số tiền nhỏ. Huống hồ còn muốn phế bỏ một cánh tay của Quan Hồng Nghị, đủ để trả thù cho Mã Siêu rồi. Chỉ là không biết vương tộc họ Quan có chịu đền bù như vậy hay không. Sắc mặt Quan Hồng Nghị vô cùng khó coi. Vũ Ninh không thèm nể mặt vương tộc họ Quan một chút nào. Ông Ninh, chuyện này không liên quan tới hoàng tộc họ Vũ. Ông nhúng tay vào không tốt lắm đâu. Lúc này, một lão già bên phe Quan Hồng Nghị nhìn chằm chằm Vũ Ninh nói. Ánh mắt Vũ Ninh trở nên lạnh lùng, chủ của ông còn chưa lên tiếng, ông là cái thá gì mà đòi chỉ dạy tôi. Vẻ mặt người kia lập tức cứng đờ, giận run người. Dù sao lão ta cũng là một người có địa vị rất cao trong vương tộc họ Quan, chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Thế nhưng Vũ Ninh là người của hoàng tộc, còn đứng đầu nhánh hai của hoàng tộc họ Vũ. Dù có là Quan Hồng Nghị cũng không dám nổi giận với ông ta. Nếu cậu là đàn ông thì tự đứng ra chống lại vương tộc họ Quan đi, trốn sau lưng hoàng tộc họ Vũ làm gì? Quan Hồng Nghị không thèm để ý tới Vũ Ninh, chỉ nhìn Dương Thanh nói. Dương Thanh bật cười châm chọc, lúc người của vương tộc họ Quan các ông lén lút ám sát một cô gái vô tội, sao các ông đối đầu trực tiếp với tôi? Lúc một đám cao thủ nhà họ Quan các người vây đánh anh em của tôi, đại vương tử như ông còn dùng súng đánh lén, sao không nghĩ tới chuyện đối đầu trực tiếp với tôi? Dương Thanh liên tục chất vấn khiến sắc mặt Quan Hồng Nghị ngày càng xa sầm. Bởi vì những lời này đều là sự thật. Vũ Ninh cũng mỉa mai nói, Quan Vương là người có danh tiếng lẫy lừng, không ngờ đại vương tử như ông lại là đồ vô dụng không biết xấu hổ như vậy. Nếu đã lựa chọn xong, đương nhiên Vũ Ninh sẽ không nể mặt, trắng trợn sỉ nhục Quan Hồng Nghị. Vũ Ninh đang định nói tiếp đã bị Dương Thanh chen ngang, không sao, đại vương tử có thể không cần mặt mũi, nhưng tôi vẫn cần. Ông đã muốn tôi đứng ra đối đầu chính diện với các người, tôi sẽ cho ông toại nguyện. Nghe thấy thế, Vũ Ninh vội vàng nói, cậu Thanh yên tâm. Nếu vương tộc họ Quan dám làm gì không biết xấu hổ, tôi cũng sẽ không để yên đâu. Dương Thanh cười đáp, vậy thì cảm ơn ý tốt của ông Ninh. Vũ Ninh lập tức lắc đầu đáp, cậu Thanh khách sáo quá. Dương Thanh dứt khoát bước lên giễu cợt nhìn Quan Hồng Nghị, không phải đại vương tử muốn tôi không trốn sau lưng người khác đấy sao? Bây giờ tôi đứng ra rồi, không biết ông có gì chỉ dạy. Đương nhiên, ông cũng có thể dùng lại thủ đoạn đã dùng với anh em của tôi, bắn súng cũng được, phái toàn bộ cao thủ trong vương tộc họ Quan vây đánh tôi cũng được. Các người cứ việc ra chiêu, tôi tiếp hết. Dương Thanh được Vũ Ninh ủng hộ, Quan Hồng Nghị không dám làm vậy. Đám dòng chính của vương tộc họ Quan đều âm trầm nhìn Dương Thanh, muốn dùng ánh mắt giết anh. Dương Thanh không hề e sợ, đứng đối diện cách Quan Hồng Nghị 2 mét, chờ ông ta lên tiếng. Vũ Ninh khẽ nhếch môi nở nụ cười sâu xa. Quan Duyệt rất lo lắng. Vũ Tử Khai ở bên cạnh an ủi, vợ yên tâm, có anh ở đây, không ai có thể làm hại sư phụ đâu. Vũ Ninh cũng liếc nhìn Quan Duyệt, khẽ cười nói, cháu yên tâm, có bác ở đây, dù Quan Vương tự mình tới cũng không thể làm gì sư phụ của cháu đâu. Cảm ơn ông Ninh. Quan Duyệt ngẩng đầu cảm kích nói. Mọi người trong sảnh tiệc rộng lớn đều nhìn vào Quan Hồng Nghị. Đáy mắt ông ta tràn đầy sát khí mãnh liệt. Nhưng ông ta biết rõ với thực lực vương cảnh sơ kỳ của mình không thể làm gì Dương Thanh. Chuyện tới nước này, ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa. Quan Hồng Nghị im lặng một lúc mới nói, dù sao Quan Duyệt cũng là người của vương tộc họ Quan. Cậu là sư phụ của con bé, lẽ ra phải là bạn của vương tộc chúng tôi. Tôi hy vọng mọi chuyện dĩ hòa vi quý. Nếu cậu đồng ý dàn xếp ổn thỏa, tôi cho thể bồi thường cho anh em của cậu 10 tỷ. Đồng thời vị trí người đứng đầu nhánh ba của vương tộc họ Quan vốn thuộc về bố của Quan Duyệt. Nhưng bố con bé qua đời từ khi còn trẻ, bây giờ Quan Duyệt đã trở về gia tộc, vị trí này nên dành cho con bé. Hơn nữa tôi có thể cam đoan với cậu, sau này hôn nhân của Quan Duyệt đều do con bé tự quyết định. Dù con bé lấy chồng cũng vẫn là chủ nhân của nhánh ba vương tộc họ Quan.
Quan Hồng Nghị vừa dứt lời, đám người nhà họ Quan đều giật mình kinh hãi. Không được. Quan Trấn Hải là người đầu tiên phản đối, nhánh ba hiện giờ không còn là nhánh ba của 20 năm trước. Với cả trước giờ vương tộc họ Quan chưa từng có phụ nữ làm chủ một nhánh. Huống hồ, bởi vì sự phụ của Quan Duyệt phá hỏng chuyện liên hôn giữa vương tộc họ Quan và hoàng tộc họ Vũ. Theo quy định của gia tộc, Quan Duyệt phải bị phạt nặng. Ngay sau đó lập tức có người đứng ra nói, không sai, không thể để Quan Duyệt làm người đứng đầu nhánh ba được. Cô ta vốn là tội đồ của gia tộc, phải bị phạt nặng. Phải bị phạt nặng. Đám người của vương tộc họ Quan nhao nhao lên tiếng. Không một ai chịu ủng hộ Quan Hồng Nghị. Thậm chí đến cả mấy người ngày thường hay theo phe ông ta lúc này cũng đứng ở phe đối lập. Sắc mặt của Quan Hồng Nghị cực kỳ khó coi, tức giận chất vấn, thế các người nói thử xem phải giải quyết chuyện này thế nào. Nếu không có Vũ Ninh, chắc chắn Quan Hồng Nghị sẽ không tha cho Dương Thanh. Nhưng hiện giờ Vũ Ninh đang nhìn chằm chằm, nếu bọn họ đối phó Dương Thanh sẽ khiến quan hệ giữa hoàng tộc họ Vũ và vương tộc họ Quan trở nên tồi tệ. Đám người vừa mới kêu gào đòi phạt nặng Quan Duyệt lập tức im bặt. Vũ Ninh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua đám người như đang nói, tôi xem ai dám. Dương Thanh cũng không vội, bình thản chờ vương tộc họ Quan đưa ra quyết định. Vừa rồi cậu đã nói hôm nay tới đây có hai việc cần làm, một là dẫn Quan Duyệt đi, hai là đòi bồi thường cho anh em của mình. Cậu có thể dẫn Quan Duyệt đi, chuyện thứ nhất coi như giải quyết xong, bây giờ chỉ cần giải quyết nốt chuyện thứ hai. Quan Trấn Hải bước ra, hờ hững nhìn Dương Thanh, mặc kệ vì lý do gì, anh em của cậu tự tiện xông vào vương phủ họ Quan chính là tội chết. Cậu muốn chúng tôi đền bù là điều không thể. Cậu đã dám một mình với đây, chứng tỏ rất tự tin về thực lực của mình. Đã vậy chúng ta cứ dùng võ thuật giải quyết chuyện thứ hai, cậu thấy sao? Dương Thanh cười nhạt một tiếng, tôi nói rồi, tùy ý các người ra chiêu. Nếu các người đã định dùng võ thuật xử lý chuyện này, tôi không có ý kiến. Dù các người lấy số lượng áp đảo vây đánh, tôi cũng dám tiếp. Dương Thanh không hề che giấu sự châm chọc của mình với vương tộc họ Quan. Quan Trấn Hải cũng không để bụng Dương Thanh châm chọc, lạnh lùng nói, yên tâm. Quan Hồng Nghị làm ra được chuyện không biết xấu hổ như vậy chứ tôi thì không. Quan Hồng Nghị nghe vậy đen mặt. Mặc dù ông ta chưa được xác định là người thừa kế vương vị nhưng cũng là đại vương tử. Người có khả năng trở thành người thừa kế của vương tộc họ Quan nhất chỉ có thể là ông ta. Quan Trấn Hải lại không thèm nể mặt. Tối qua lúc đối phó Mã Siêu, tuy Quan Trấn Hải cũng có mặt nhưng đúng là không tham gia vây đánh. Ông ta cũng có tư cách nói ra lời này. Chỉ là nói Quan Hồng Nghị không biết xấu hổ ngay trước mặt mọi người khiến ông ta rất giận dữ. Quan Trấn Hải, đợi ông tự mình đánh bại cậu ta trước rồi hắn chỉ trích tôi. Quan Hồng Nghị tức giận nhưng cũng chỉ có thể nhìn xuống. Quan Trấn Hải không thèm nhìn ông ta, chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh, nhóc con, cậu dám đánh với tôi một trận không? Dương Thanh lạnh lùng đáp, có gì mà không dám, nhưng trước khi đánh, tôi muốn hỏi rõ ràng. Sau khi các người thua võ sẽ không dở trò khác làm lãng phí thời gian của tôi đấy chứ. Còn nữa, nếu các người thua thì định đền bù cho tôi thế nào? Quan Trấn Hải sửng sốt hồi lâu mới hiểu được ý của anh. Ý chí chiến đấu trong mắt ông ta càng thêm nồng đậm, híp mắt nói, tôi chỉ có thể thay mặt chấp pháp đường của vương tộc họ Quan. Nếu tôi thua, chấp pháp đường sẽ không làm khó dễ cậu và Quan Duyệt. Dương Thanh lắc đầu, xem ra các người vẫn chưa thống nhất được với nhau. Được rồi. Tôi cho các người 5 phút thương lượng. Tôi không cần biết các người định đánh luân phiên hay lên cùng lúc. Tôi chỉ quan tâm các người thua sẽ đền bù gì cho tôi. Vũ Ninh cũng lên tiếng, cậu Thanh đã nói như vậy, cứ để tôi làm trọng tài. Nếu vương tộc họ Quan thua mà không đền bù cho cậu Thanh thì đừng trách tôi không khách sáo. Người của vương tộc họ Quan đều nổi giận đùng đùng nhưng không dám nói ra. Quan Trấn Hải sảng khoái gật đầu, được, chúng tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thống nhất. Người của vương tộc họ Quan tụ tập lại một chỗ nhỏ giọng bàn bạc, nhưng từ vẻ mặt của họ có thể thấy được không ai chịu nghe ai. Cậu Thanh phải cẩn thận vương tộc họ Quan giở trò. Bọn họ đã dám dùng súng với anh em của cậu, không thể tránh khỏi việc dùng thủ đoạn xấu xa với cậu. Vũ Ninh trầm giọng nói, tuy tôi có thể trấn áp bọn họ một chút nhưng dù sao đây cũng là vương tộc họ Quan, tôi vẫn chưa có quyền lực lớn tới vậy. Dương Thanh gật đầu đáp, cảm ơn ông. Vũ Ninh lắc đầu, cậu đừng khách sáo với tôi nữa. Nói thật lúc trước vương tộc họ Quan muốn liên hôn với hoàng tộc họ Vũ chúng tôi nhìn thấy ảnh của Quan Duyệt liền rất hài lòng với cô con dâu này. Chỉ không ngờ Quan Duyệt không muốn gả vào hoàng tộc họ Vũ. Tôi cũng biết đầu óc con tôi có không bình thường, quả thực không xứng với Quan Duyệt.
nhưng tôi muốn nhận con bé làm con gái nuôi. Nếu con bé đồng ý, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Dương Thanh đương nhiên sẽ không từ chối sự lấy lòng của ông ta. Anh mỉm cười nhìn Quan Duyệt, ông Ninh muốn nhận em làm con nuôi, đây là vinh hạnh của em. Mau gọi bố nuôi đi. Quan Duyệt sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng lại, Vũ Ninh không ép cô ta gả cho Vũ Tử Khai nữa. Không chỉ vậy, ông ta còn muốn nhận cô ta làm con nuôi. Đây chính là chỗ dựa khổng lồ, sau này đến cả Quan Hồng Nghị cũng không làm gì được cô ta. Bố nuôi. Quan Duyệt vội vàng gọi một tiếng. Dương Thanh bảo cô ta nhận Vũ Ninh là bố nuôi, đương nhiên cô ta sẽ không phản đối. Ha ha, tốt lắm, con gái ngoan. Vũ Ninh cười phá lên, lập tức kéo Vũ Tử Khai tới nói, sau này Quan Duyệt chính là em gái nuôi của con, mau gọi em đi con. Vũ Tử Khai bất mãn nói, không, con muốn cô ấy làm vợ con, không muốn cô ấy làm em con. Tử Khai. Vũ Ninh trừng mắt nhìn anh ta. Vũ Tử Khai ấm ức nói, cô ấy chính là vợ con. Ông Ninh đừng ép anh ấy nữa, cứ kệ anh ấy muốn gọi thế nào cũng được. Quan Duyệt không nhịn được lên tiếng nói. Cô ta chỉ không muốn gả cho một người mình không thích, thậm chí là chưa hề quen biết. Cô ta không có ác ý gì với Vũ Tử Khai, ngược lại còn thấy thương xót. Dù Vũ Tử Khai gọi cô ta là vợ cũng không thể chứng minh điều gì. Cô ta thực sự không đành lòng khiến anh ta đau khổ. Chuyện này, Vũ Ninh dè dặt nhìn Dương Thanh. Anh không mở lời. Ông ta không dám để Vũ Tử Khai gọi Quan Duyệt là vợ. Sư phụ, Quan Duyệt cũng nhìn về phía anh. Dương Thanh cười nói, Quan Duyệt không ngại thì cứ để cậu ấy tùy ý gọi. Chỉ là xưng hô mà thôi, kệ cậu ấy đi. Cảm ơn cậu Thanh. Vũ Ninh tươi cười đáp lại. Vũ Tử Khai cũng vui sướng hỏi, vợ ơi vợ, sau này anh gọi em là vợ, em có thể chơi game với anh không? Thấy anh ta khoa chân múa tay, Quan Duyệt bất đắc dĩ nói. Em kết bạn với anh trước. Sau này có thời gian em sẽ chơi với anh, được không? Quan Duyệt như đang dỗ trẻ con. Mặc dù Vũ Tử Khai không muốn nhưng vẫn quệt miệng nói, được rồi, đợi em có thời gian, anh sẽ kéo em chơi game cùng. Nói xong, Vũ Tử Khai lại ôm điện thoại chơi tiếp. Vừa rồi lúc Vũ Ninh nhận con nuôi không hề có ý giấu giếm, thậm chí còn nói rất to nên người của vương tộc họ Quan đều nghe thấy. Đám người đó nhìn Quan Duyệt bằng ánh mắt rất phức tạp. Bọn họ vốn định dùng cô ta để liên hôn với hoàng tộc họ Vũ, bây giờ không liên hôn được, Vũ Ninh lại nhận cô ta làm con gái nuôi. Nhưng bọn họ đều hiểu rõ, tất cả đều nhờ chàng trai trẻ kia ban tặng. Đúng lúc này, tâm trạng của bọn họ cũng bình tĩnh lại, đã đạt được ý kiến thống nhất. Quan Trấn Hải đi tới nói với Dương Thanh, chúng tôi đã thương lượng xong. Tôi đại diện chấp pháp đường, đại sư vương đại diện nhánh một. Hai chúng tôi sẽ đánh với cậu. Chỉ cần cậu thắng được một người coi như cậu thắng, được chứ? Nếu các người thua phải đền bù cho tôi thế nào? Dương Thanh lạnh nhạt hỏi. Nếu chúng tôi thua, chính tay tôi phế bỏ hai tay của Quan Hồng Nghị, đồng thời bồi thường cho cậu 100 tỷ. Quan Trấn Hải híp mắt nói, nhưng nếu cậu thua thì phải bỏ mạng ở đây, hoàng tộc họ Vũ không được nhúng tay vào. Chỉ cần cậu dám tiếp chiêu, bây giờ chúng ta có thể đánh luôn. Được, không thành vấn đề. Dương Thanh không hề do dự nói. Chờ đã. Vũ Ninh vội vàng đi lên, châm chọc nói, vương tộc họ Quan đúng là quen thói không biết xấu hổ. Các người chọn ra hai người đánh với một mình cậu Thanh sao? Đúng là không cần mặt mũi. Sao phải phiền phức như vậy? Cứ để cao thủ mạnh nhất vương tộc họ Quan các người đấu với cậu Thanh dễ hơn nhiều mà. Quan Trấn Hải lạnh giọng nói, cậu ta có thể không nhận. Nhận chứ, vương tộc họ Quan tặng tôi món quà lớn như vậy, sao tôi có thể không nhận được? Dương Thanh vội lên tiếng, nói với Vũ Ninh, nếu tôi thua, ông không được nhúng tay. Tôi dám thua dám chịu. Nhưng, Vũ Ninh định khuyên nhủ lại bị Dương Thanh ngăn lại, được rồi, tôi đã quyết định xong, hy vọng ông có thể tôn trọng quyết định của tôi. Được, cậu Thanh đã nói vậy, tôi cũng không nhiều lời nữa. Vũ Ninh trầm giọng nói, lập tức uy hiếp người nhà họ Quan, nếu các người dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu, hoàng tộc họ Vũ sẽ không tha cho các người. Sự uy hiếp của Vũ Ninh vẫn rất có tác dụng. Đám người vương tộc họ Quan vốn đang định giở trò, nghe vậy biết dù có thua cũng chỉ có thể cam chịu. Các người ai lên trước, hay là lên hết cũng được. Dương Thanh đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Quan Trấn Hải, cũng đừng nói tôi thắng một trận là thắng. Tôi phải đánh bại cả hai người mới được coi là thắng. Đến cả Quan Vương tự ra mặt Dương Thanh còn không sợ nữa là cao thủ của vương tộc họ Quan. Nhưng người của vương tộc họ Quan lại coi lời nói của anh là sự sỉ nhục với họ.
Được, cậu ngông cuồng như vậy, chúng tôi sẽ cho cậu cơ hội ngông cuồng. Cậu phải thắng được cả hai người bên chúng tôi mới được tính là cậu thắng. Lúc này Quan Hồng Nghị lên tiếng. Vũ Ninh châm chọc nói, đúng là không biết xấu hổ, khó trách vương tộc họ Quan vẫn chậm chạp không chịu chọn ra người thừa kế, thì ra đại vương tử là kẻ bất tài không đào tạo nổi. Sắc mặt Quan Hồng Nghị vô cùng khó coi nhưng cũng không dám chống đối Vũ Ninh, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đối với ông ta, điều quan trọng nhất lúc này là giết được Dương Thanh. Trong mắt Quan Trấn Hải lóe lên, bước lên nói, tôi muốn xem thực lực của cậu đến đâu. Dương Thanh thản nhiên nói, tôi khuyên hai người cùng lên đi. Nếu không thắng quá dễ dàng thì thật vô vị. Cậu muốn chết hả? Quan Trấn Hải cảm thấy Dương Thanh đang sỉ nhục mình, lập tức thẹn quá hóa giận dậm chân xuống khiến mặt đất nứt toác. Ông ta lao vọt về phía Dương Thanh. Người đứng đầu chấp pháp đường quả nhiên có thực lực phi phàm. Trong khí thế này có lẽ đã đạt tới vương cảnh sơ kỳ, còn sắp đột phá vương cảnh trung kỳ. E là đến cả đại vương tử Quan Hồng Nghị cũng không phải là đối thủ của Quan Trấn Hải. Khó trách Quan Trấn Hải dám chống đối Quan Hồng Nghị. Có lẽ cả vương tộc họ Quan chỉ có Quan Trấn Hải mới có tư cách tranh giành vị trí người thừa kế với Quan Hồng Nghị. Vương cảnh sơ kỳ, còn sắp đột phá vương cảnh trung kỳ. Không ngờ thực lực của Quan Trấn Hải lại mạnh tới mức này. Sợ là tương lai, ông ta mới là kẻ địch lớn nhất của Quan Hồng Nghị. Đám dòng chính nhà họ Quan nhao nhao bàn tán, ai nấy đều khiếp sợ. Sắc mặt Quan Hồng Nghị lại càng khó coi. Ông ta là đại vương tử, thế mà lại thua kém người đứng đầu chấp pháp đường. Trong vương tộc họ Quan, người nắm quyền không chỉ có mình Quan Vương mà còn có bốn trưởng lão. Dù ông ta là con trai cả của Quan Vương cũng không thể lập tức được chọn làm người thừa kế. Nguy cơ to lớn khiến ông ta có cảm giác như đang phải cõng hai ngọn núi trên vai. Sư phụ cẩn thận. Trông thấy Quan Trấn Hải sắp đánh tới, Quan Duyệt lập tức hô lên. Nhưng Dương Thanh vẫn đứng im tại chỗ, bình tĩnh nhìn Quan Trấn Hải đang vung đấm tới. Đúng lúc này, anh đột nhiên biến mất tại chỗ. Quan Trấn Hải ra đòn thất bại, sắc mặt lập tức biến đổi. Quá chậm. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên sau lưng ông ta. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kéo tới khiến toàn thân ông ta cứng ngắc. Những người khác đã trợn trừng hai mắt. Bọn họ thấy rõ ràng Quan Trấn Hải đã đấm vào người Dương Thanh, thế nhưng chỉ trong chớp mắt anh đã biến mất rồi xuất hiện sau lưng Quan Trấn Hải. Sao lại như vậy? Đám người vương tộc họ Quan lẩm bẩm, vẻ mặt khó tin. Tốc độ của Dương Thanh quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ không thể nhìn bằng mắt thường. Thậm chí bọn họ còn nảy ra một suy nghĩ hoang đường, Dương Thanh có năng lực di chuyển tức thời. Thế nhưng trên đời này làm gì có ai có thể di chuyển tức thời? Nếu không phải di chuyển tức thời, làm sao Dương Thanh có thể xuất hiện sau lưng Quan Trấn Hải được? Hai mắt Vũ Ninh cũng co rút lại. Ông ta lại càng chắc chắn, thực lực của Dương Thanh sâu không lường được. Ông ta đã là cao thủ vương cảnh trung kỳ nhưng lại không chịu nổi một đòn của Dương Thanh. Có thể tưởng tượng anh mạnh tới cỡ nào. Ít nhất cũng phải là vương cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Nhưng Vũ Ninh lại có cảm giác, rất có thể thực lực của Dương Thanh đã vượt qua cả vương cảnh đỉnh phong, tức là bước vào thần cảnh. Trong năm vương tộc của Chiêu Châu không có lấy một cao thủ thần cảnh. Nếu đây là sự thật, chẳng phải một mình Dương Thanh cũng có thể tung hoành cả năm vương tộc sao? Nghĩ tới đây, Vũ Ninh bỗng thấy vô cùng kích động. Xây dựng quan hệ với một cao thủ thần cảnh chính là sự trợ giúp lớn nhất của ông ta trong hoàng tộc họ Vũ. Mặc dù ông ta là người đứng đầu nhánh hai nhưng nếu được cao thủ thần cảnh ủng hộ, thậm chí ông ta sẽ có tư cách cạnh tranh vị trí người thừa kế hoàng vị. Điều này càng khiến ông ta thêm quyết tâm lấy lòng Dương Thanh. Bịch! Quan Trấn Hải bỗng nhiên quay người lại, đồng thời dùng hết sức bình sinh tung hai nắm đấm. Quá yếu! Một đấm của ông ta lại bị Dương Thanh hời hợt giơ tay đón được. Dương Thanh vẫn bình thản như cũ, không hề di chuyển. Không! Quan Trấn Hải trợn trừng mắt, khó tin nói, không thể nào! Sao cậu có thể đón được một đòn dùng hết sức của tôi? Nếu nói đòn đầu tiên của ông ta đã quá khinh địch thì đòn lần này ông ta đã dùng toàn bộ sức lực của mình. Ánh mắt nhìn Quan Trấn Hải vốn chỉ có chiến ý mãnh liệt, lúc này lại ngập tràn kính trọng. Đây là sự kính trọng đối với cao thủ. Tôi thua rồi. Quan Trấn Hải bỗng thu tay về, lập tức cúi đầu nói, cậu Thanh dậy rất phải. Là tôi ếch ngồi đáy giếng, tự cho mình là vô địch thiên hạ, kỳ thực chỉ là trò cười. Dứt lời, ông ta đưa mắt nhìn đám người vương tộc họ Quan, cao giọng nói, từ giờ trở đi, tôi sẽ rút khỏi cuộc chiến tranh giành vương vị, không đảm nhận chấp pháp đường nữa. Sau này, tôi sẽ chỉ một lòng luyện võ, không liên quan đến quyền thế của vương tộc.
Lời nói của quan Trấn Hải khiến tất cả đều kinh ngạc, đến cả quan Hồng Nghị cũng bất ngờ, ông thực sự muốn rút khỏi cuộc chiến tranh giành vương vị sao? Quan Trấn Hải khinh thường nhìn ông ta, ông yên tâm, tôi đã nói vậy thì chắc chắn sẽ không tranh với ông nữa đâu. Nếu quan Trấn Hải rút khỏi cuộc chiến tranh giành vương vị, cả vương tộc họ Quan sẽ không còn ai có thể lung lay địa vị của quan Hồng Nghị. Thế nhưng quan Hồng Nghị lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ, còn thấy mỉa mai. Chẳng lẽ thực sự giống như lời Dương Thanh nói, bọn họ chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi sao? Tiếp theo đến lượt ai? Dương Thanh lạnh nhạt hỏi quan Hồng Nghị. Lão già đứng sau lưng quan Hồng Nghị chính là đại sư vương sắp ra trận. Thế nhưng lúc này, lão ta lại e sợ. Tuy vừa rồi quan Trấn Hải chỉ đánh ra hai đòn nhưng lại không thể làm gì Dương Thanh. Đại sư vương là cao thủ vương cảnh trung kỳ, vậy mà khi đối mặt với Dương Thanh lại muốn rút lui. Đại sư vương, quan Hồng Nghị nghiến răng nhìn lão ta. Quan Trấn Hải đã thua, hiện giờ chỉ còn lại đại sư vương. Nếu đại sư vương thua tiếp, ông ta sẽ bị phế bỏ cả hai cánh tay, còn phải bồi thường 100 tỷ. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đại sư vương. Đại vương tử, đột nhiên tôi bị đau bụng, phải đi vệ sinh đã. Cậu cho người khác ra đánh đi. Đại sư vương chợt ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó nói. Không ngờ lão ta lại ôm bụng bỏ chạy ngay trước mặt bao người. Thấy đại sư vương như đang chạy trốn, tất cả trố mắt nhìn. Sắc mặt quan Hồng Nghị càng thêm khó coi. Đại sư vương là cao thủ mạnh nhất bên cạnh ông ta. Không có đại sư vương, còn ai thắng nổi Dương Thanh? Lúc này Vũ Ninh bước ra cười hỏi, đại vương tử, đây có được tính là chưa đánh đã thua không? Ở đây có nhiều người vương tộc họ Quan nhưng không ai lên tiếng, ánh mắt nhìn quan Hồng Nghị tràn đầy đồng tình. Quan Trấn Hải thua trận, đại sư vương chưa đánh đã thua, còn có người đứng đầu nhánh hai của hoàng tộc họ Vũ ra mặt. E là quan Hồng Nghị thực sự phải bị phế bỏ hai tay rồi. Quan Trấn Hải cũng lên tiếng, quan Hồng Nghị, có chơi có chịu. Chuyện hôm nay vốn vì ông mà ra, bây giờ cũng nên do ông kết thúc. Ông chuẩn bị tự phế bỏ hai tay hay là để tôi làm thay? Quan Hồng Nghị cúi đầu không nói, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của ông ta. Nhưng mọi người đều cảm nhận được hiện giờ ông ta đang vô cùng tức giận. Dương Thanh vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, chờ đợi câu trả lời của quan Hồng Nghị. Không ai chú ý tới trong lòng bàn tay phải đang nắm chặt của ông ta có một cái bình thủy tinh nhỏ, trong bình là một viên thuốc màu đỏ. Lúc này, quan Hồng Nghị cũng đang rất do dự. Không một ai ở đây biết viên thuốc trong tay ông ta là gì. Nhưng ông ta biết rõ nếu uống nó, thực lực của ông ta sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, kéo theo đó sẽ bại lộ một vài bí mật của vương tộc họ Quan. Nếu phải làm đến mức này, đám người Dương Thanh và Vũ Ninh phải chết hết mới có thể tiếp tục giữ bí mật. Người của vương tộc họ Quan chưa bao giờ thua không chịu nhận. Đúng lúc này, một giọng nói vang dội cất lên. Quan vương! Có người kinh ngạc thốt lên. Sắc mặt Vũ Ninh cũng trở nên nghiêm trọng, vô thức đứng canh Dương Thanh, trầm giọng nói, đây là giọng của quan vương. Dương Thanh vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm về một hướng. Ngay sau đó, một lão già khỏe mạnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lão ta vốn đang ở cách đó mấy trăm mét bước từng bước về phía trước, nhưng chỉ thoáng chốc đám người giật mình phát hiện quan vương chỉ còn cách đó vài chục mét. Thêm một cái chớp mắt, quan vương đã xuất hiện ngay bên cạnh bọn họ. Bố! Rốt cuộc quan Hồng Nghị cũng ngẩng đầu, không cam lòng nhìn quan vương. Quan vương! Người của vương tộc họ Quan đều nhao nhao cúi đầu, vẻ mặt cung kính, thậm chí không một ai dám nhìn thẳng vào lão ta. Đến cả Vũ Ninh cũng cúi đầu theo bản năng. Trong sảnh tiệc rộng lớn chỉ còn một mình Dương Thanh đối mặt với lão ta. Trên người quan vương toát ra khí thế uy nghiêm. Tuy chưa thăm dò nhưng Dương Thanh có thể cảm nhận được, cảnh giới võ thuật của lão ta chắc hẳn là vương cảnh đỉnh phong. Mỗi người đứng đầu trong năm vương tộc đều có thực lực vương cảnh đỉnh phong. Lúc Dương Thanh nhìn quan vương, lão ta cũng đang đánh giá anh. Đây là lần đầu tiên lão ta gặp Dương Thanh nhưng lại có cảm giác không thể nhìn thấu được anh. Cậu là Dương Thanh? Quan vương bỗng nhiên hỏi. Dương Thanh lạnh giọng đáp, không biết quan vương có gì muốn chỉ dạy. Quan vương cau mày. Khí thế của Dương Thanh quá mạnh mẽ, khiến lão ta rất không thoải mái. Đồng thời, lão ta cũng vô cùng khiếp sợ. Lão ta đã nghe thấy tên anh từ lâu, dù sao hiện giờ người của năm vương tộc đều đã tới Yến Đô. Dương Thanh là người có khả năng trở thành vương của Yến Đô nhất, sao quan vương có thể chưa từng nghe nói tới? Chỉ là lão ta không ngờ Dương Thanh còn trẻ như vậy đã có được thực lực khủng bố. Quan Trấn Hải là cao thủ vương cảnh sơ kỳ, vậy mà dùng hết sức đánh ra một đòn vẫn không thể làm gì Dương Thanh.
Đại sư Vương là cao thủ vương cảnh trung kỳ, chưa đánh đã thua. Bản thân lão ta cũng không thể nhìn thấu Dương Thanh, thậm chí còn cảm nhận được áp lực từ trên người anh. Trong thẻ này có 200 tỷ. Giữa hai ngón tay Quan Vương chợt xuất hiện một chiếc thẻ đen. Lão ta cong ngón tay búng ta, chiếc thẻ biến thành một tia chớp màu đen thoát cái bay về phía Dương Thanh. Dương Thanh bình thản giơ hai ngón tay đỡ được. Quan Vương lại càng kinh hãi. Vừa rồi lão ta đã dùng sức mạnh chỉ cao thủ trên cấp vương cảnh hậu kỳ mới có để phi thẻ ra, nhưng vẫn bị Dương Thanh tùy tiện đỡ được. Có thể đoán được, thực lực của anh ít nhất phải ở vương cảnh hậu kỳ. Tiền cược là 100 tỷ. Quan Vương đưa tôi 200 tỷ chắc hẳn còn có mục đích khác phải không? Dương Thanh lạnh nhạt hỏi. Quan Vương ngạo nghễ nói, dù sao Quan Hồng Nghị cũng là đại vương tử của vương tộc họ Quan. Nếu bị phế bỏ hai tay chẳng khác nào kẻ vô dụng. Tôi cho cậu thêm 100 tỷ mua lại hai tay của nó. 100 tỷ mua lại hai cánh tay, quả thực rất có thành ý. Nhưng lần này Dương Thanh tới chỉ vì để dẫn Quan Duyệt đi thôi sao? Đương nhiên không phải. Anh tới để đòi lại công bằng cho anh em của mình. 200 tỷ là một số tiền khổng lồ. Nhưng đối với anh, đây chẳng qua chỉ là gia tăng con số trong tài khoản ngân hàng mà thôi. Tức là mỗi một cánh tay của đại vương tử trị giá 50 tỷ sao? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Quan Vương nhíu mày, nhưng vẫn lên tiếp đáp, cậu có thể cho là như vậy. Vậy thì tôi dùng 100 tỷ tiền cược mua lại hai chân của đại vương tử. Dương Thanh khẽ nhếch miệng, cong ngón tay búng trả tấm thẻ đen kia cho Quan Vương. Phốc, tấm thẻ như một ám khí màu đen bay vút ra. Mặc dù Quan Vương đã đỡ được thẻ, nhưng hai ngón tay giơ ra đỡ lại bị chảy máu. Quan Vương, đám người vương tộc họ Quan nhao nhao hô lên, vẻ mặt khó tin. Quan Vương gần như không có đối thủ trong mắt bọn họ lại bị thương. Ánh mắt Vũ Ninh lóe lên, nhìn chằm chằm Dương Thanh. Hôm nay anh đã khiến ông ta kinh ngạc quá nhiều. Quan Vương là cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Lão ta phi thẻ đen tới lại Dương Thanh dễ dàng đỡ được. Nhưng thẻ do Dương Thanh phi ra lại khiến ngón tay Quan Vương chảy máu. Chẳng phải nghĩa là, cảnh giới võ thuật của Dương Thanh cao hơn cả Quan Vương rồi sao? Mặt mũi Quan Vương trắng bệch, ánh mắt nhìn Dương Thanh không còn kiêu ngạo như trước nữa. Dương Thanh lạnh giọng nói, ông ta bắn lén anh em của tôi, lẽ ra phải chịu tội chết, nhưng nể mặt là dòng dõi của Quan Vương, tôi mới tha cho ông ta một mạng. Nếu Quan Vương thấy tôi hùng hổ dọa người thì cứ nói, tôi sẽ lập tức rời đi. Dương Thanh vừa rồi vẫn còn cực kỳ ngạo mạn lúc này lại như đang cúi đầu thỏa hiệp. Chỉ mình Quan Vương biết, anh đang lấy lùi làm tiến. Lão ta đã biết được sức mạnh của Dương Thanh, nếu quả thật cứ để anh rời đi như vậy, e là sau này vương tộc họ Quan không thể yên bình. Quan Trấn Hải. Quan Vương bỗng quát lên. Có. Quan Trấn Hải vội vàng bước ra. Phế bỏ hai tay của đại vương tử. Quan Vương lạnh lùng ra lệnh. Quan Vương vừa dứt lời, tất cả đều sợ ngây người. Quan Hồng Nghị lại càng không thể tin nổi, bố. Nhưng Quan Vương không thèm liếc nhìn ông ta, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Sau một hồi kinh ngạc, Quan Trấn Hải vội vàng đáp, vâng. Ông ta bước tới nhìn chằm chằm Quan Hồng Nghị, đại vương tử, có chơi có chịu. Quan Vương đã có lệnh, ông hãy phục tùng đi. Dương Thanh, mày khinh người quá đáng. Quan Hồng Nghị đỏ bừng mắt gầm lên, ánh mắt tràn đầy sát khí. Nếu ông ta có cơ hội lấy mạng Dương Thanh, chắc chắn sẽ không nương tay. Làm đi. Quan Vương quát lớn. Quan Trấn Hải xông tới trước mặt Quan Hồng Nghị, vung nắm đấm ra. Răng rắc, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, một cánh tay của Quan Hồng Nghị lập tức gãy lìa. Ngay sau đó lại vang lên tiếng xương gãy. Cánh tay còn lại của ông ta cũng gãy nát. Quan Hồng Nghị không hề kêu rên một tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh, ánh mắt căm hận đáng sợ. Trong thẻ này có 100 tỷ. Quan Vương phi một chiếc thẻ đen khác của Ngân hàng Thế giới về phía Dương Thanh. Dương Thanh sảng khoái đón lấy, giống như số tiền này vốn phải thuộc về anh. Vũ Ninh cũng rất hưng phấn. Dương Thanh càng tỏ ra mạnh mẽ, ông ta càng vui vẻ. Dù sao ông ta vì Dương Thanh chống lại vương tộc họ Quan chính là một ván cược. Đến cả Quan Vương cũng phải thỏa hiệp, chứng tỏ giá trị của Dương Thanh cao hơn cả vương tộc họ Quan. Từ nay về sau, địa vị của ông ta trong hoàng tộc họ Vũ sẽ càng tăng vọt, khoảng cách đến người thừa kế hoàng vị cũng càng gần hơn. Từ hôm nay trở đi bãi bỏ tư cách người thừa kế vương vị của Quan Hồng Nghị. Quan Vương bỗng quét mắt nhìn đám người xung quanh, lạnh giọng nói, đồng thời, tôi đề nghị bổ nhiệm Quan Trấn Hải là người thừa kế. Một khi cậu ta đạt tới vương cảnh trung kỳ sẽ chính thức phong cho cậu ta làm người thừa kế. Đợi cậu ta đạt tới vương cảnh hậu kỳ,
tôi sẽ thoái vị nhường lại quan vương cho cậu ta. Nghe thấy thế, đám người của vương tộc họ Quan đều trợn tròn mắt. Trong vương tộc họ Quan, người có tư cách tranh giành vị trí người thừa kế chỉ có Quan Hồng Nghị và Quan Trấn Hải. Quan Hồng Nghị là con trai của quan vương, Quan Trấn Hải là người do phe đối lập của quan vương chọn ra làm người cạnh tranh vương vị. Vậy mà bây giờ quan vương lại tuyên bố bãi bỏ tư cách thừa kế của con trai mình, đề nghị bổ nhiệm Quan Trấn Hải của phe đối lập làm người thừa kế. Không một ai ngờ được lão ta sẽ làm như vậy. Quan Hồng Nghị cũng trợn mắt há hốc mồm, khó tin hỏi, bố không muốn cho con một cơ hội nào sao? Câm miệng cho tao. Quan vương cả giận quát, so với Quan Trấn Hải, mày có tư cách gì để tranh giành vị trí thừa kế vương vị? Đến tận lúc này, Quan Trấn Hải mới lấy lại tinh thần. Vừa rồi ông ta đã nói sẽ từ chức người đứng đầu chấp pháp đường, không quan tâm chuyện của vương tộc, chỉ chuyên tâm luyện võ. Xin lỗi quan vương, tôi không thể đồng ý. Quan Trấn Hải lập tức lên tiếng. Quan vương nhíu mày, khí thế uy nghiêm trên người toát ra, cậu không muốn làm quan vương đời tiếp theo sao? Nếu là bình thường, khí thế này đủ để đè bẹp Quan Trấn Hải, nhưng lần này lại khác. Quan Trấn Hải đứng thẳng lưng, không hề e sợ ngẩng đầu nhìn thẳng vào quan vương, nghiêm túc nói, vừa rồi cậu Thanh đã nói một câu rất hay. Chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thế giới rộng lớn, tôi không muốn cả đời chỉ sống trong vương tộc họ Quan. Tôi định hôm nay sẽ rời đi, chuyên tâm luyện võ. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành cao thủ thần cảnh đầu tiên của vương tộc họ Quan, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Nhưng tôi có thể thề với quan vương, tôi sinh ra là người nhà họ Quan, chết làm ma nhà họ Quan. Cho dù sau này tôi có thể đạt tới cảnh giới nào cũng vẫn là người của vương tộc họ Quan. Lời này của Quan Trấn Hải khiến đám người cầm quyền ngày thường chỉ biết tranh đấu vì quyền lực kia đều cảm thấy xấu hổ. Khí thế trên người quan vương dần tản ra, bình tĩnh hỏi Quan Trấn Hải, cậu nghĩ kỹ chưa? Bịch! Quan Trấn Hải bỗng quỳ một chân xuống đất, cúi thấp đầu, lớn tiếng nói, xin quan vương đồng ý. Cảnh tượng này khiến các cao thủ của vương tộc họ Quan đều kích động theo. Chỉ cần Quan Trấn Hải đồng ý là có thể trở thành người thừa kế vương vị, mặc dù tạm thời vẫn chưa chính thức. Nhưng ông ta đã là cao thủ vương cảnh sơ kỳ, sắp đột phá vương cảnh trung kỳ. Quan vương cũng đã nói chờ đến ngày ông ta đột phá sẽ chính thức trở thành người thừa kế. Với tài năng của Quan Trấn Hải, chắc chắn ngày này sẽ không quá xa. Có nghĩa là Quan Trấn Hải đã đặt một chân lên nấc thang hướng tới vị trí tối cao của vương tộc. Thế nhưng ông ta lại từ chối quyền lợi khổng lồ ấy. Trong mắt Dương Thanh cũng hiện lên vẻ khác lạ. Mặc dù Quan Trấn Hải đã ở tuổi trung niên nhưng thiên phú võ thuật rất mạnh. Không phải không có hy vọng bước vào thần cảnh trong tương lai. Quan trọng nhất là phải chuyên tâm luyện võ. Chỉ người cố chấp với võ thuật mới có thể đạt được cảnh giới càng cao. Vũ Ninh cũng nghiêm mặt. Biểu hiện của Quan Trấn Hải khiến ông ta rất bất ngờ. Dù là ở hoàng tộc họ Vũ, loại người như vậy cũng sẽ rất được coi trọng. Đến cả ông ta cũng khó có được sự kiên định với võ thuật như Quan Trấn Hải. Ông ta bỗng có dự cảm, sau này vương tộc họ Quan sẽ nhờ có Quan Trấn Hải mà trở thành hoàng tộc thêm một lần nữa. Được. Quan vương nhìn chằm chằm Quan Trấn Hải hồi lâu, cao giọng nói, không hổ là đàn ông của vương tộc họ Quan chúng ta, có chí hướng. Nhưng tôi cũng cam đoan với cậu, trước khi tôi chết, vương tộc họ Quan chưa có cao thủ vương cảnh đỉnh phong xuất hiện, vị trí người thừa kế vương vị sẽ được giữ lại cho cậu. Cậu có thể trở về bất cứ lúc nào, lời tôi nói vẫn luôn có tác dụng. Chỉ cần cậu đồng ý, đợi đến khi cậu đạt tới vương cảnh trung kỳ, cậu chính là người thừa kế của vương tộc họ Quan. Ngày cậu đạt tới vương cảnh hậu kỳ, tôi sẽ nhường lại vương vị cho cậu, lùi lại phía sau trợ giúp. Giờ phút này, quan vương hào khí ngất trời. Từng câu từng chữ của lão ta đều khiến lòng người phấn chấn, đám người vương tộc họ Quan cảm thấy trong mình hừng hực khí thế. Bao nhiêu năm nay chưa từng có cảm giác như vậy. Quan Trấn Hải cũng cảm kích nói, vâng thưa quan vương. Ha ha, quan vương đột nhiên cười phá lên, vung tay ra lệnh, mở tiệc tiễn Quan Trấn Hải. Vâng, lúc này, cả vương tộc họ Quan đều đồng lòng, đám người đứng ở phe đối lập với quan vương cũng kính trọng lão ta. Quan vương đã mở lời, sao tôi có thể không đi được? Sau một lúc im lặng, Dương Thanh sảng khoái bật cười đáp lại. Ha ha, được, mời vào trong. Quan vương cũng cười phá lên. Trong một phòng tiệc cổ điển của vương tộc họ Quan có một chiếc bàn bát tiên được làm từ gỗ chắc cao cấp được bày ở trên cùng. Quan vương ngồi ở vị trí chủ tiệc. Dương Thanh và Vũ Ninh chia nhau ngồi hai bên. Bàn bát tiên chỉ có ba người họ ngồi. Một cô gái mặc quần áo cổ đại đứng bên cạnh bưng trà rót nước.
dưới bàn Bát Tiên là chỗ của những người còn lại trong vương tộc họ Quan. Dù là bốn trưởng lão cũng chỉ được ngồi ở bàn đầu tiên dưới bàn Bát Tiên. Bởi vậy có thể thấy được, Quan Vương đang dùng lễ nghi cao nhất để tiếp đãi Dương Thanh và Vũ Ninh. Nếu không được gặp cậu Thanh, tôi còn không biết trên đời này còn có thiếu niên tài giỏi như cậu. Quan Vương không hề che giấu sự tán thưởng của mình, cười nói. Vũ Ninh cũng lên tiếng, dù là trong hoàng tộc họ Vũ, đừng nói là thế hệ trẻ, cả thế hệ của tôi cũng không có ai đạt được thành tựu như cậu Thanh. Cậu Thanh đúng là thiên tài võ thuật. Chỉ sợ đến cả gia tộc cổ võ cũng chưa chắc có được thiên tài như vậy. Quan Vương gật đầu cười nói, không sai, thiên tài võ thuật của gia tộc cổ võ chưa chắc đã là đối thủ của cậu Thanh. Dương Thanh lắc đầu bất đắc dĩ đáp, hai người đừng khen tôi nữa. Tôi sắp đứng ngồi không yên rồi. Ha ha! Quan Vương và Vũ Ninh nhìn nhau rồi cùng cười phá lên. Nào, uống trà đi. Quan Vương chủ động nâng chén mời, Dương Thanh và Vũ Ninh lập tức nâng chén trà đáp lễ. Nước trà ấm áp chạy qua cổ họng xuống dạ dày, Dương Thanh chỉ cảm thấy toàn thân ấm hẳn lên, trong miệng thơm ngát mùi trà. Trà ngon! Vũ Ninh nhấp một ngụm nhỏ, vẻ mặt hưởng thụ. Quan Vương vừa cười vừa nói, đây là trà đại hồng bào từ cây mẹ trên núi Vũ Di tôi cất giữ nhiều năm, bình thường đều không nỡ bỏ ra uống. Hôm nay vui vẻ mới lấy ra mời hai vị. Vậy thì tôi và cậu Thanh đúng là có lộc ăn. Vũ Ninh cười đáp, người nào không biết còn tưởng bọn họ là bạn bè thân thiết nhiều năm. Đám người vương tộc họ Quan thấy ba người trên bàn Bát Tiên đều âm thầm cảm thán. Nửa tiếng trước, Dương Thanh còn ngông nghênh chạy tới đây gây chuyện. Vậy mà bây giờ đã ngồi cùng bàn thưởng thức trà ngon với Quan Vương. Quan Vương rất thông minh, không thăm dò thân phận của anh, cũng không nhắc lại chuyện trước kia, giống như tất cả đều đã qua. Dù sao đây cũng là bữa tiệc tiễn Quan Trấn Hải. Đương nhiên Quan Vương vẫn phải coi việc chào từ biệt Quan Trấn Hải là quan trọng nhất. Quan Trấn Hải cũng rất cảm động, sau ba lần rượu, liên tục cam đoan mình mãi mãi là người của vương tộc họ Quan. Bữa tiệc kết thúc, Dương Thanh đứng dậy nói. Cảm ơn Quan Vương chiêu đãi cơm ngon rượu ngon. Tôi phải đi rồi. Vũ Ninh cũng đứng dậy, tôi rời khỏi hoàng tộc họ Vũ đã lâu, cũng nên trở về báo cáo rồi. Được, nếu hai người đều có việc, tôi không giữ lại nữa. Để tôi tiễn hai người. Quan Vương đích thân dẫn theo người trong gia tộc tiễn Dương Thanh và Vũ Ninh tới tận cổng Vương Thành Quan. Trước khi đi, Quan Vương nói với Quan Duyệt, sau này cháu phải báo đáp sư phụ của cháu thật tốt. Vương tộc họ Quan mãi là nhà của cháu. Khi nào cháu muốn về, chúng ta đều hoan nghênh. Quan Duyệt gật đầu đáp, cảm ơn Quan Vương. Cậu Ninh gửi lời hỏi thăm cho Vũ Hoàng giúp tôi. Quan Vương lại nhìn Vũ Ninh nói. Vũ Ninh cười gật đầu, nhất định rồi. Bốn người rời khỏi phủ Quan Vương. Mãi đến khi đi khỏi phủ Quan Vương thật xa, Vũ Ninh mới trầm giọng nói, không hổ là Quan Vương, làm việc rất quyết đoán. Dương Thanh chỉ cười không nói, biết rõ ý đồ của Quan Vương. Lúc Quan Vương phi chiếc thẻ đen chứa 200 tỷ về phía anh đã dùng sức mạnh của cao thủ vương cảnh hậu kỳ, thế nhưng vẫn bị Dương Thanh dễ dàng đón lấy. Sau đó, Dương Thanh dùng sức mạnh của vương cảnh đỉnh phong trả lại thẻ. Tuy Quan Vương là cao thủ vương cảnh đỉnh phong nhưng lão ta không ngờ Dương Thanh cũng có được sức mạnh này, chủ quan khinh địch nên mới bị thương. Chính vì vậy, lão ta mới bị anh dọa sợ. Trong mắt Quan Vương, ít nhất Dương Thanh cũng phải là cao thủ vương cảnh đỉnh phong, dù là lão ta cũng chưa chắc có thể đánh bại. Đã vậy chẳng bằng hy sinh Quan Hồng Nghị, xoa dịu lửa giận của anh. Lại mượn chuyện mở tiệc tiễn Quan Trấn Hải, tỏ thái độ nhún nhường, chủ động mời Dương Thanh và Vũ Ninh. Mặc dù không thể tạo quan hệ tốt đẹp với hoàng tộc họ Vũ và Dương Thanh chỉ bằng bữa cơm này nhưng ít nhất cũng có thể giảm bớt địch ý của Dương Thanh xuống mức thấp nhất. Không chỉ vậy, ngay trong bữa cơm vừa rồi, Quan Vương còn hứa hẹn sẽ rút toàn bộ người ở Yến Đô về. Trước vương tộc họ Quan, vương tộc họ Tiết cũng đã rút lui khỏi Yến Đô. Tức là hiện giờ chỉ còn người của ba vương tộc vẫn đang ở Yến Đô. Cậu Thanh, với thực lực của cậu muốn trở thành vương của Yến Đô dễ như trở bàn tay. Không biết cậu có hứng thú không? Vũ Ninh bỗng dè dặt hỏi, sợ vấn đề này sẽ chọc giận Dương Thanh. Ông ta lại vội vàng nói thêm, nếu cậu Thanh có ý định này, hoàng tộc họ Vũ đồng ý giúp đỡ. Tôi cũng có thể cam đoan chỉ cần cậu thừa kế đế thôn, hoàng tộc họ Vũ sẽ không mơ tưởng gì tới đế thôn. Dương Thanh không lên tiếng. Chỉ cười híp mắt nhìn chằm chằm Vũ Ninh. Vũ Ninh chợt thấy hoảng hốt, giống như bị Dương Thanh nhìn thấu tâm tư. Mấy giây sau, rốt cuộc Vũ Ninh không nhìn được nữa lại nói, không dám giấu cậu Thanh, thực ra lần này hoàng tộc họ Vũ liên hôn với vương tộc họ Quan chính là vì đế thôn. Dù sao 100 năm trước, người đó cũng xuất thân từ đế thôn.
Truyền thuyết nói là cao thủ trong đế thôn nhiều như mây. Có được đế thôn sẽ có được cả thiên hạ. Hoàng tộc họ Vũ cũng muốn đoạt lấy đế thôn. Dương Thanh híp mắt nói, vậy nên ông Ninh đứng ra giúp tôi thực ra cũng là vì coi trọng tiềm năng của tôi, muốn thông qua tôi khống chế đế thôn sao? Không phải. Vũ Ninh giật nảy mình, vội vàng phủ nhận, xin cậu hãy tin tôi không hề có ý nghĩ khống chế đế thôn. Tôi chỉ muốn sau khi cậu kế thừa đế thôn sẽ hợp tác với hoàng tộc họ Vũ đầu tiên. Ông cũng thành thật đấy. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Vũ Ninh, Dương Thanh cười nói, tôi tin ông sẽ không có ý đồ với đế thôn nhưng không tin những người khác trong hoàng tộc họ Vũ sẽ không ngấp nghé đế thôn. Vũ Ninh lập tức im bặt. Ông ta biết điều Dương Thanh nói là thật. Được rồi, chúng ta tạm biệt ở đây thôi, sau này có duyên sẽ gặp lại. Thấy sắp đến nhà của thần Y Phùng, Dương Thanh nói. Dù sao thần Y Phùng cũng là người sống ẩn dật. Anh chưa xin phép đã dẫn người khác tới là không đúng. Vũ Ninh nghe ra ý đuổi khách, lập tức dẫn Vũ Tử Khai rời đi. Trước khi đi, Vũ Tử Khai còn lưu luyến nhìn Quan Duyệt, vợ đừng quên chơi game với anh đấy nhé. Sau khi tách ra với Vũ Ninh, Dương Thanh dẫn theo Quan Duyệt đi bộ tới nhà của thần Y Phùng. Nhưng bọn họ vừa đi tới cổng đã trông thấy một chiếc quan tài đỏ chót ở giữa sân. Dương Thanh lập tức hoảng hốt, đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Thanh nhìn thấy chiếc quan tài đỏ chót kia, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành, vội vàng chạy vào. Cậu Thanh! Anh vừa đi vào sân, Đồng Chiêm Cương đã chạy tới đón. Lúc này Phùng Tiểu Huyền đang mặc áo tang quỳ trước quan tài khóc lóc nức nở. Không cần hỏi Dương Thanh cũng biết người trong quan tài là ai. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong giọng nói của anh mang theo tức giận mãnh liệt. Anh không thể tin nổi thần Y Phùng mới gặp tối qua, hôm nay đã nằm trong quan tài. Đồng Chiêm Cương giải thích, tối qua thần Y Phùng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tiểu Huyền nói thần Y Phùng vốn bị thương nặng, là cái chết bình thường. Nghe thấy thế, tức giận trong lòng Dương Thanh mới dần lắng lại. Anh còn tưởng là tối qua xảy ra chuyện gì, thần Y Phùng bị ám sát, thì ra đã bị thương nặng từ trước. Ông nói thần Y Phùng bị thương từ trước, ai làm ông ấy bị thương? Dương Thanh bắt được trọng điểm, trầm giọng hỏi. Tối qua anh đã cảm nhận được, dường như thực lực của thần Y Phùng là thần cảnh. Anh thực sự không hiểu tại sao một cao thủ thần cảnh lại có thể bị thương nặng. Đồng Chiêm Cương lắc đầu, tôi không biết chuyện này. Hiện giờ Tiểu Huyền đang chìm trong đau thương, không thể hỏi gì, chỉ đành đợi sau một khoảng thời gian lại hỏi sau. Dương Thanh gật đầu, thắp cho thần Y Phùng một nén nhang. Tiểu Huyền, sau này em chính là em gái anh. Anh nhất định sẽ chăm sóc em cả đời. Dương Thanh đi tới bên cạnh Phùng Tiểu Huyền, trịnh trọng cam đoan. Đây cũng là lời hứa của anh với thần Y Phùng. Bây giờ lão đã qua đời, Phùng Tiểu Huyền không còn chỗ nương tựa, đương nhiên anh phải giữ đúng lời hứa. Anh Thanh! Phùng Tiểu Huyền đột nhiên nhào vào lòng Dương Thanh òa khóc. Cùng lúc đó trong một tòa lầu gác cổ điển của Vương Phủ họ Quan. Quan Vương ngồi trên ghế bành, Quan Hồng Nghị quỳ dưới đất. Vì hai tay đều bị đánh gãy. Quan Hồng Nghị đau đớn quỳ dưới đất, cúi đầu mím chặt môi, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Anh biết tội chưa? Quan Vương lạnh giọng hỏi. Quan Hồng Nghị nghiến răng nghiến lợi đáp, con không cảm thấy mình làm sai cái gì. Bộp! Quan Vương lập tức nổi giận vỗ xuống mặt bàn. Thoáng chốc, mặt bàn vỡ nát. Chuyện tới nước này anh vẫn chưa biết lỗi của mình sao? Quan Vương tức giận chất vấn. Đắc tội một thiên tài võ thuật có thực lực ít nhất ở vương cảnh đỉnh phong mà anh còn dám nói anh không làm sai hả? Quan Hồng Nghị bỗng ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Quan Vương, cắn răng nói, dù cậu ta thực sự là cao thủ vương cảnh đỉnh phong thì đã sao? Cao thủ của vương tộc họ Quan chúng ta nhiều như mây. Chỉ cần bố ra tay, cậu ta chỉ còn đường chết. Con biết bố đang sợ cái gì, chẳng phải vì sợ cậu ta là người của gia tộc cổ võ sao? Nhưng con đã điều tra cậu ta từ trước rồi. Cậu ta không hề có quan hệ với gia tộc cổ võ, thậm chí 5 năm trước cậu ta vẫn là một sinh viên bình thường. Quan Vương giận run người, chợt đứng dậy bước từng bước về phía Quan Hồng Nghị, giơ tay tát ông ta. Bốp! Tiếng bạt tai thanh thúy vang vọng cả căn phòng. Quan Hồng Nghị bị tát bay ra ngoài rơi xuống đất, khóe miệng rớm máu. Ông ta vốn đã bị đánh gãy hai tay, lại bị Quan Vương vả mặt, lúc này đến cả đứng dậy cũng không làm nổi. Nhưng ông ta vẫn kiên cường cắn răng không để mình kêu thành tiếng. Con không sai. Ông ta vẫn không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Không sai. Quan Vương giận quá hóa cười, anh nói cậu ta không phải người của gia tộc cổ võ, được, coi như là thật đi. Vậy anh nói cho tôi biết, 5 năm trước cậu ta vẫn là sinh viên bình thường,
làm thế nào cậu ta có thể trở thành cao thủ vương cảnh đỉnh phong chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi? Anh nói chỉ cần tôi ra tay là có thể dễ dàng đánh bại cậu ta, thế tôi hỏi anh cả vương tộc họ Quan này trừ tôi ra, còn cao thủ vương cảnh đỉnh phong nào nữa không? Kể cả tôi thật sự có thể bắt được cậu ta, thế anh nói xem phải giải quyết Vũ Ninh thế nào? Giết cùng luôn hả? Coi như thật sự giết được Vũ Ninh, vậy anh nói nếu hoàng tộc họ Vũ tra ra chân tướng, tôi phải giải thích thế nào? Quan vương cực kỳ giận dữ, liên tục chấn vấn khiến quan Hồng Nghị trở nên ngây dại. Ông ta không phải kẻ ngu ngốc, ngược lại rất thông minh, cũng rất mưu mô. Nhưng hôm nay chỉ vì một người không có địa vị trong mắt ông ta đã mất tư cách thừa kế vương vị. Cho nên ông ta thẹn quá hóa giận, cho rằng quan vương nghĩ quá nghiêm trọng. Sau khi ăn tát, lại bị chất vấn nhiều như vậy, dần dần quan Hồng Nghị cũng lấy lại tỉnh táo. Bố ơi, con sai rồi. Rốt cuộc ông ta cũng cúi đầu, đỏ mắt nói, con sai rồi, con thực sự biết sai rồi. Quan vương thấy quan Hồng Nghị bật khóc lại không đành lòng, nghiến răng nói, không phải chỉ mình con điều tra Dương Thanh. Bố đã điều tra cậu ta từ lúc cậu ta còn ở Yến Đô rồi. Trong 5 năm ngắn ngủi từ một người bình thường đạt được thực lực như hiện giờ đủ để chứng minh, cậu ta rất có thể là đời sau của gia tộc cổ võ. Chỉ có dòng máu thuần túy nhất của gia tộc cổ võ mới có thể trở thành cao thủ vương cảnh đỉnh phong chỉ trong 5 năm như vậy. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn lựa chọn Dương Thanh. Tại sao? Bởi vì cậu ta cảm thấy hợp tác với Dương Thanh sẽ đem lại lợi ích lớn hơn. Thậm chí lợi ích này còn vượt qua cả tầm quan trọng của vương tộc họ Quan với hoàng tộc họ Vũ. Nghe quan vương nói vậy, quan Hồng Nghị hoàn toàn tỉnh ngộ, đau khổ nói, bố ơi, con sai thật rồi. Con thực sự nghĩ bố bãi bỏ tư cách cạnh tranh người thừa kế của con trước mặt mọi người là vứt bỏ con sao? Quan vương bỗng nhiên lại hỏi. Trong mắt quan Hồng Nghị lập tức lóe lên, ý của bố là gì? Hiện giờ trong vương tộc họ Quan còn ai có tư cách tranh đoạt vương vị với con ngoài quan Trấn Hải nữa? Quan vương thất vọng nói, quan Trấn Hải một lòng hướng về võ thuật. Tương lai thành tựu võ thuật của cậu ta chắc chắn sẽ không thua kém bố. Bố bãi bỏ tư cách cạnh tranh vương vị của con chỉ là kế hoãn binh thôi. Chỉ cần con có thể tỉnh ngộ, một ngày nào đó con sẽ trở thành người thừa kế vương vị duy nhất. Bố chủ động đề nghị chọn quan Trấn Hải làm người thừa kế cũng là vì muốn cậu ta nhớ kỹ ơn huệ này. Quan Trấn Hải cũng không đại diện cho một mình cậu ta, mà là cả phe phái của cậu ta. Bố đang trải đường cho con đấy. Giờ phút này, quan Hồng Nghị đã hiểu được nỗi khổ tâm của quan vương, trịnh trọng quỳ xuống dập đầu nói, bố ơi, con biết sai rồi. Sau này con nhất định sẽ không để bố thất vọng thêm nữa. Thấy quan Hồng Nghị quỳ xuống đất khóc giống lên, quan vương rất vui mừng. Mọi chuyện lão ta làm hôm nay không uổng phí. Đứng dậy đi. Quan vương đỡ quan Hồng Nghị đứng lên. Đợi cảm xúc của quan Hồng Nghị ổn định lại, lão ta đột nhiên hỏi, nếu sau này có cơ hội, con còn ra tay với Dương Thanh nữa không? Quan Hồng Nghị sững sờ, lập tức hiểu ý của quan vương. Ông ta lắc đầu đáp, không. Tại sao? Quan vương lại hỏi. Như lời bố đã nói, cậu ta có thể từ một người bình thường đạt được thực lực vương cảnh đỉnh phong trong vòng 5 năm, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Loại người này chỉ có thể là có thế lực võ thuật khổng lồ đứng sau, hoặc là có thiên phú siêu phàm. Nhưng dù là loại nào cũng không phải người vương tộc họ Quan chúng ta có thể tùy tiện đắc tội. Có lẽ đến cả hoàng tộc cũng chưa chắc dám trở mặt với cậu ta. Quan Hồng Nghị nghiêm túc nói, con sẽ không chỉ không ghi hận cậu ta mà còn biết ơn. Nếu không nhờ cậu ta, con sẽ không trưởng thành được. Nếu bố không ngại, đợi vết thương của con hồi phục sẽ tự tới Yến Đô chủ động xin lỗi cậu ta. Quan vương lại lắc đầu. Quan Hồng Nghị ngơ ngác không hiểu, chỉ nghe thấy lão ta nói, chờ sau khi con hồi phục đã muộn rồi. Bây giờ con mau đi xin lỗi cậu ta, cầu xin tha thứ đi. Vâng thưa bố. Quan Hồng Nghị biết được giá trị của Dương Thanh, cũng biết anh rất được quan vương coi trọng nhưng không ngờ lại đến mức này. Ông ta lập tức nghe theo. Cùng lúc đó, Dương Thanh đang giúp Phùng Tiểu Uyển xử lý chuyện hậu sự cho thần y Phùng. Mã Siêu cũng đã tỉnh lại, chỉ là vết thương quá nặng, tạm thời không thể đứng dậy, chỉ có thể nằm trên giường. Sau khi biết tin ân nhân cứu mạng là thần y Phùng đã qua đời, Mã Siêu vô cùng áy náy. Đều tại tôi. Nếu tôi không giấu anh Thanh tự tiện xông vào phủ quan vương thì sẽ không bị đánh lén. Nếu tôi không trúng đạn, thần y Phùng cũng không cần phí sức cứu tôi. Mã Siêu không ngừng tự trách, nhất là khi trông thấy Phùng Tiểu Uyển đau khổ, anh ta lại càng khó chịu. Chuyện cũ qua rồi, cậu đừng tự trách nữa. Dù không cứu cậu, chỉ sợ thần y Phùng cũng không còn nhiều thời gian. Đồng Chiêm Cương an ủi, hơn nữa, bởi vì cậu bị thương nặng,
chúng tôi tìm tới thần y Phùng nên ông ấy mới có cơ hội nhờ vả cậu Thanh, giải quyết được nỗi lòng lớn nhất của ông ấy. Thực ra bây giờ nghĩ lại, tối qua thần y Phùng ép cậu Thanh cưới Tiểu Huyền là cố ý. Ông ấy biết mình không sống được bao lâu, cố ý mượn chuyện cứu cậu để uy hiếp cậu Thanh. Ông ấy biết rõ cậu Thanh đã có vợ con mà vẫn muốn ép buộc, mục đích là để cậu Thanh thấy áy náy. Chỉ khi cậu Thanh nợ ông ấy, sau khi ông ấy qua đời mới có thể yên tâm Tiểu Huyền. Đồng Chiêm Cương nhìn nhận rất sâu xa, đây quả thực là suy nghĩ của thần y Phùng. Nhưng dù là vậy, Mã Siêu vẫn thấy rất áy náy, cứ có cảm giác bởi vì cứu mình nên thần y Phùng hao tổn quá nhiều sức lực nên mới mất sớm hơn. Sau này Tiểu Huyền không chỉ là em gái của anh Thanh mà còn là em gái của tôi. Không ai được phép ức hiếp em ấy. Mã Siêu kiên định nói. Đồng Chiêm Cương cảm thán, có câu nói này của cậu, thần y Phùng có thể yên lòng nhắm mắt rồi. Trong lúc đang xử lý chuyện hậu sự cho thần y Phùng, một chiếc Rolls Royce màu đen chậm rãi đỗ lại ở ngoài cổng. Một chàng trai trẻ tuổi bước ra khỏi xe. Còn có hai gã vệ sĩ cao lớn đi theo sau. Ba người vội vàng đi vào trong sân. Chào anh, xin hỏi thần y Phùng có đây không? Chàng trai trẻ dẫn đầu nhìn mấy người trong sân. Dương Thanh nhíu mày đáp, thần y Phùng qua đời rồi. Cái gì? Nghe Dương Thanh nói vậy, chàng trai lập tức hốt hoảng. Mặc dù vừa vào cửa hắn đã nhìn thấy quan tài nhưng không ngờ người bên trong là thần y Phùng. Nếu không có việc gì thì mời về cho. Dương Thanh lạnh nhạt nói, trắng trợn đuổi khách. Nhưng chàng trai trẻ kia lại nhíu mày, không thể nào, hôm qua người của tôi mới tra ra được chỗ ở của thần y Phùng, còn sống rất tốt mà. Sao hôm nay lại chết được? Nhất định là thần y Phùng không muốn cứu giúp nên mới cố ý không gặp chúng tôi phải không? Trong mắt Dương Thanh nổi lên lửa giận, nếu các người còn không đi, đừng trách tôi không khách sáo. Anh không muốn đánh người trước linh cữu của thần y Phùng. Người kia lạnh lùng nhìn anh, ngạo nghễ nói, tôi là Khương Lực, đến từ nhà họ Khương của Vương Thành Quan. Hôm nay tôi đến để đón thần y Phùng về chữa bệnh cho ông nội tôi, chủ nhà họ Khương. Chỉ cần ông ấy có thể chữa khỏi cho ông nội tôi, tiền bạc không thành vấn đề. Không phải ai cũng được chữa trị cho ông nội tôi đâu, các người đừng không biết tốt xấu. Thái độ của Khương Lực cực kỳ hống hách, tựa như được trị bệnh cho ông nội hắn là chuyện rất đáng tự hào. Cút! Dương Thanh gầm lên. Đồng Chiêm Cương cũng đi ra, lạnh lùng nói, trong vòng 30 giây lập tức cút khỏi đây, nếu không giết không tha. Dứt lời, ông ta rút một khẩu súng lục từ bên hông, hờ hững nhìn Khương Lực. Đồng Chiêm Cương vốn đang mặc quân phục của chiến vực, lúc này lại rút súng ra, sắc mặt Khương Lực lập tức trở nên khó coi. Thì ra là người của chiến vực, thảo nào dám kiêu ngạo như vậy. Mày đã muốn chết như vậy, tao sẽ cho mày toại nguyện. Đồng Chiêm Cương lạnh lùng nói, lập tức mở chốt an toàn, ngón trỏ chuẩn bị bóp cò. Đến tận lúc này, Khương Lực mới ý thức được Đồng Chiêm Cương thật sự dám giết mình, lập tức sợ chết khiếp. Ông đừng kích động. Hắn lắp ba lắp bắp nói. Không nên nhuốm máu trước linh cữu của thần y Phùng. Dương Thanh không thèm nhìn Khương Lực, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Đồng Chiêm Cương hiểu ý anh, không nên nhuốm máu trước linh cữu của thần y Phùng tức là ở chỗ khác thì được. Thấy Khương Lực bị Đồng Chiêm Cương chĩa súng vào đầu, hai gã vệ sĩ nhà họ Khương đồng loạt xông lên che chắn cho hắn, đồng thời nhao nhao rút súng nhắm thẳng đầu Đồng Chiêm Cương. Vừa rồi là Đồng Chiêm Cương chĩa súng vào đầu Khương Lực, bây giờ ông ta lại bị vệ sĩ của hắn chĩa súng vào đầu. Khương Lực khôi phục thái độ kiêu căng, trốn sau lưng hai gã vệ sĩ căm tức nhìn Đồng Chiêm Cương, sao ông dám chĩa súng vào đầu tôi ở Vương Thành Quan? Ông chán sống rồi à? Sắc mặt Đồng Chiêm Cương lập tức trầm xuống, không ngờ mình lại bị người khác chĩa súng vào đầu. Danh con, mày xác định muốn người của mày chĩa súng vào đầu tao hả? Ông ta híp mắt hỏi. Nếu không vì đang ở trước linh cữu của thần y Phùng, từ lúc đám người kia dương oai ông ta đã ra tay rồi. Huống hồ còn có Dương Thanh cao hơn ông ta mấy cấp bậc đang ở đây, Khương Lực còn dám làm vậy, đúng là sự bất kính lớn nhất với anh. Khương Lực trốn sau lưng hai gã vệ sĩ cười lạnh một tiếng, ngu ngốc, tưởng mình cao sang lắm à? Chĩa súng vào đầu ông thì làm sao? Ông có tin tôi còn dám sai bọn họ bắn nát đầu ông không? Đồng Chiêm Cương nổi trận lôi đình, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm hắn, mày đang tự tìm chết đấy. Sao vẫn chưa đuổi ra ngoài? Dương Thanh nhíu mày, mất kiên nhẫn hỏi. Đồng Chiêm Cương run lên một cái, rõ ràng ông ta không đuổi đám Khương Lực ra nhanh khiến Dương Thanh bực bội. Cút hết cho tao. Đồng Chiêm Cương lại nhìn Khương Lực, sát khí nồng đậm, giận dữ giống lên một tiếng rồi biến mất ngay tại chỗ. Ông ta là một trong các lãnh đạo của chiến vực, sao thực lực lại yếu được?
Nổ súng. Khương Lực hoảng sợ vội vàng ra lệnh. Hai gã vệ sĩ đồng loạt bóp cò. Keng. Keng. Nhưng đúng lúc này, Dương Thanh búng ra hai viên đá về phía súng của hai gã vệ sĩ. Súng của bọn họ bị đánh bay gần như cùng một lúc. Đồng Chiêm Cương cũng xuất hiện trước mặt Khương Lực. Cái gì? Nhìn thấy Đồng Chiêm Cương đứng trước mặt mình, Khương Lực không thể tin nổi. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện súng của hai gã vệ sĩ đã rơi xuống đất từ bao giờ. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến mức không ai biết súng của hai gã vệ sĩ bị đánh bay từ lúc nào. Giờ phút này, Khương Lực mới ý thức được sức mạnh của Đồng Chiêm Cương, vẻ mặt ngập tràn sợ hãi. Ông muốn làm gì? Khương Lực run rẩy hỏi, thậm chí còn không có ý định chạy trốn. Một người có thể từ khoảng cách 5, 6 mét lao đến trước mặt hắn trong nháy mắt, hắn ta có thể chạy thoát được sao? Người đâu, dẫn đi cho tôi. Dẫn ra xa nghìn mét rồi xử bắn. Đồng Chiêm Cương bỗng nhiên lạnh giọng quát. Vâng. Ngay sau đó, mấy chiến sĩ mặc quân phục đi ra khống chế Khương Lực và hai gã vệ sĩ. Rõ ràng bọn họ đã được Đồng Chiêm Cương sắp xếp từ trước, vẫn luôn canh gác xung quanh nơi này. Cho nên Đồng Chiêm Cương vừa mới ra lệnh, bọn họ đã có thể kịp thời xuất hiện. Khương Lực nhìn thấy chiến sĩ dẫn đầu, kinh hãi hỏi, sao ông lại ở đây? Thân phận của Khương Lực chưa đủ tư cách để tiếp xúc với chiến sĩ dẫn đầu, nhưng hắn đã từng nhìn thấy ông nội mình cúm núm trước mặt người đó. Vậy mà lúc này, người đó lại rút súng chĩa vào đầu hắn. Chiến sĩ dẫn đầu khinh thường nhìn Khương Lực, Khương Hùng có cháu trai như mày đúng là bất hạnh. Nếu kiếp sau vẫn đầu thai vào nhà giàu nhớ phải sống khiêm tốn. Dứt lời, ông ta lớn tiếng hô, đưa đi. Vâng. Mấy chiến sĩ khác nhanh chóng lôi Khương Lực và vệ sĩ rời khỏi. Hồng Đại Cường, đến cả con trai tôi ông cũng dám động vào sao? Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài chợt truyền tới một giọng nói tức giận. Cổng nhà vẫn luôn mở nên Dương Thanh và Đồng Chiêm Cương đứng trong sân vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Trước cổng có mấy chiếc xe sang trọng đỗ lại. Người vừa lên tiếng chính là người đàn ông trung niên đi ra từ chiếc Rolls Royce phiên bản dài ở đầu tiên. Không chỉ vậy, sau lưng ông ta còn có mười mấy gã cao thủ của nhà họ Khương. Nhưng Đồng Chiêm Cương cũng vừa mới gọi mười mấy chiến sĩ tới. Hai bên giằng co kịch liệt. Chiến sĩ dẫn đầu tên Hồng Đại Cường chính là người phụ trách an toàn của Vương Thành Quan do chiến vực phái tới. Khương Long Phi. Hồng Đại Cường nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn đối phương, từ nay trở đi, thôn Ngô gia do chiến vực tiếp quản, không ai được phép bước vào. Tôi lấy danh nghĩa lãnh đạo cao nhất của chiến vực ở Vương Thành Quan yêu cầu ông lập tức rời khỏi đây, nếu không tự chịu hậu quả. Ở Vương Thành Quan, tuy vương tộc họ Quan mạnh nhất nhưng chiến vực cũng nắm giữ quyền lực cực lớn. Bình thường chiến vực không nhúng tay vào chuyện của Vương Thành Quan, nhưng cũng không ai dám chủ động khiêu khích chiến vực. Nếu không vì Khương Lực đang bị Hồng Đại Cường khống chế, Khương Long Phi cũng không muốn trở mặt với chiến vực. Trước giờ chiến vực chưa từng nhúng tay vào chuyện của Vương Thành Quan, hôm nay lại xen vào chuyện của nhà họ Khương dường như hơi quá đáng. Khương Long Phi hờ hững nhìn Hồng Đại Cường nói, con trai tôi đến mời thần y Phùng cứu bố tôi, ông lại bắt nó đi. Ông đang muốn ngăn cản thần y Phùng cứu bố tôi sao? Hồng Đại Cường cười nhạo một tiếng, đừng nói là cứu bố ông, dù bố ông có tự mình tới đây cũng vậy. Thôn Ngô gia đã được chiến vực tiếp quản, người ngoài không được phép bước vào. Nếu vi phạm đừng trách chiến vực không nương tay. Khương Long Phi lập tức cau mày. Ngày thường ông ta cũng từng tiếp xúc với Hồng Đại Cường. Tuy chiến vực nắm giữ quyền lực lớn nhưng bao nhiêu năm nay, chiến vực chưa từng điều động nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là lãnh đạo cao nhất của chiến vực đóng quân ở Vương Thành Quan tự mình dẫn đội. Điều này khiến ông ta cảm thấy bất thường. Chẳng lẽ trong sân thật sự có ông lớn nào đó? Rốt cuộc là chuyện gì? Đồng Chiêm Cương đi ra ngoài, bực bội hỏi. Hồng Đại Cường run sợ vội vàng gật đầu đáp, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng sếp yên tâm. Tôi nhất định sẽ giải quyết được phiền phức này trong vòng 15 phút. 5 phút, tôi chỉ cho ông 5 phút. Nếu bên ngoài còn ồn ào như vậy, ông cũng đừng làm lãnh đạo chiến vực ở Vương Thành Quan nữa. Đồng Chiêm Cương lạnh giọng nói rồi quay người đi vào trong. Hồng Đại Cường toát mồ hôi hột, vội vàng hô lên với bóng lưng của Đồng Chiêm Cương, vâng. Ông ta biết rõ Đồng Chiêm Cương là ai. Nếu ông ta không làm tốt, e là sẽ bị tước mất chức vụ hiện tại. Còn người Khương Long Phi co rút. Đến cả Hồng Đại Cường cũng phải cung kính như vậy, người kia có thân phận gì? Hồng Đại Cường là người của chiến vực, vậy thì chắc chắn người trung niên vừa rồi giữ chức cao hơn. Nhưng lúc này, Khương Long Phi còn phát hiện ra một chuyện khủng bố hơn.
Đồng Chiêm Cương đi vào trong liền đứng sau lưng một bóng người trẻ tuổi. Chẳng lẽ người trẻ tuổi đang quay lưng về phía bọn họ mới là ông lớn thực sự? Nghĩ tới đây, sắc mặt Khương Long Phi cực kỳ khó coi. Tôi chỉ cho ông 3 phút, nếu còn không dẫn người đi, tôi chỉ có thể dẫn người của chiến vực tới nhà họ Khương một chuyến. Hồng Đại Cường nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện giờ ông ta chỉ muốn giữ nơi này yên lặng nhanh nhất có thể. Chỉ cần ông thả con tôi ra, tôi sẽ lập tức dẫn người rời đi. Lần này, Khương Long Phi không còn kiêu ngạo như vừa rồi, trầm giọng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khương Lực là đứa con duy nhất của Khương Long Phi. Nếu hắn bị Hồng Đại Cường đưa đi, Khương Long Phi không dám nghĩ tới hậu quả. Dù người trong sân có thân phận cao quý đến đâu, ông ta cũng phải dẫn Khương Lực đi. Hồng Đại Cường cau mày nói, vừa rồi con trai ông chĩa súng vào sếp tôi, phạm vào tội chết. Hiện giờ cậu ta chỉ còn một đường chết. Tốt nhất ông mau dẫn người rời khỏi đây đi, đừng tiếp tục khiêu khích nữa. Nếu không sau ngày hôm nay nhà họ Khương sẽ bị xóa sổ. Hồng Đại Cường cứng rắn uy hiếp. Ngay sau đó, ông ta ra lệnh cho chiến sĩ bên cạnh, thông báo toàn bộ người của chiến vực chuẩn bị khai chiến, 5 phút sau chờ lệnh của tôi. Vâng. Chiến sĩ kia đáp vâng rồi thông báo trong bộ đàm. Bộ đàm nhanh chóng truyền tới tiếng đáp lại. Giờ phút này, Khương Long Phi đã sợ ngây người. Ông ta sống hơn 50 năm trên đời chưa từng thấy người của chiến vực kiêu căng như vậy. Không chỉ ông ta, rất nhiều gia tộc hàng đầu Vương Thành Quan đã quên lãng các chiến sĩ tới từ chiến vực đang đóng quân ở đây. Vậy mà lúc này toàn bộ người của chiến vực ở Vương Thành Quan đã chuẩn bị khai chiến. Ông ta biết rõ, chiến vực đang muốn tiêu diệt nhà họ Khương của mình. Khương Lực bị hai chiến sĩ khống sĩ sợ phát khóc, vội vàng cầu xin, bố cứu con với. Con không muốn chết đâu. Bọn họ muốn đưa con đi, còn nói phải xử bắn ở nơi cách đây 1000 mét. Bố không thể để họ đưa con đi được. Khương Lực gào khóc ầm ĩ, bộ dạng phách lối chĩa súng vào Đồng Chiêm Cương đã biến mất. Khương Long Phi không lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng xen lẫn lo lắng. Hồng Đại Cường, ông không sợ làm vậy sẽ khiến vương tộc họ Quan bất mãn sao? Đừng quên dù sao nơi này cũng là Vương Thành Quan, vương tộc họ Quan mới là người làm chủ. Khương Long Phi cắn răng nói. Hồng Đại Cường lười nói nhảm, giơ tay nhìn đồng hồ, đã trôi qua 2 phút, chỉ còn 1 phút cuối cùng. Nói xong, ông ta lại ra lệnh, tất cả chuẩn bị sẵn sàng khai chiến. Vâng. Mười mấy chiến sĩ đồng loạt hô lên. Tạch tạch tạch. Tiếng động của mười mấy khẩu súng trường tự động vang lên rõ mồn một. Bố cứu con với. Xin bố hãy cứu con, cũng vì lo cho ông nội nên mới muốn mời thần y Phùng ra tay cứu giúp, đắc tội bọn họ. Khương Lực khóc giống lên, thật sự hoảng sợ. Một khi hắn bị dẫn ra ngoài 1000 mét sẽ phải nhận lấy cái chết. Khương Long Phi mím chặt môi, nội tâm sợ hãi. Ông ta rất muốn cứu Khương Lực, nhưng lại không dám chống đối Hồng Đại Cường hung hãn. Huống hồ, trong sân vẫn còn hai ông lớn có thân phận khủng bố. Ông ta tin chắc nếu mình ngăn cản. E là dù quan vương ra mặt cũng khó có thể giữ lại được nhà họ Khương. Súc sinh, mày đắc tội người nào, còn không mau quỳ xuống xin tha đi. Khương Long Phi bỗng nổi giận gầm lên. Bịch, Khương Lực rất muốn sống, vội vàng quỳ rạp xuống gào khóc với bên trong, sếp ơi tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Xin sếp tha mạng cho tôi, sau này tôi không dám kiêu căng nữa, không dám chĩa súng vào đầu sếp nữa. Nghe thấy thế, Khương Long Phi suýt tức điên. Thì ra thực sự là do Khương Lực quá phách lối, còn chĩa súng vào đầu người có địa vị cao hơn cả Hồng Đại Cường. Khó trách đối phương muốn xử bắn hắn. Đồ khốn nạn, xem tao có đánh chết mày không? Sao mày dám vô lễ với sếp lớn của chiến vực? Khương Long Phi dứt khoát xông lên đạp Khương Lực ngã lăn ra đất, dùng sức đạp liên tục vào người hắn. Ông ta đạp rất mạnh, không dám không dùng sức. Hiện giờ chỉ mong dùng cách này để xoa dịu cơn giận của sếp lớn chiến vực. Nhưng dù là Dương Thanh hay Đồng Chiêm Cương đều không thèm quay đầu lại nhìn, dường như mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều không liên quan tới họ. Đã hết 3 phút. Đúng lúc ấy, Hồng Đại Cường lại lên tiếng, ngay sau đó trầm giọng ra lệnh, dẫn đi. Vâng. Hai chiến sĩ xông lên chia nhau một trái một phải nắm chặt tay Khương Lực định dẫn đi. Bố cứu con với, không thể để họ đưa con đi được. Bọn họ sẽ giết con thật đấy. Con không muốn chết đâu. Khương Lực gào giống lên, liều mạng giãy giụa. Nhưng hắn đang bị hai cao thủ chiến vực khống chế, sao có thể thoát ra nổi. Bịch! Khương Long Phi vọt thẳng vào trong sân, quỳ xuống sau lưng Đồng Chiêm Cương, lớn tiếng nói, xin sếp tha cho con tôi một mạng,
tôi có thể đổi mạng mình cho nó. Cút! Đồng Chiêm Cương gầm lên một tiếng. Khương Long Phi sợ chết khiếp nhưng lại không dám đứng dậy, chỉ cúi đầu cắn răng nói, con hư tại bố. Khương Lực phạm phải tội lớn đều là do lỗi của tôi không dạy dỗ nó cẩn thận mới khiến nó ngang ngược như thế, đắc tội sếp. Nhưng tôi chỉ có một đứa con là nó, xin sếp tha mạng cho nó. Nếu thật sự cần người chịu trách nhiệm, tôi đồng ý gánh chịu toàn bộ thay nó. Hồng Đại Cường đã sợ ngây người từ lâu. Lúc này ông ta mới kịp lấy lại tinh thần, cuống quýt chạy vào. Khương Long Phi, ông mau cút ra ngoài cho tôi. Đồng Chiêm Cương là lãnh đạo lớn của chiến vực, bây giờ còn có thêm Dương Thanh mà ông ta còn chưa biết rõ thân phận. Khương Long Phi tự tiện xông vào chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Muốn chết thì cũng thôi đi, sao còn liên lụy cả ông ta nữa chứ? Ông đã muốn chết như vậy, tôi sẽ cho ông toại nguyện. Đồng Chiêm Cương lạnh giọng nói, nhìn sang Hồng Đại Cường, lập tức ra lệnh cho toàn bộ chiến sĩ của chiến vực ở Vương Thành Quan lập tức xuất phát tấn công nhà họ Khương. Vâng. Hồng Đại Cường lập tức đáp lời. Sếp. Khương Long Phi chết lặng. Ông ta chỉ muốn cứu con mình, bây giờ không những không cứu được còn làm liên lụy đến cả gia tộc. Làm sai thì phải chịu phạt. Đồng Chiêm Cương lạnh lùng nhìn ông ta. Tại tôi liên lụy nhà họ Khương, tất cả là tại tôi. Vẻ mặt Khương Long Phi tràn đầy đau khổ. Ông ta biết nhà họ Khương xong đời rồi. Dù Đồng Chiêm Cương đồng ý tha mạng, ông ta cũng sẽ không sống một mình. Thưa sếp, tôi không dám xin gì nhiều, chỉ mong sếp tha cho nhà họ Khương. Hai bố con tôi đồng ý dùng cái chết để chuộc tội, xin sếp tha cho nhà họ Khương. Khương Long Phi hô lên, bỗng nhiên giơ tay ra, một luồng khí thế khủng khiếp tỏa ra. Đến cả Hồng Đại Cường cũng cảm thấy áp lực đè nặng. Sếp cẩn thận. Hồng Đại Cường vô thức xông lên che chắn trước người Đồng Chiêm Cường. Ông ta sợ Khương Long Phi phản công muốn giết Đồng Chiêm Cường trước khi chết. Nhưng ngay sau đó, Khương Long Phi tự đánh vào trán mình. Ông ta một lòng muốn chết, chỉ vì muốn giữ lại huyết mạch cho nhà họ Khương. Bịch! Ngay khi tay của ông ta sắp chạm vào đầu mình, một sức mạnh khổng lồ bất chợt đánh tới. Tiếng va chạm vang lên, Khương Long Phi bị đánh bay ra ngoài. Nhưng sức mạnh này không phải dùng để công kích. Tuy bị đánh bay ra xa mười mấy mét nhưng Khương Long Phi lại không hề cảm thấy đau đớn. Ông ta trợn tròn mắt khó tin nhìn người vừa đánh bay mình. Một chàng trai trẻ tuổi. Vừa rồi Dương Thanh vẫn luôn quay lưng lại nên ông ta chỉ cảm thấy bóng lưng này rất trẻ tuổi, nhưng không ngờ anh lại là một chàng trai trẻ chưa tới 30 tuổi. Tôi nói rồi, không được nhuốm máu trước linh cữu của thần Y Phùng. Dương Thanh cau mày lên tiếng, giọng nói tràn đầy bực bội. Tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Ngoại trừ Đồng Chiêm Cương biết thân phận của Dương Thanh ra, những người khác đều không biết Dương Thanh là ai. Bất kể là Hồng Đại Cường, chỉ huy cao nhất của chiến vực Vương Thành Quan, hay Khương Long Phi của nhà họ Khương đều nghĩ rằng Dương Thanh là cậu chủ của gia tộc giàu có nào đó mới có thể khiến người có thân phận như Đồng Chiêm Cương đối xử tôn trọng như vậy. Cho đến khi Dương Thanh ra tay, họ mới nhận ra rằng Dương Thanh không hề dựa vào nền tảng gia đình mà dựa vào chính thực lực của bản thân. Trong chiến vực, e rằng ngay cả thân phận của Đồng Chiêm Cương cũng kém xa so với thân phận của Dương Thanh. Nghĩ đến đây, Hồng Đại Cường lại nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt đầy vẻ cung kính, đó là sự kính trọng đối với kẻ mạnh. Xin lỗi cậu Thanh, giờ tôi sẽ đích thân dẫn bọn họ đi. Đồng Chiêm Cương vội vàng nói, bộ dạng sợ hãi càng khiến Hồng Đại Cường và Khương Long Phi sửng sốt. Khương Long Phi mặt mày tái mét, Hồng Đại Cường ra tay đã có thể khiến nhà họ Khương bị xóa sổ rồi. Bây giờ Đồng Chiêm Cương có thân phận cao hơn cả Hồng Đại Cường còn muốn đích thân ra tay, e rằng sau hôm nay thật sự không còn tồn tại nhà họ Khương ở Vương Thành Quan nữa. Bùm! Đúng lúc này, một tiếng động cơ gầm rú đột nhiên vang lên. Két! Ngay sau đó, một tiếng lốp bốp ma sát trên mặt đất vang lên, trong không khí nồng nặc mùi cao su. Một chiếc Rolls Royce phiên bản đặc biệt được đặt làm dừng lại ở cổng, cửa sau mở ra, một người đàn ông trung niên với hai cánh tay buông thõng vội vã bước ra khỏi xe. Trên hai cánh tay của người đàn ông trung niên vẫn còn những vết máu trông rất đáng sợ, rõ ràng là đã bị đánh tàn phế. Đại vương tử! Khương Long Phi vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên thì chợt kinh ngạc. Người đàn ông trung niên bị phế bỏ cánh tay không phải ai khác mà chính là Quan Hồng Nghị, con trai cả của Quan Vương. Ông ta cũng không thèm nhìn tới Khương Long Phi đang bị hai cao thủ mặc đồ chiến sĩ khống chế mà bước nhanh về phía sân. Đứng lại! Nhìn thấy Quan Hồng Nghị sắp vào sân. Đồng Chiêm Cương lập tức tiến lên chặn cổng lớn lại, lạnh lùng nhìn Quan Hồng Nghị nói. Khương Long Phi nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh hãi, nhưng ông ta biết rằng Quan Hồng Nghị là con trai cả của Quan Vương,
rất có thể ông ta sẽ là người nắm quyền kế thừa chức vị của quan vương trong tương lai. Lúc này, Đồng Chiêm Cương đã chặn đường Quan Hồng Nghị lại. Hồng Đại Cường cũng đanh mặt lại, tuy là chỉ huy tối cao của chiến vực Vương Thành Quan, nhưng giữa chiến vực và vương tộc, trước giờ nước giếng chưa bao giờ phạm tới nước sông. Bây giờ, đại vương tử của vương tộc họ Quan đích thân đến khiến ông ta cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu vương tộc họ Quan thực sự muốn đối đầu với Dương Thanh, e rằng toàn bộ Vương Thành Quan sẽ hoàn toàn trở nên loạn lạc. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, điều khiến Khương Long Phi và Hồng Đại Cường kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra. Xin chào, tôi là đại vương tử của vương tộc họ Quan, tôi muốn gặp cậu Thanh. Quan Hồng Nghị cung kính nói. Cái gì? Vẻ mặt Khương Long Phi không thể tin nổi. Trong ấn tượng của ông ta, Quan Hồng Nghị trước giờ luôn vô cùng kiêu ngạo, trừ khi ở trước mặt vương quan, còn ông ta chưa từng thấy Quan Hồng Nghị nhún nhường như vậy bao giờ. Hồng Đại Cường cũng trố mắt, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của người thanh niên đó. Lúc này, Dương Thanh đang mặc đồ chịu tang, đích thân canh giữ ở trước linh cữu của thần Y Phùng, quay lưng về phía mọi người. Ngay cả khi Quan Hồng Nghị đích thân đến thăm, anh cũng không quay đầu lại. Đương nhiên Đồng Chiêm Cương biết thân phận của Quan Hồng Nghị, ông ta liếc mắt nhìn Dương Thanh, thấy Dương Thanh vẫn chưa tỏ thái độ gì liền thờ ơ nói, bây giờ cậu Thanh không rảnh, xin đại vương tử hãy về đi. Phục! Quan Hồng Nghị lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói với Dương Thanh, cậu Thanh, tôi đến để xin đền tội với cậu, trước đây đã nhiều lần đắc tội, mong cậu rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân. Nếu cậu không tha thứ cho tôi sẽ quỳ mãi ở đây không đứng lên. Cảnh tượng này khiến mọi người càng thêm choáng váng. Quan Hồng Nghị là đại vương tử của vương tộc họ Quan, là người có nhiều khả năng sẽ lên nắm quyền thừa kế trong tương lai, nhưng bây giờ lại đang quỳ gối sau lưng một cậu thanh niên. Khương Long Phi chỉ cảm thấy trong lòng như dấy lên một cơn giông tố, nghĩ đến việc con trai mình là Khương Lực dám đến làm phiền Dương Thanh, ông ta chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Ngay cả đại vương tử cũng phải quỳ xuống xin người thanh niên đó tha thứ, liệu đó là người mà nhà họ Khương có thể đắc tội được hay sao? E rằng ngay cả khi Dương Thanh không xuất hiện, chỉ với một câu nói của đại vương tử cũng đủ để khiến nhà họ Khương biến mất ở Vương Thành Quan rồi. Đồng Chiêm Cương cũng rất kinh ngạc, vốn dĩ ông ta muốn đi theo Dương Thanh đến Vương Thành Quan, nhưng lại bị Dương Thanh đuổi đến đây để bảo vệ Mã Siêu. Vì vậy ông ta không hề biết Dương Thanh và vương tộc họ Quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng điều mà ông ta có thể chắc chắn đó là thực lực của vương tộc họ Quan vô cùng mạnh mẽ, võ công của chính quan vương lại càng thêm kinh người, đã đạt tới cảnh giới vương cảnh đỉnh phong. Ngoài quan vương ra, còn có rất nhiều dòng chính vương cảnh và một vài cao thủ đô vương tộc mời về. Dương Thanh đã một thân một mình đến vương tộc họ Quan, và không chỉ trở về nguyên vẹn mà còn mang theo Quan Duyệt ra khỏi vương tộc họ Quan. Bây giờ, đại vương tử của vương tộc họ Quan lại đích thân đến đây quỳ gối cầu xin Dương Thanh tha thứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở vương tộc họ Quan mới khiến cho đại vương tử thân phận cao quý hành xử như vậy đây? Không chỉ Đồng Chiêm Cương, mà cả Hồng Đại Cường và Khương Long Phi cũng nghĩ như vậy. Về phần kẻ gây chuyện Khương Lực, hắn lại càng thêm sợ hãi. Lúc nhìn thấy Quan Hồng Nghị quỳ xuống cầu xin Dương Thanh tha thứ, hắn cảm thấy toàn thân bủn rủn, ngồi bệt xuống đất. Hôm nay cho dù là ông trời có xuống đây thì e rằng cũng không cứu được hắn. Lúc này trong lòng hắn đầy hối hận, nếu được cho cơ hội tái sinh lần nữa, hắn sẽ không bao giờ hành động hống hách, cho dù khi đối mặt với một người ăn xin, hắn cũng sẽ giữ thái độ đứng đắn. Tuy nhiên, có lẽ đã không còn cơ hội này nữa. Cậu Thanh không có thời gian tiếp khách, ông nghe không hiểu sao. Mặc dù Đồng Chiêm Cương không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông ta biết lập trường của mình. Đừng nói là Quan Hồng Nghị, cho dù là Quan Vương đích thân đến đây thì ông ta cũng sẽ giữ thái độ này. Cậu Thanh, tôi thực sự biết sai rồi, cậu muốn chém muốn giết thì xin hãy cho tôi được ra đi một cách thoải mái đi. Quan Hồng Nghị đỏ mắt nói, tôi không cầu xin cậu Thanh buông tha cho tôi. Tôi chỉ xin cậu Thanh tha thứ cho tôi. Mọi người đều đã tê tái và ngẩn người ra khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bùm! Đúng lúc này, một chiếc Rolls Royce phiên bản kéo dài khác cũng dừng ở cổng. Một ông già mặc hoa phục chậm rãi bước ra khỏi xe. Quan Vương! Khương Long Phi nhìn thấy ông già thì hết sức kinh ngạc. Tuy rằng ông ta đã từng gặp Quan Vương, nhưng cũng chỉ là thấy trong những dịp trang trọng, còn chưa từng gặp lão ta ở nơi nào khác. Quan Vương cũng đích thân tới. Chẳng lẽ cũng là để cầu xin Dương Thanh tha thứ sao? Đồ khốn kiếp, mày còn mặt mũi đến cầu xin cậu Thanh tha thứ sao? Quan Vương đến bên cạnh Quan Hồng Nghị, giơ chân đá vào người Quan Hồng Nghị. Với một cú đá, Quan Hồng Nghị ngã nhào ra đất và lăn một vòng rồi mới dừng lại. Quan trọng của vương tộc họ Quan đến phúng viếng thần Y Phùng.
Sau khi Vương Quan đá văng Quan Hồng Nghị, lão ta lại đứng ở cửa và lớn tiếng nói. Giống như là đang hỏi ý kiến của Dương Thanh vậy, Dương Thanh không nói gì, lão ta cũng không dám bước vào một bước. Khương Long Phi hoàn toàn sững sờ, chân mềm nhũn, đổ rạp trên mặt đất. Người thanh niên mà ngay cả Quan Vương đối mặt cũng phải thận trọng như vậy rốt cuộc là người có thân phận khủng khiếp như thế nào chứ? Cả Đồng Chiêm Cương và Hồng Đại Cường đều cảm thấy máu trào sôi trong người, mặc dù địa vị chiến vực ở Chiêu Châu rất cao, dù ở bốn biên giới Đông Tây Nam Bắc, họ cũng chỉ sánh ngang được với Hoàng tộc và Vương tộc. Nhưng lại chưa từng nghĩ đường đường là Quan Vương của Vương tộc họ Quan lại phải cung kính như vậy trước mặt một cao thủ chiến vực. Nếu chỉ là Quan Hồng Nghị đến, Dương Thanh có thể không cần quan tâm, nhưng đích thân Quan Vương đến thăm đã là nể mặt anh lắm rồi. Nếu như anh vẫn còn không muốn tiếp đãi thì thực sự hơi quá đáng rồi. Quan Vương có thể đến phúng viếng thần Y Phùng, thiết nghĩ thần Y Phùng trên trời có biết được, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Quan Vương, xin mời. Giọng của Dương Thanh đột nhiên vang lên. Được sự cho phép của Dương Thanh, Quan Vương bước vào trong sân. Lão ta đích thân rút ba nén hương, đứng trước linh cữu của thần Y Phùng và thở dài, không ngờ trong vương thành quan của tôi lại có một thần y cấp bảo vật quốc gia như thần Y Phùng. Sự ra đi của thần Y Phùng là sự mất mát của vương thành quan và cũng là sự mất mát của Chiêu Châu. Cậu Thanh, xin hãy nén đau thương. Cuối cùng, Quan Vương nhìn Dương Thanh và nói. Dương Thanh khẽ gật đầu, đột nhiên anh nói, cánh tay bị phế của đại vương tử nếu như có thể kịp thời chữa trị, có lẽ còn có hy vọng bình phục. Quan Hồng Nghị vừa bị Quan Vương đá nghe Dương Thanh nói vậy liền vui mừng khôn xiết. Quan Vương bảo ông ta đích thân đến xin lỗi chẳng phải vì muốn có cơ hội chữa lành cánh tay hay sao? Mặc dù Dương Thanh không nói rõ, nhưng anh cũng thể hiện rằng mình không để tâm đến việc Quan Hồng Nghị chữa trị đôi tay của ông ta. Quan Vương cũng ngẩn ra, sau đó trừng mắt nhìn Quan Hồng Nghị, tức giận hét lên, đồ khốn kiếp, cậu Thanh đã khoan hồng đại lượng như vậy mà mày còn không biết cảm ơn à? Cảm ơn cậu Thanh, cảm ơn cậu Thanh. Lúc này Quan Hồng Nghị mới định thần lại và gật đầu lia lịa cảm ơn. Đúng lúc này, một chiếc xe sang trọng khác cũng đỗ lại ở cửa, lại là một ông già mặc bộ đồ vải cũng được dìu xuống xe. Ông già trông vô cùng xanh xao, dựa vào một cây gậy gỗ bình thường. Bỏ tôi ra. Khi hai tùy tùng định đỡ lão ta thì bị lão ta quát. Tuy nhiên, ngay sau khi người tùy tùng buông tay, lão ta liền loạng choạng và suýt ngã xuống đất. Tránh sang một bên. Người tùy tùng muốn bước tới thì lại bị lão ta quát tiếp. Lão ta chống gậy, bước đi hơi loạng choạng nhưng vẫn nhất quyết tự mình bước đi. Bố! Ông nội! Sau khi Khương Long Phi và Khương Lực nhìn thấy ông già thì liền đồng thanh kêu lên. Chủ nhà họ Khương, Khương Hùng. Có người kêu lên, rõ ràng là đã nhận ra thân phận của ông già. Đó là Khương Hùng, người đứng đầu gia tộc họ Khương. Ở Vương Thành Quan, thực lực của họ chỉ đứng sau vương tộc họ Quan. Hơn nữa lão ta có thân phận rất cao, cho dù là Quan Vương cũng phải nể lão ta vài phần. Vì Quan Vương đích thân tới đây nên nhiều lãnh đạo quyền lực hàng đầu ở Vương Thành Quan cũng lần lượt kéo đến. Lúc này thấy Khương Hùng xuất hiện, đám đông không khỏi thể hiện sự kinh ngạc. Không phải vì lý do nào khác, mà nghe đồn nhiều năm trước Khương Hùng đã bị bệnh nặng nằm liệt giường, thế mà giờ lại xuất hiện trước mặt mọi người, tuy rằng bước đi run rẩy, nhưng vẫn đứng để bước tới. Phụp! Khương Hùng đi thẳng vào đến cổng sân thì đột nhiên quỳ gối, nói lớn về phía sân, Khương Hùng tội nhân ở biên giới phía Bắc không dạy dỗ tốt được con cháu của mình, đặc biệt đến đây xin được ban cho cái chết. Cái gì? Khương Hùng đến để xin được chết sao? Sao có thể như thế chứ? Ông ấy là chủ của nhà họ Khương, nghe đồn còn xuất thân từ chiến vực. Năm xưa đã từng lập được nhiều chiến công hiển hách trên chiến trường. Cho dù là Quan Vương cũng chưa chắc đã có thể ban cái chết cho Khương Hùng. Khương Hùng xin được ban cho cái chết, rốt cuộc là xin ai đây? Lẽ nào là đang xin Quan Vương? Lúc này tất cả mọi người của các gia tộc thấy vậy đều hết sức kinh ngạc. Ngay cả đồng tử của Quan Vương lúc này cũng đột nhiên co rút lại, vô thức nhìn sang người thanh niên bên cạnh mình. Lão ta đã đoán và nghi ngờ thân phận của Dương Thanh từ lâu, chỉ là vẫn không dám chắc chắn mà thôi. Dù sao thì thân phận của tướng quân ở biên giới phía Bắc như lời đồn cũng vô cùng bí mật. Cho đến bây giờ đều không có tin tức cụ thể nào về tướng quân ở biên giới phía Bắc. Lão ta chỉ có thể đoán rằng Dương Thanh là tướng quân ở biên giới phía Bắc thông qua sức mạnh đáng sợ của Dương Thanh thôi. Lúc này, Khương Hùng đã từng trở về từ biên giới phía Bắc lại đích thân tới đây, lập tức quỳ xuống cầu xin cái chết. Mặc dù Khương Hùng không nói xin ai ban cho cái chết, nhưng Quan Vương biết rằng Khương Hùng đang cầu xin Dương Thanh.
Nếu nói ở vương thành quan rộng lớn này có ai là người mang đến sự uy hiếp lớn nhất đối với lão ta thì cũng chỉ có Khương Hùng mà thôi. Đó là bởi vì Khương Hùng là một cao thủ bước ra từ biên giới phía Bắc, mà biên giới phía Bắc là một nơi cực kỳ bí mật, theo lời đồn đại thì thực lực của biên giới phía Bắc là mạnh nhất trong bốn vùng biên giới. Không chỉ thực lực của tướng quân biên giới phía Bắc hùng mạnh, mà bên dưới tướng quân còn có hàng chục cao thủ vương cảnh. Với đội hình như vậy, e rằng ba biên giới kia cộng lại cũng không thể so với biên giới phía Bắc. Mà Khương Hùng chính là thế hệ cựu chiến sĩ ở biên giới phía Bắc, nếu có chuyện gì xảy ra với lão ta, e rằng toàn bộ biên giới phía Bắc sẽ không để yên cho kẻ đã khiến lão ta xảy ra chuyện. Đây cũng là lý do vì sao bao nhiêu năm nay quan vương không dám động vào nhà họ Khương, thay vào đó cứ dương mắt nhìn nhà họ Khương không ngừng lớn mạnh, để họ ngồi vững chiếc ghế gia tộc hạng nhất bên dưới vương tộc họ Quan. Dương Thanh vốn vẫn luôn quay lưng về phía cửa, khẽ run lên khi nghe thấy Khương Hùng nhắc đến từ biên giới phía Bắc, ánh mắt anh còn mang theo chút kinh ngạc. Nếu sớm biết người đứng đầu nhà họ Khương là chiến sĩ ở biên giới phía Bắc thì anh sẽ không bao giờ động đến hai bố con Khương Lực và Khương Long Phi. Bất kỳ cựu chiến sĩ nào của biên giới phía Bắc thì cũng đều đã từng xông pha trên chiến trường, không có ngoại lệ, tất cả họ đều là những anh hùng của Chiêu Châu. Có thể nói, nếu không có thế hệ cựu chiến sĩ đó thì sẽ không có Chiêu Châu như bây giờ. Thế mà lúc này Khương Hùng lại đang quỳ ở bên ngoài cầu xin anh ban cho cái chết. Ông Khương, mời đứng lên. Dương Thanh gần như ngay lập tức di chuyển đến chỗ Khương Hùng, cúi đầu và đỡ Khương Hùng đứng dậy. Đột nhiên Khương Hùng giàn giụa nước mắt, lão ta nhìn Dương Thanh đầy vẻ kích động. Lão ta chưa từng nghĩ đến việc đời này vẫn còn có thể gặp được tướng quân ở biên giới phía Bắc. Là một chiến sĩ ở vùng biên giới phía Bắc, mặc dù đây là lần đầu tiên lão ta nhìn thấy Dương Thanh, nhưng lão ta biết sự tích về Dương Thanh rõ đến nỗi có thể đọc thuộc lòng. Lão ta chỉ biết Dương Thanh là quân nhân ở biên giới phía Bắc, nhưng không dám chắc chắn Dương Thanh có phải là tướng quân ở biên giới phía Bắc hay không. Nhưng vào lúc này, hành động của Dương Thanh khiến lão ta lập tức hiểu rằng suy đoán của mình là đúng, Dương Thanh chính là truyền thuyết của biên giới phía Bắc. Tôi là tội nhân, tôi là tội nhân. Khương Hùng bất ngờ bật khóc nghẹn ngào, lỗi tại tôi đã không giáo dục được con cháu của mình. Nếu tôi có thể chết trong tay cậu, tôi chết cũng không hối hận. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới hiểu người mà Khương Hùng cầu xin ban cho cái chết không phải là quan vương của Vương Thành Quan, mà là một thanh niên chưa từng gặp. Về phần hai bố con Khương Long Phi và Khương Lực, lúc này họ chỉ cảm thấy tim đập loạn xạ, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Trong ấn tượng của bọn họ, Khương Hùng chưa từng quỳ xuống trước ai, nhưng hôm nay, lão ta lại quỳ xuống trước mặt Dương Thanh. Quan vương cũng đanh mặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Nếu trước đây lão ta chỉ chắc chắn 40% rằng Dương Thanh là tướng quân ở biên giới phía Bắc, thì bây giờ, độ chắc chắn này đã tăng lên đến 90%. Trừ khi là tướng quân ở biên giới phía Bắc, nếu không lão ta không thể hiểu nổi tại sao Khương Hùng, một người trước giờ luôn ngay thẳng lại yêu cầu Dương Thanh ban cho cái chết như vậy. Điều này chỉ có thể cho thấy Dương Thanh chính là tướng quân ở biên giới phía Bắc. Nghĩ đến đây, quan vương đột nhiên đã hiểu hết mọi chuyện. Tại sao Dương Thanh lại có thể dễ dàng xâm nhập vào Vương Thành Quan và đánh bại nhiều cao thủ của vương tộc họ Quan như vậy? Ngay cả lão ta là cao thủ mạnh nhất của vương tộc họ Quan cũng bị Dương Thanh dùng thẻ ngân hàng ném ra khiến ngón tay bị thương. Nhìn thái độ cung kính của Dương Thanh đối với Khương Hùng, trong lòng quan vương cảm thấy hơi bất an, cảm giác phương vị của mình bị uy hiếp. Dương Thanh nhìn vẻ mặt đầy tự trách của Khương Hùng thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cho dù Khương Lực và Khương Long Phi là người như thế nào thì điều anh có thể chắc chắn được là Khương Hùng chính là một anh hùng đã đổ máu vì đất nước. Thả người. Dương Thanh ra lệnh, chiến sĩ đang khống chế Khương Long Phi và Khương Lực lập tức thả họ ra. Phụp. Sau khi Khương Long Phi và Khương Lực được thả ra, cả hai cùng kéo đến trước mặt Dương Thanh và nặng nề quỳ đầu gối xuống đất. Cậu Thanh, chúng tôi biết sai rồi, xin cậu trừng phạt. Khương Long Phi nghiêm túc nói. Về phần Khương Lực. Hắn hoàn toàn ngây người ra, ngay cả việc quỳ xuống cũng bị bố mình là Khương Long Phi kéo xuống. Lúc này, Khương Long Phi đại khái cũng đoán được thân phận của Dương Thanh rồi, ông ta nhìn về phía Dương Thanh đầy vẻ tôn kính. Ông ta thật sự hy vọng Dương Thanh có thể trừng phạt mình, nếu không trong lòng ông ta cảm thấy không yên. Đứng dậy đi. Dương Thanh nhìn Khương Long Phi và nói, ông Khương là anh hùng, các người thân là con cháu của ông cụ, đừng hủy hoại danh tiếng anh hùng một thời của ông ấy. Sau này đừng có hành động ngạo mạn như ngày hôm nay nữa. Tôi đã tha thứ cho các người rồi, đứng dậy cả đi. Khương Long Phi và Khương Lực dù sao cũng là con cháu của mình, mặc dù Khương Hùng rất tức giận vì họ đã gây hấn với Dương Thanh, nhưng Khương Hùng chắc chắn rất vui khi được có thể giữ được tính mạng của họ.
nếu như cậu Thanh đã kêu các người dậy thì còn quỳ gối làm gì nữa? Khương Hùng hét vào mặt con trai và cháu trai lão ta. Là một chiến sĩ của biên giới phía Bắc, dù đã giải ngũ rồi thì lão ta cũng vẫn là chiến sĩ của biên giới phía Bắc. Lão ta sẽ thực hiện mệnh lệnh của Dương Thanh ngay lập tức. Cảm ơn cậu Thanh. Khương Long Phi và Khương Lực lần lượt cảm ơn Dương Thanh. Không ngờ anh Khương đây và cậu Thanh lại quen nhau. Thật đúng là duyên phận. Quan Vương bước tới và cười nói, đây là niềm vinh dự Vương Thành Quan chúng tôi. Trước đây, mặc dù Vương Quan và Khương Hùng đã quen biết nhau từ lâu, thậm chí theo một khía cạnh nào đó, vương tộc họ Quan chính là chỗ dựa cho nhà họ Khương. Tuy nhiên Vương Quan chưa bao giờ xưng hô anh em với Khương Hùng, nhưng hôm nay lão ta lại gọi Khương Hùng là anh trước đám đông, điều này khiến cho Khương Hùng được nở mày nở mặt. Những người thuộc các gia tộc trong Vương Thành ở xung quanh đều rất ngạc nhiên. Mọi người đều hiểu tại sao Quan Vương lại gọi Khương Hùng là anh, tất cả chỉ vì người thanh niên đang chịu tang thần y phùng kia. Khương Hùng không vui vẻ gì lắm với sự nhiệt tình của Vương Quan, lão ta chỉ hờ hững nói, quả đúng là duyên phận. Lúc này, Khương Hùng cũng đang tự trách mình. Đương nhiên lão ta hiểu rõ có lẽ Vương Quan đã đoán được chân tướng nào đó, nếu không lão ta sẽ không chủ động gọi mình là anh. Dù sao thì danh tính của Dương Thanh cũng là một bí mật, các quan chức ở Chiêu Châu không hề tiết lộ điều đó ra ngoài. Bây giờ lại bởi vì xúc động của mình mà để Vương Quan đoán ra một số sự thật, lão ta phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Ông Khương, ông bị bệnh sao? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Lúc đầu khi Khương Lực đến đây chính là để tìm thần y phùng đến khám cho Khương Hùng nên mới xảy ra mâu thuẫn. Bây giờ, Khương Hùng lại chống gậy, đi đứng không vững, vẻ mặt ốm yếu, rõ ràng là bệnh đã hết đường cứu chữa rồi. Khương Hùng thở dài, hồi đó trên chiến trường tôi đã bị thương rất nặng, hiện giờ tuổi cũng đã cao, hậu di chứng cũng dần dần xuất hiện, thân thể ngày một không được như lúc trước nữa rồi. Tôi đã khám rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, nhưng cũng không có tác dụng gì nhiều. Không biết Khương Lực lấy tin tức về thần y phùng ở đâu, liền chạy tới đây tìm thần y phùng. Nếu nó nói sớm cho tôi biết về hành tung của thần y phùng thì tôi đã tự mình đến thăm hỏi, sao có thể để nó đến chỗ thần y phùng gây chuyện được chứ? Sau khi Khương Lực nghe Khương Hùng nói vậy liền đầy vẻ tự trách, ông nội, cháu biết mình sai rồi. Hừ, Khương Hùng lạnh lùng nhìn Khương Lực và nói, đợi lát nữa về để xem tôi trừng trị cậu thế nào. Ông Khương, ông đến thật không đúng lúc. Tối qua thần y phùng đã qua đời rồi. Bệnh của ông chỉ có thể tìm thần y khác thôi. Dương Thanh nói, trên mặt vẫn mang vẻ bi thương. Trong lòng anh cảm thấy rất kính trọng Khương Hùng. Anh cũng muốn giúp Khương Hùng, nhưng thần y phùng đã qua đời rồi. Không sao. Vẻ mặt Khương Hùng rất bình tĩnh, bao nhiêu năm nay tôi cũng đã sớm quen rồi. Sau này có thể gặp được thần y có thể chữa khỏi được bệnh của tôi hay không đều nhờ vào duyên phận. Qua một thời gian nữa, có thể tôi sẽ tìm một thần y để chữa trị cho em gái tôi, nếu thuận tiện, tôi có thể nhờ thần y đó đến chữa bệnh cho ông. Dương Thanh đột nhiên cất tiếng, ông Phùng từng đồng ý với anh là sẽ tìm một thần y khác giúp chữa bệnh cho Mễ Tuyết. Vậy thì cảm ơn cậu nhiều. Khương Hùng cảm ơn. Anh Thanh, em có thể trị được bệnh của ông cụ này. Đúng lúc này, giọng nói của Phùng Tiểu Uyển chợt vang lên. Phùng Tiểu Uyển đã khóc cạn nước mắt, trên mặt lúc này vẫn còn lưu lại vết tích. Trông cô ta rất đáng thương. Thần y Phùng là người thân nhất của cô ta trên thế giới này, vậy nên cô ta mới là người đau buồn nhất khi ông ấy đột ngột qua đời. Vậy đợi qua một thời gian nữa phiền em xem bệnh cho ông Khương. Dương Thanh nhìn Phùng Tiểu Uyển với vẻ thương xót nói. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu với vẻ mặt kiên cường, cô ta nói, lương y như từ mẫu. Ngoài miệng thì ông nội vẫn nói là mình ghét nhất chiến sĩ, nhưng thực ra người mà ông tôn trọng nhất lại chính là những người chiến sĩ. Ông Khương là một người anh hùng đã đổ máu vì đất nước. Nếu ông nội còn sống, chắc chắn ông sẽ chữa bệnh cho ông Khương. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói vậy, Dương Thanh không khỏi cảm thấy cung kính nể phục. Khóe mắt Khương Hùng bất chợt hơi ướt, với tư cách là một cựu chiến sĩ của vùng biên giới phía Bắc, đương nhiên lão ta biết những chuyện đã từng xảy ra với thần y Phùng. Cả con trai và con dâu của lão ta đều đã hy sinh trên chiến trường, năm xưa lão ta rời chiến trường không phải vì ghét chiến sĩ mà vì muốn thoát khỏi nơi đau buồn đó. Thần y Phùng cũng là một anh hùng, năm đó lão ta đã cứu vô số người bị thương trên chiến trường. Thật đáng tiếc khi lão ta đã cứu rất nhiều binh lính nhưng lại không cứu được con trai và con dâu của mình. Vậy chờ sau khi lo liệu xong tang lễ của thần y Phùng thì chúng ta sẽ chữa bệnh cho ông Khương, được không? Dương Thanh hỏi. Phùng Tiểu Uyển khẽ gật đầu, sau đó trở lại trong nhà rồi lại nhanh chóng đi ra. Cô ta đưa cho Khương Hùng một chai sứ nhỏ màu trắng và nói,
trong này có 3 viên thuốc, tất cả đều được làm khi ông nội vẫn còn sống. Từ hôm nay, mỗi tối trước khi đi ngủ ông hãy uống một viên, uống trong 3 ngày liên tục có thể giúp giảm cơn đau do vết thương cũ gây ra. 3 ngày sau, cháu sẽ đến nhà họ Khương để xem cho ông, sau đó bắt bệnh kê đơn. Khương Hùng đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão ta không hề nói với Phùng Tiểu Uyển về các triệu chứng của mình, nhưng Phùng Tiểu Uyển nhìn thoáng qua đã biết rằng lão ta rất đau đớn khi vết thương cũ tái phát. Cảm ơn thần y nhỏ. Sau một hồi ngớ ra, Khương Hùng vội vàng cảm ơn. Ông Khương, ông về trước đi, 3 ngày sau chúng tôi sẽ đến nhà họ Khương thăm ông. Dương Thanh nói. Khương Hùng bị thương, ở lại đây cũng không làm được gì cả, tốt hơn là nên về nghỉ ngơi sớm. Được, vậy tôi chờ các vị. Khương Hùng cũng không câu nệ, lão ta cùng với Khương Long Phi và Khương Lực rời khỏi đó. Mọi người cũng về cả đi. Quan Vương vừa ra lệnh thì những người đứng đầu của các gia tộc giàu có vây quanh cũng lần lượt rời đi. Cậu Thanh, vậy chúng tôi cũng không quấy rầy nữa. Sau này có chuyện gì cần đến vương tộc họ Quan chúng tôi xin cứ nói. Vương Quan lại nhìn Dương Thanh và cung kính nói. Dương Thanh gật đầu, Quan Vương đi thong thả. Chẳng mấy chốc, trong sân đã yên tĩnh trở lại. Bố, rốt cuộc Dương Thanh là ai vậy? Khương Hùng không thèm nể mặt bố, lại đi quỳ xuống trước mặt Dương Thanh trước đám đông như vậy. Trên đường trở về, Quan Hồng Nghị đanh mặt nói. Nghe Quan Hồng Nghị nói vậy, vẻ mặt Quan Vương cũng dần cứng lại, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm trang chưa từng có. Mặc dù lão ta không nói gì, nhưng Quan Hồng Nghị có thể cảm nhận được rằng thân phận của Dương Thanh không hề đơn giản. Con có biết ở khắp Chiêu Châu này ngoài gia tộc cổ? Võ ra ngoài không cần biết đến ai ra thì thế lực nào mạnh nhất không? Quan Vương hỏi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Quan Hồng Nghị trả lời, Chiêu Châu có 4 vùng biên giới. Các vương tộc và hoàng tộc. 13 thế lực này tuy rằng rất nổi danh nhưng 4 vùng biên giới vẫn là mạnh nhất, sau đó đến hoàng tộc rồi đến các vương tộc. Theo con được biết, trong 4 khu vực biên giới thì biên giới phía Bắc có địa hình phức tạp và môi trường khó khăn gian khổ nhất, thực lực đương nhiên cũng đứng đầu trong 4 vùng biên giới. Người ta đồn rằng tướng quân Dương Bất Bại của ở vùng biên giới phía Bắc có thực lực rất kinh khủng, được gọi là chiến thần bất bại, một người có thể đối địch được nửa quốc gia. Lãnh địa bất khả chiến bại ở biên giới phía Bắc mà người đó gây dựng còn có thể trấn áp được các nước ở biên giới phía Bắc. Cũng có tin đồn rằng tướng quân ở biên giới phía Bắc còn rất trẻ, còn chưa đến 30 tuổi, nhưng đã đạt đến thần cảnh. Cho dù là thiên tài võ thuật của gia tộc cổ võ thì cũng còn kém xa người đó. Khi Quan Hồng Nghị nói những điều như thế này, vẻ mặt ông ta đầy sự cung kính. Cũng chỉ có thanh niên anh tài như tướng quân ở biên giới phía Bắc mới xứng đáng với danh hiệu giường cột quốc gia và cũng xứng đáng với danh hiệu chiến thần bất bại. Một tài năng trẻ như vậy thực sự là may mắn cho Chiêu Châu. Quan Hồng Nghị lại nói. Quan Vương gật đầu không nói gì nữa, nhưng vẻ lo lắng trên mặt lão ta càng ngày càng rõ nét hơn. Bố bị sao vậy? Nhìn thấy Quan Vương không nói mà vẫn có vẻ nặng nề, Quan Hồng Nghị không khỏi hỏi. Con nói xem. Nếu Dương Thanh là tướng quân ở biên giới phía Bắc thì sao? Quan Vương nhìn thẳng vào Quan Hồng Nghị và trầm giọng hỏi. Cái gì? Quan Hồng Nghị chợt đầy vẻ kinh ngạc, bố, làm sao có thể như vậy được chứ? Cậu ta còn trẻ như vậy, cho dù thực lực của cậu ta thực sự rất mạnh nhưng cũng không thể là tướng quân ở biên giới phía Bắc được chứ? Nếu cậu ta đúng là người đó thì còn nói nhiều lời nhảm nhí với chúng ta làm gì, e rằng con đã bị cậu ta giết chết từ lâu rồi. Quan Vương trầm giọng nói. Chúng ta đều biết tướng quân ở biên giới phía Bắc còn có một cái tên khác là Dương Bất Bại, có tin đồn cậu ta chưa tới 30 tuổi. Còn Dương Thanh, cũng họ Dương, và cũng chưa đầy 30 tuổi. Không chỉ vậy, thông tin duy nhất mà chúng ta có được là cậu ta đã đến phương Bắc vào 5 năm trước. Còn sau đó, chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về cậu ta. Còn Khương Hùng năm xưa là chiến sĩ bước ra từ vùng biên giới phía Bắc. Hôm nay sau khi nhìn thấy Dương Thanh, ông ta đã quỳ xuống trước đám đông và cầu xin được ban cho cái chết. Còn cả Hồng Đại Cường, chỉ huy cao nhất của chiến vực đóng ở Vương Thành Quan, hôm nay cũng đích thân dẫn người đến thôn Ngô Gia. Khi đối mặt với Đồng Chiêm Cương, Hồng Đại Cường tỏ vẻ rất kính trọng và nghe răm rắp theo lời ông ta. Mà Đồng Chiêm Cương lại là một tùy tùng ở bên cạnh Dương Thanh. Nếu cậu ta không phải là tướng quân ở vùng biên giới phía Bắc thì tất cả những điều này phải giải thích thế nào đây? Quan Vương liên tục nói. Lão ta còn chưa nói ra những điểm đáng nghi thì mặt Quan Hồng Nghị đã tái mét, sau khi lão ta nói xong thì miệng Quan Hồng Nghị đã mở to, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tất cả những dấu hiệu này có thể cho thấy Dương Thanh chính là tướng quân vùng biên giới phía Bắc với danh hiệu là Dương Bất Bại có thể địch lại nửa quốc gia.
Giọng nói của quan vương vô cùng trịnh trọng, ánh mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Bố, cậu ta thực sự là Dương Bất Bại sao? Quan Hồng Nghị có cảm giác như đang nằm mơ, cho dù trong lòng biết rõ những suy đoán của quan vương là đúng, nhưng ông ta vẫn không thể tiếp nhận được tướng quân vùng biên giới phía Bắc lại trẻ tuổi như thế. Quan vương gật đầu, mặc dù nhà họ Khương là một trong những gia tộc giàu có hàng đầu ở Vương Thành Quan, nhưng Khương Hùng chưa bao giờ có ý thức của một gia tộc bị phụ thuộc, ông ta luôn độc lập, căn bản chưa bao giờ nghe theo mệnh lệnh của vương tộc họ Quan. Nếu không phải ông ta từng là chiến sĩ trở về từ biên giới phía Bắc thì làm sao bố có thể để yên cho nhà họ Khương được. Bây giờ tướng quân vùng biên giới phía Bắc đích thân đến Vương Thành Quan, 3 ngày sau còn muốn đến nhà họ Khương. E rằng sau này vương tộc họ Quan sẽ càng khó khống chế nhà họ Khương hơn. Một núi không thể có hai hồ chính là đây. Là người đứng đầu của Vương Thành Quan, đương nhiên quan vương không thể dung thứ cho sự tồn tại của một vị vương thứ hai. Bây giờ Dương Thanh đã xuất hiện, quan vương cảm thấy một nguy cơ chưa từng có. Bố, vậy chúng ta phải làm sao? Quan Hồng Nghị đột nhiên rối trí, sau đó ông ta vội vàng nói, bây giờ nhà họ Khương đều do Khương Hùng gánh vác, nếu như bệnh nặng của Khương Hùng được chữa khỏi, e rằng nhà họ Khương sẽ càng khó đối phó hơn. Bố, nhất định không được để Khương Hùng được chữa khỏi bệnh. Quan vương cau mày, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải tên vô dụng con xúc phạm Dương Thanh thì sao có thể xảy ra tình huống như ngày hôm nay được chứ? Cho dù Dương Thanh có buông tha cho vương tộc họ Quan cũng không thể thay đổi ấn tượng của cậu ta về vương tộc họ Quan được. Bố cũng không muốn Khương Hùng chữa khỏi bệnh, nhưng có thể làm gì được chứ? 3 ngày sau Dương Thanh sẽ tự mình đến nhà họ Khương, con nói cho bố biết, chúng ta phải ngăn cản như thế nào? Quan Hồng Nghị nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đầy tự trách. Ông ta biết tất cả những chuyện này đều là lỗi của mình, nếu không phải ông ta dễ dàng tin tưởng Quan Hân, muốn gây hấn với Dương Thanh thì cũng không gặp phải những rắc rối như thế này rồi. Không thể ngăn lại được sự trỗi dậy của nhà họ Khương nữa rồi. Bây giờ nếu muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi. Quan Vương thở dài một tiếng rồi nói, nếu đã không thể ngăn cản vậy thì chỉ có thể chấp nhận. 3 ngày sau bố sẽ đích thân đến nhà họ Khương một chuyến. Bố muốn đến đó làm gì? Quan Hồng Nghị thận trọng hỏi. Tặng quà. Quan Vương nói. Cùng lúc đó, Khương Hùng cũng quay trở lại nhà họ. Khương. Hai bố con Khương Long Phi và Khương Lực được giữ trong phòng Khương Hùng. Có biết tại sao bố giữ hai con lại không? Khương Hùng ngồi trên chiếc ghế bành, nhìn hai bố con rồi hỏi. Khương Long Phi và Khương Lực thận trọng đứng trước mặt lão ta, nghe thấy Khương Hùng hỏi vậy thì cả hai liền cúi đầu, không dám nói gì. Nói đi chứ. Khương Hùng đập bàn, tức giận nói. Khương Long Phi vội vàng ngẩng đầu lên nói, bởi vì chúng con đã đắc tội với cậu Thanh. Ông ơi, mọi chuyện đều là ý của cháu, đến thôn Ngô ra tìm thần y Phùng là do thái độ của cháu hống hách mới đắc tội với anh Thanh. Tất cả đều là lỗi của cháu. Ông ơi, ông muốn trừng phạt thì trừng phạt một mình cháu đi, tất cả chuyện này đều không liên quan gì đến bố cháu. Khương Lực trực tiếp quỳ xuống, mắt đỏ hoe nói. Hôm nay ở thôn Ngô ra, khi Khương Long Phi vì Khương Lực thậm chí muốn dùng cái chết của mình để gánh vác tất cả những sai lầm của Khương Lực thì Khương Lực đã ý thức được mình đã làm một chuyện sai lầm đến như thế nào. Khương Lực, câm miệng. Khương Long Phi vội vàng mắng. Khương Lực là con trai duy nhất của ông ta, thân là người làm bố, ông ta bằng lòng gánh chịu tất cả. Bố trừng phạt con đi. Khương Long Phi lớn tiếng nói. Nhìn thấy hai bố con tranh nhau nhận phạt, cơn tức giận của Khương Hùng dần tiêu tan. Đứng dậy cả đi. Lão ta thở dài nói. Lão ta giữ lại Khương Long Phi và Khương Lực không phải để trừng phạt họ mà là vì chuyện khác. Theo nguyện vọng cuối cùng của thần Y Phùng, sau khi được hỏa táng, cho của lão ta sẽ được giải trên sông Hộ Thành. Dù có chết đi, lão ta cũng muốn hóa thành linh hồn ở sông Hộ Thành để bảo vệ đất nước này. Không ai biết Khương Hùng đã nói gì với con cháu của mình. Còn thần Y Phùng, theo nguyện vọng cuối cùng cũng đã được hỏa tăng. Cho của lão ta được giải trên sông Hộ Thành. Kể từ sau cái chết của thần Y Phùng, mỗi ngày Phùng Tiểu Huyền đều sống trong nỗi đau buồn, ngày nào Dương Thanh và Quan Duyệt cũng ở bên cạnh cô ta. Quan Duyệt và Phùng Tiểu Huyền vốn bằng tuổi nhau, nhưng Quan Duyệt rất hoạt bát và vui vẻ, chỉ trong vài ngày, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên rất thân thiết. Mấy ngày nay vết thương của Mã Siêu cũng đã khá lên rất nhiều, mặc dù Phùng Tiểu Huyền chìm trong đau buồn nhưng vẫn không quên chữa trị vết thương cho Mã Siêu. 3 ngày sau, Mã Siêu đã có thể đi lại, chỗ bị thương bởi súng của anh ta cũng đã đóng vảy. Anh Thanh, hôm nay em sẽ đến nhà họ Khương với NHT. Mã Siêu đầy vẻ nghiêm túc nói. Dương Thanh hỏi, cậu đi làm gì?
dù sao đây cũng là vương thành quan, nhà họ Khương vốn không thân thiết gì với vương tộc họ Quan. Giờ đây anh lại nhúng tay vào khiến địa vị của nhà họ Khương được củng cố hơn. Em lo vương tộc họ Quan sẽ ra tay với anh. Mã Siêu trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này, mặc dù nằm trên giường bệnh, nhưng anh ta nằm rất rõ về tình hình của Vương Thành Quan. Một khi Dương Thanh giúp đỡ nhà họ Khương, vương tộc họ Quan chắc chắn sẽ cảm thấy một mối đe dọa lớn. Dương Thanh trừng mắt nhìn Mã Siêu một cái bất lực, khoan nói tới việc vương tộc họ Quan có làm gì tôi hay không, với bộ dạng của cậu bây giờ, nếu vương tộc họ Quan thật sự muốn đối phó với tôi thì cậu có đứng ra giúp tôi được không? Hay là tôi lại phải bảo vệ cậu đây? Mã Siêu sững sờ một lúc mới nhận ra mình vừa mới xuống được khỏi giường và bước đi được, hiện giờ một người phụ nữ bình thường cũng có thể đẩy ngã anh ta. Việc anh ta đề nghị đến nhà họ Khương cùng với Dương Thanh hoàn toàn là một phản ứng trong tiềm thức. Đừng lo, Vương Quan không phải kẻ ngốc. Chắn hẳn lão ta có thể đoán được tôi là ai. Nếu còn muốn động vào tôi thì lão ta đúng là kẻ ngốc. Dương Thanh biết rằng Mã Siêu đang lo lắng cho mình liền mỉm cười nói. Cậu yên tâm đi. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu Thanh, tuyệt đối không để cậu ấy xảy ra chuyện gì đâu. Đồng Chiêm Cương nói một cách chắc nịch. Ông cũng không cần đi theo tôi, ông ở lại đây bảo vệ họ là được. Dương Thanh nói, anh không hề có ý định đưa ai đến nhà họ Khương. Ngoài miệng thì nói nhẹ bẫng như vậy, nhưng thật ra trong lòng anh cũng hơi lo lắng. Giống như sự lo lắng của Mã Siêu, vương tộc họ Quan vốn là chủ của Vương Thành Quan, nhưng bây giờ anh lại xuất hiện ở đây, nếu dùng thân phận của mình để giúp đỡ nhà họ Khương. Thì sau này ở Vương Thành Quan rốt cục nên mang họ Quan hay mang họ Khương đây? Anh Thanh, em không sao. Mã Siêu còn chưa kịp nói xong, Dương Thanh đã cắt ngang, tôi đã quyết định rồi, tôi chỉ đưa Tiểu Uyển đến nhà họ Khương thôi. Nhìn vẻ mặt của Dương Thanh trở nên nghiêm túc, Mã Siêu mới không nói nhiều nữa, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Sau khi chữa khỏi bệnh cho ông Khương chúng ta sẽ trở về Yến Đô. Chưa biết chừng Tiểu Uyển có thể chữa khỏi bệnh được cho Tiểu Tuyết đó. Dương Thanh lại nói, nhắc đến Mễ Tuyết, khuôn mặt vốn luôn căng thẳng của Mã Siêu mới khá hơn nhiều. Phùng Tiểu Uyển đã theo học y thuật của thần y Phùng từ khi còn bé, hoàn toàn được kế thừa y thuật của thần y Phùng nên y thuật của cô ta vô cùng giỏi. Khả năng chữa khỏi bệnh cho Mễ Tuyết phải nói là rất lớn. Tiểu Uyển, chúng ta đi thôi. Lúc này, Phùng Tiểu Uyển đã đi ra khỏi phòng trong, trên tay còn mang theo một hộp thuốc nhỏ, tất cả là đồ y tế để chữa trị cho Khương Hùng. Cùng lúc đó, tại nhà họ Khương. Hôm nay sân vườn của nhà họ Khương đã được quét dọn rất sạch sẽ, rõ ràng là để đón tiếp Dương Thanh đến nhà. Trong phòng của Khương Hùng, hai bố con Khương Long Phi và Khương Lực đang đứng trước mặt Khương Hùng một cách kính cẩn chuyện bố đã sắp xếp cho hai con làm tới đâu rồi. Khương Hùng trầm giọng hỏi. Khương Long Phi nhanh chóng nói, bố, con đã chuẩn bị tươm tất rồi. Chỉ cần vương tộc họ Quan dám động đến nhà họ Khương chúng ta. Cho dù quan vương có đến đây cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Khương Lực cũng nói, cháu đã chuẩn bị yến tiệc rồi. Người làm món ăn là Vương Trùng Dương chuyên gia làm tiệc quốc gia, tất cả đều được làm theo tiêu chuẩn yến tiệc quốc gia, chắc chắn sẽ không làm mất thân phận của anh Thanh. Khương Hùng khẽ gật đầu, vậy thì ông yên tâm rồi. Chỉ là... Khương Long Phi đột nhiên do dự, chỉ ngập ngừng hai chữ mà không dám nói tiếp. Nói. Khương Hùng đột nhiên nhướng mày, lạnh lùng nói. Theo như bố căn dặn, nhánh 2 và nhánh 3 không phối hợp lắm về việc điều động nhân lực, chỉ tùy tiện sắp xếp vài người canh giữ thôi. Khương Long Phi thận trọng nói, tuy nhiên, những nhánh khác lại rất hợp tác, cao thủ tùy chúng ta điều động mới đảm bảo được công tác an ninh cho ngày hôm nay. Điều làm Khương Long Phi, Khương Lực rất bất ngờ đó là Khương Hùng không hề tức giận, chỉ là sắc mặt có chút ảm đạm. Nhánh 2 và nhánh 3 đều mong bố chết đây mà. Khương Hùng lạnh lùng nói. Chỉ khi bố chết đi thì họ mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản vị trí chủ nhà. Có điều lần này e rằng phải khiến họ thất vọng rồi. Khương Long Phi không dám nói gì, chỉ run rẩy đứng ở một bên. Nếu không phải võ công của ông ta yếu ớt thì cũng không đến nỗi khiến Khương Hùng không có người kế vị. Gia tộc giàu có chỉ đứng sau vương tộc giống như nhà họ Khương, chủ gia tộc ít nhất cũng phải ở vương cảnh hậu kỳ. Thực lực của Khương Long Phi thuộc vương cảnh sơ kỳ. Nếu so với các gia tộc giàu có bình thường khác thì rất mạnh. Nhưng thân là thế hệ sau của Khương Hùng, chỉ dựa vào chút thực lực này, ông ta không thể thay thế Khương Hùng trở thành chủ gia tộc kế nhiệm của nhà họ Khương. Bố, chắc là cậu Thanh cũng sắp đến rồi. Giờ con ra ngoài tiếp đón. Khương Long Phi liếc nhìn thời gian rồi nói. Con còn chưa đủ tư cách tiếp đón cậu Thanh đâu, để bố đích thân đi. Khương Hùng nói xong liền chống gậy đứng lên.
hôm trước Phùng Tiểu Uyển đưa cho lão ta 3 viên thuốc, mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải uống 1 viên, đến hôm nay dù chỉ mới uống được 2 ngày liền nhưng lão ta có thể cảm nhận rõ ràng sức khỏe của mình tốt hơn rất nhiều. 3 ngày trước, lão ta chống gậy rất khó khăn, nhưng hôm nay đã dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này khiến lão ta tin tưởng hơn về phương pháp điều trị mà mình sắp phải đối mặt. Khương Long Phi và Khương Lực cũng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy nhiên, bọn họ vừa bước ra khỏi phòng thì có 7-8 người đi tới, nhưng lại chia làm 2 đội. 2 đội được dẫn đầu bởi 2 cụ già mặc hoa phục. Chủ gia tộc, nghe nói hôm nay ông đi gặp một vị khách quý. Một trong 2 ông già bước tới cười hớn hở, nhìn Khương Hùng và hỏi. Một ông già khác cũng cười nói, nghe nói còn có một vị thần y muốn chữa trị cho chủ gia tộc nữa. Sắc mặt Khương Hùng hơi thay đổi, vẻ mặt lạnh lùng hơn. Không có nhiều người biết chuyện này, lão ta chắc chắn rằng Khương Long Phi và Khương Lực sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mặc dù nhiều người đã tận mắt chứng kiến những gì xảy ra ở thôn Ngô Gia ngày hôm đó, nhưng với sự can thiệp của quan vương, không ai dám tiết lộ nửa lời. Nhưng 2 lão già này lại biết chuyện. Chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3, 2 người đến đây hùng hổ như vậy là định ép cung sao? Khương Hùng trả lời câu hỏi với một khuôn mặt lạnh lùng. Chủ gia tộc nặng lời rồi. Chủ nhánh 2 cười nói, tôi đã bàn bạc với chủ nhánh 3 và quyết định bổ nhiệm người thừa kế chức vị chủ gia tộc trước. Chủ nhánh 3 cũng cười nói, chủ gia tộc, bệnh tình của ông càng ngày càng nghiêm trọng, có thể thấy là sắp không thể đi lại được nữa rồi. Tôi và chủ nhánh 2 lo là thần y mà ông tìm đến nhỡ đâu chỉ là một tên lang băm, chữa trị làm cho bệnh tình của ông nghiêm trọng hơn, lỡ như ông có bể gì thì nhà họ Khương biết phải làm sao. Tuy ngoài miệng chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 nói không phải ép buộc, nhưng ý tứ trong lời nói thì vô cùng rõ ràng, họ chính là đến để ép Khương Hùng. Ông ăn nói kiểu gì đấy? Khương Long Phi bỗng nhiên tức giận hỏi chủ nhánh 3, thế nào gọi là nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Bố tôi còn đang sống sở sở ra mà các ông đã không đợi được nữa rồi sao? Chủ nhánh 3 lập tức nhướng mày, cậu nói chuyện với người bề trên như vậy đấy à? Có còn văn hóa hay không thế? Khương Long Phi dường như vẫn muốn nói nữa, nhưng đã bị Khương Hùng ngăn lại. Con của tôi có văn hóa hay không thì liên quan gì đến ông? Khương Hùng nhìn chăm chăm vào chủ nhánh 3 và lạnh lùng nói. Ngược lại tôi muốn hỏi ông đến gặp chủ gia tộc mà lại nói chuyện với chủ gia tộc như thế hay sao? Ông có còn biết thế nào gọi là tôn ti trật tự nữa hay không? Sao tôi lại không biết tôn ti trật tự chứ? Chủ nhánh 3 tức giận nói, tôi chỉ có sao nói vậy thôi. Dù sao thì ông cũng là chủ gia tộc họ Khương, cho dù muốn tìm thần y tới chữa bệnh cũng nên để chủ các nhánh chúng tôi biết ngọn ngành, xác nhận thần y ông tìm không có vấn đề gì mới có thể tiến hành chữa bệnh cho ông được. Ông thì hay lắm. Tìm thần y chữa bệnh cho mình, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho chúng tôi, nhớ đâu ông thực sự có mệnh hệ gì thì nhà họ Khương phải làm sao đây? Chủ nhánh 3 tỏ vẻ hiện ngang lầm liệt, cứ như chuyện Khương Hùng tìm thần y chữa trị bệnh là một tội ác tày trời không thể dung thứ vậy. Chủ nhánh 2 cũng hùa theo, tôi cảm thấy chủ nhánh 3 nói không sai. Nhà họ Khương hiện giờ ở Vương Thành Quan cũng xem như là một gia tộc có sức mạnh toàn diện chỉ xếp sau vương tộc họ Quan. Ông thân là chủ gia tộc. Nếu như có chuyện gì thì chắc chắn những gia tộc đang nhăm nhe dòm ngó kia sẽ nhân cơ hội gây hấn với nhà họ Khương. Về chuyện này, quả thực là chủ gia tộc đã thiếu cân nhắc rồi đó. Đối mặt với uy hiếp của 2 người đó, Khương Hùng không hề hoảng sợ mà cười khẩy nói thật là hay hơn cả hát. Nói trắng ra không phải các người đang muốn ép tôi bây giờ phải lập người thừa kế vị trí chủ gia tộc hay sao? Tuy ông nói gì thì nói, dù sao hôm nay ông cũng nhất định phải lập người kế vị. Thái độ của chủ nhánh 3 rất cứng rắn. Tuy rằng chủ nhánh 3 không đón ý nói hùa, nhưng lão ta đến cùng với chủ nhánh 2, đương nhiên cũng có ý như vậy. Muốn lập người thừa kế thì cũng được thôi, nhưng không phải bây giờ. Khương Hùng lạnh lùng nói. Nếu như chúng tôi yêu cầu ông phải lập một người thừa kế ngay bây giờ thì sao? Chủ nhánh 3 khẽ nheo mắt lại, giọng nói mang theo sự uy hiếp. Chủ nhánh 2 cũng nói, chủ gia tộc, tốt hơn hết bây giờ ông hãy ra lệnh xác định người kế vị là ai đi. Các người thật là quả đáng. Ánh mắt Khương Hùng đầy lạnh lùng. Nếu không phải vì niệm tình máu mủ ruột già thì chủ nhánh 2 và nhánh 3 còn có thể sống được đến hôm nay sao? Lúc trước khi lão ta còn ở trạng thái đỉnh cao, đừng nói là chủ nhánh 2 hay nhánh 3, cho dù là quan vương cũng không dám nói có thể làm gì được lão ta. Bây giờ, do vết thương của nhiều năm trước mà lão ta bị 2 con kiến có thể dễ dàng bóp chết trước đó ép buộc. Lúc này, vẻ mặt của chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 chợt đanh lại. Đột nhiên có cảm giác Khương Hùng đã trở lại trạng thái đỉnh cao. Vậy ông cho chúng tôi một thời gian chính xác.
chủ nhánh hai không thể chống đỡ được sự uy nghiêm toát ra từ trên người Khương Hùng liền nói. Chủ nhánh ba cũng không nói gì nữa. Không phải hôm nay các người muốn tôi cho các người đáp án hay sao? Khương Hùng lạnh lùng nói, nếu đã như vậy, hôm nay tôi cho các ông đáp án là được chứ gì? Có điều giờ tôi không rảnh, tất cả hãy đợi sau khi tôi được chữa trị rồi sẽ cho các ông đáp án. Được, vậy hôm nay chúng tôi sẽ đợi đến khi mặt trời lặn, hy vọng chủ gia tộc nói lời giữ lời. Chủ nhánh hai trầm giọng nói. Chủ nhánh ba cũng nói, tôi lại cảm thấy hơi nóng lòng rồi đây, thần y mà chủ gia tộc tìm đến để xem bệnh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bệnh mà ngay cả thần y của vương tộc họ Quan cũng không chữa trị được thì còn có ai có thể chữa được đây? Sớm thôi, rồi các ông sẽ thấy. Khương Hùng lạnh lùng nói. Lão ta rất có niềm tin với Phùng Tiểu Uyển. Dù sao 3 ngày trước Phùng Tiểu Uyển chỉ cho lão ta uống 3 viên thuốc, hiện giờ lão ta mới uống 2 viên và vết thương đã cải thiện rất nhiều. Lão ta tin rằng cho lão thêm một khoảng thời gian nữa, nhất định lão ta sẽ có thể trở lại trạng thái đỉnh cao trước đây của mình. Thưa ông chủ, cậu Thanh và thần y Phùng tới rồi. Đúng lúc này, quản gia của Khương Hùng lon ton chạy tới, vẻ mặt đầy kích động nói. Long Phi, Lực, mau ra đón tiếp với ông. Khương Hùng hưng phấn nói. So với việc điều trị bệnh, lão ta càng muốn đích thân đón Dương Thanh đến nhà họ Khương hơn. Chủ nhánh 2 và nhánh 3 đều tỏ vẻ kinh ngạc, họ chưa bao giờ thấy Khương Hùng kích động đến như vậy. Hai người nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự nghiêm trọng trong mặt nhau. Chẳng lẽ thần y mà ông ta tìm được lại có y thuật cực kỳ cao sao? Chủ nhánh 3 liếc nhìn Khương Hùng đang vội vàng rời đi, trầm giọng hỏi. Vẻ mặt chủ nhánh 2 hết sức khó coi, lão ta lắc đầu, ai biết được. Chúng ta chỉ có thể chờ xem. Không biết có phải tôi bị ảo giác không, sao tôi cứ cảm thấy bệnh của ông ta đã có chuyển biến tốt rồi nhỉ? Chủ nhánh 3 nói với vẻ lo lắng. Chủ nhánh 2 cũng hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu nói, tôi cũng cảm thấy như vậy. Mấy ngày trước, ông ta ngay cả đứng lên cũng khó, nhưng vừa rồi lại bước đi rất nhanh. Chủ nhánh 2 đanh mặt lại và nói, tôi linh cảm thần y mà ông ta mời đến lần này e rằng rất lợi hại. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chủ nhánh 3 chợt cuống lên, nếu thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho ông ta thì sau này nhánh 2 và nhánh 3 ở nhà họ Khương này còn có tiền đồ gì nữa hay không? Cho dù ông ta có tìm được thần y thật, miễn là chúng ta không để thần y mà ông ta tìm đến chữa trị cho ông ta với lý do ảnh hưởng đến sự an nguy của gia tộc thì ông ta tìm thần y đến có tác dụng gì chứ? Chủ nhánh 2 nheo mắt nói, chỉ cần hôm nay chúng ta tìm cách ngăn cản thần y chữa bệnh cho ông ta, sau đó lại tìm cơ hội tìm người xử lý thần y đó thì Khương Hùng cách cái chết cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Phải đó. Chủ nhánh 3 như chợt thức tỉnh, ông nói đúng. Chúng ta ngăn cản thần y đó lại trước, sau đó âm thầm cử người giết thần y đó. Như thế Khương Hùng có muốn tìm người chữa được bệnh cho ông ta e rằng cũng khó rồi. Hai người nhìn nhau cười, trên mặt đều mang nụ cười âm mưu đã thành công. Dương Thanh đưa Phùng Tiểu Uyển đến cửa nhà họ. Khương và bước vào trong. Cậu Thanh, mời vào trong. Khương Hùng đích thân tiến lên phía trước và hưng phấn nói. Xin chào cậu Thanh. Khương Long Phi cũng chủ động lên tiếng chào hỏi. Về phần Khương Lực, hắn thận trọng đứng sang một bên, thậm chí không có dũng khí bước tới chào hỏi Dương Thanh. Dương Thanh mỉm cười nhìn Khương Hùng và hỏi, nhìn trạng thái của ông Khương có lẽ là bệnh tình đã có tiến triển rồi. Ha ha! Khương Hùng cười lớn, lão ta nhìn Phùng Tiểu Uyển và nói, đều nhờ thuốc tiên mà thần y Phùng đưa cho tôi cả. Không ngờ mới chỉ uống có 2 viên mà bệnh tình của tôi đã cải thiện rất nhiều rồi. Cảm ơn thần y Phùng. Khương Hùng cảm chắp tay cảm ơn. Phùng Tiểu Uyển khẽ gật đầu, ông Khương khách sáo rồi. Mau vào trong đi, yến tiệc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ 2 người tới nữa thôi. Khương Hùng niềm nở mời 2 người vào nhà họ Khương. Chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 cũng mang người đến. Khi họ nhìn thấy Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển, vốn dĩ họ vẫn đang thấp thỏm lo âu, lúc này mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Chủ gia tộc, ông đừng nói với chúng tôi là 2 người này chính là khách quý mà ông đợi và thần y mà có thể chữa trị bệnh cho ông đấy nhé. Chủ nhánh 2 cười hỏi. Chủ nhánh 3 thờ ơ liếc nhìn Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển rồi cười nói, theo tôi thấy chủ gia tộc đúng là bệnh hết thuốc chữa rồi. Trước đây còn cho rằng chủ gia tộc chỉ là bị thương trên người thôi, bây giờ xem ra ngay cả mắt cũng có vấn đề nữa. Từ khi nào mà 2 thanh niên cũng có thể trở thành khách quý của nhà họ Khương ta vậy? Một trong 2 người lại còn là thần y nữa. Thấy chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 nói như vậy, sắc mặt Khương Hùng chợt đanh lại. Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ trên người lão ta. Các người như thế này là đang xem thường cậu Thanh sao?
Ánh mắt Khương Hùng lóe lên sát khí, lão ta nhìn chằm chằm hai người đó và hỏi. Dương Thanh cũng hơi bất ngờ, hôm nay anh đến nhà họ Khương là để đưa Phùng Tiểu Huyền đến trị bệnh cho Khương Hùng. Anh hoàn toàn không ngờ nội bộ nhà họ Khương lại lục đục đến vậy. Mặt Khương Hùng đầy phẫn nộ, ánh mắt ngập sát khí. Mặc dù chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 đều là người thuộc dòng chính nhà họ Khương, hơn nữa giữa họ còn có quan hệ huyết thống. Nhưng với Khương Hùng mà nói, không ai được phép sỉ nhục tướng quân, chủ nhánh 2 và nhánh 3 thế này là không thèm xem Dương Thanh ra gì. Chủ gia tộc, chúng tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, sao ông phải tức chúng tôi làm gì? Ông chủ nhánh 2 cười nói. Ông chủ nhánh 3 càng thẳng tính hơn, lão ta cười mỉa hỏi ngược lại, chẳng lẽ chúng tôi nói gì sai à? Hai người trẻ măng mà sao lại là khách quý nhà họ Khương được? Nếu việc trở thành khách quý nhà họ Khương dễ dàng như vậy thì tôi tùy tiện ra đường mang vài người đến đây, chẳng phải sẽ thành khách quý nhà họ Khương hết à? Xem ra ông già quá nên hồ đồ mất rồi, đã đến lúc nên xuống đài nhường chỗ. Bây giờ Khương Hùng đang bị thương nặng, theo ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 thấy, bệnh của lão đang nguy kịch, là phế vật sống chẳng được mấy ngày. Mặc dù Khương Hùng của quá khứ năng lực sâu không lường được, họ có bắt tay nhau thì cũng không phải đối thủ của lão ta nhưng đó đã là quá khứ rồi. Ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 không hề lo lắng, Khương Hùng có làm gì được họ đâu. Hai ông muốn chết đúng không? Khương Hùng hoàn toàn phẫn nộ, đôi mắt đỏ rực lóe sát khí, cậu Thanh không phải là người hai ông có quyền sỉ nhục. Các ông xin lỗi cậu Thanh ngay cho tôi, nếu không đừng trách tại sao tôi lại mang quy định gia tộc ra phạt các ông. Lão ta vừa dứt lời, một cao thủ lặng lẽ xuất hiện sau lưng Khương Hùng, lạnh lùng nhìn ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3. Quy định gia tộc. Ông chủ nhánh 3 cười mỉa, xin hỏi chúng tôi đã phạm vào quy định nào của gia tộc? Ông định phạt chúng tôi thế nào? Ông chủ nhánh 2 cũng cười nói, bắt chúng tôi xin lỗi một thằng nhóc miệng còn hội sữa, đó là chuyện không thể nào. Đừng nói là ông phạt chúng tôi theo quy định gia tộc, dù ông có giết chúng tôi đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện không thể nào. Thái độ của hai người cực kỳ cứng rắn, đó chính là không bao giờ xin lỗi Dương Thanh. Thân là một trong số những người cầm quyền của nhà họ Khương, Khương Hùng cũng có cao thủ riêng thì sao họ có thể thiếu cao thủ đi theo được. Vài vệ sĩ mang hơi thở mạnh mẽ liên tục xuất hiện sau lưng ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3, nhìn chăm chằm Khương Hùng như hổ rình mồi. Giống như chỉ cần Khương Hùng dám ra lệnh động tới ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 thì họ cũng dám ra tay bắt Khương Hùng. Mùi thuốc súng nồng nặc bao trùm nhà họ Khương. Dương Thanh nheo mắt, sau khi anh biết Khương Hùng là chủ gia tộc họ Khương, anh còn nghĩ nhà họ Khương phòng thủ kiên cố, mọi chuyện đều do Khương Hùng quyết định. Bây giờ xem ra không phải vậy. Xem ra hai lão già này thấy Khương Hùng đang yếu nên muốn tranh giành vị trí chủ gia tộc. Các ông định chia rẽ nhà họ Khương. Khương Hùng cố nén lửa giận, nghiến răng hỏi. Lão ta rất muốn ra tay với ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 nhưng lão ta hiểu rõ, một khi động đến hai người này thật thì nhà họ Khương sẽ chỉ còn là lịch sử. Khoan nói đến các gia tộc lớn mạnh chỉ đứng sau vương tộc họ Quan, chỉ sợ ngay cả gia tộc hạng một trong vương thành Quan thôi, nhà họ Khương cũng không chống đỡ nổi nữa là. Không phải chúng tôi muốn chia rẽ nhà họ Khương mà là chủ gia tộc đang ép người quá đáng, vì hai người ngoài mà ép chúng tôi, còn định dùng quy định gia tộc nữa. Ông chủ nhánh 2 cười nói, chúng tôi chỉ đang tự bảo vệ mình thôi, tránh việc chủ gia tộc viện cớ, nhân cơ hội trừng phạt chúng tôi, làm chúng tôi biến mất. Mặt ông chủ nhánh 3 u ám, lạnh lùng nhìn Khương Hùng nói, chúng tôi thừa nhận ông là chủ gia tộc họ Khương nhưng nếu ông vì lợi ích riêng mà không quan tâm đến sự an nguy của nhà họ Khương thì chúng tôi chỉ có thể khiến ông xuống đài nhường lại vị trí này. Khương Hùng không giận mà còn cười, không quan tâm đến sự an nguy của nhà họ Khương. Tôi làm ra chuyện ghê tởm gì mà bảo tôi không quan tâm đến an nguy của nhà họ Khương. Thân là một trong số những người cầm quyền của nhà họ Khương, dù ông muốn tìm thần y trị liệu thì cũng phải thông qua sự đồng ý của năm nhánh còn lại. Ông chủ nhánh 2 lạnh giọng nói. Nhưng ông thì sao? Tùy tiện tìm hai người còn trẻ mang chữa bệnh cho ông. Lỡ ông gặp bất trắc gì, nhà họ Khương không có người thừa kế, chắc chắn lúc đó mọi chuyện sẽ rối tung lên. Nếu các gia tộc khác nhân cơ hội đối phó với nhà họ Khương chúng ta thì nhà họ Khương này phải làm sao bây giờ? Nếu ông là chủ gia tộc họ Khương thì phải chịu trách nhiệm với nhà họ Khương. Ông có thể tìm thần y nhưng không thể tùy tiện tìm một người chữa bệnh cho ông. Ông chủ nhánh 2 nói xong. Ông chủ nhánh 3 cũng tiếp lời, đúng vậy, nếu ông muốn tìm thần y thì phải được năm chủ của năm nhánh đồng ý mới được. Kẻ tung người hứng, mục đích cực kỳ rõ ràng là không cho Phùng Tiểu Huyền chữa bệnh cho Khương Hùng. Muốn tìm người chữa cũng được nhưng phải thông qua sự đồng ý của họ. Láo xược. Khương Hùng phẫn nộ rít gào,
Khương Hùng tôi là chủ gia tộc mà đến việc tìm thần y khám bệnh cũng không được tự quyết định. Các người luôn miệng thừa nhận tôi là chủ gia tộc họ Khương nhưng tất cả hành động của các người là thừa nhận à? Tôi cũng muốn xem thử ai dám cản đường khách quý do Khương Hùng tôi mời đến. Dứt lời, lão ta dặn dò vệ sĩ sau lưng, ai dám cản đường cậu Thanh và thần y Phùng, giết không tha. Ra! Vệ sĩ trả lời to rõ, khí thế vương cảnh trung kỳ bùng nổ. Cậu Thanh, thần y Phùng, chúng ta đi. Khương Hùng lịch sự kính trọng nói với Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển. Cùng lúc đó, hơi thở vương cảnh hậu kỳ chợt toát ra từ người Khương Hùng. Ông Khương! Phùng Tiểu Uyển biến xác định lên tiếng ngăn lại. Nhưng bị Khương Hùng cắt ngang, chúng ta đi. Vốn dĩ ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 vẫn còn nuôi ý định ngăn cản nhưng giờ phút bọn họ đều đồng loạt tái mặt. Lúc này, khí thế trên người Khương Hùng quá mạnh mẽ, không hề giống một người đang bị bệnh nặng mà giống thời kỳ đỉnh cao hơn. Thực lực của ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 chỉ nằm ở vương cảnh trung kỳ, năng lực của cao thủ đứng đầu trong phe họ, mạnh nhất cũng chỉ có vương cảnh trung kỳ. Khương Hùng là cao thủ vương cảnh hậu kỳ, bên cạnh có một cao thủ vương cảnh trung kỳ. Nếu họ mâu thuẫn dẫn đến xung đột, chỉ sợ trong nháy mắt, Khương Hùng có thể hạ gục ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3. Cho nên ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 ngập ngừng không dám ra lệnh, trợn mắt nhìn Khương Hùng đưa Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển đi. Đến khi bóng dáng của họ biến mất khỏi tầm mắt của hai người, ông chủ nhánh 3 mới nói cắn răng nói, khốn nạn, lão ta sắp chết rồi mà vẫn có thể bộc phát trạng thái đỉnh cao. Ông chủ nhánh 3 nghiêm túc nói, xem ra chúng ta vẫn đang xem thường lão ta, nếu lão ta khỏi bệnh thật thì nhà họ Khương này không còn chỗ cho chúng ta dung thân. Cho nên chúng ta phải ngăn cản bất kỳ ai chữa trị cho lão ta. Ông chủ nhánh 3 cắn răng nói, nếu lão ta có thể bộc phát khí thế đỉnh cao thì có thể giết chúng ta một cách dễ dàng. Chúng ta phải ngăn cản thế nào đây? Ông chủ nhánh 2 hỏi. Tất nhiên lão ta cũng không mong Khương Hùng được chữa khỏi nhưng lại kiêng dè thực lực của Khương Hùng. Nếu đã vậy thì chúng ta chỉ có thể dùng thủ đoạn khác. Ông chủ nhánh 3 nheo mắt nói, mắt lóe lên luồng sát khí rõ rệt. Ông có cách gì? Mắt ông chủ nhánh 2 sáng rỡ, chỉ cần có thể ngăn cản Khương Hùng chữa trị thì không bao lâu sau, họ có thể khống chế toàn bộ nhà họ Khương. Ông chủ nhánh 3 nheo mắt nói, chẳng phải ông ta tìm hai người trẻ à? Còn nói một trong số đó là thần y, nếu vậy thì chúng ta cứ quan sát xem rốt cuộc thần y trẻ tuổi này tài cán đến mức nào. Ông chủ nhánh 3 chưa nói hết là ông chủ nhánh 2 đã hiểu ý lão ta ngay, vui vẻ nói, ý của ông là nếu thần y trẻ tuổi này có năng lực chữa trị cho Khương Hùng thật, chúng ta sẽ giết cô ta. Nếu thần y trẻ tuổi này là dân lừa đảo thì cứ để cô ta chữa trị cho Khương Hùng. Ông chủ nhánh 2 gật đầu, khóe miệng khẽ cong cười giễu cợt. Hai người trẻ tuổi thôi mà, giết họ dễ như trở bàn tay. Trong lúc ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 đang bàn mưu kế thì Khương Hùng đã dẫn Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển vào phòng tiệc. Nhưng mọi người mới vào phòng tiệc, Khương Hùng phun một bụng máu đen ngòm. Ông Khương! Dương Thanh biến sắc vội vã đỡ Khương Hùng. Chỉ thấy Khương Hùng mới nãy còn khỏe khẳng hồng hào mà bây giờ mặt lại trắng bệch không còn giọt máu. Đừng nói là vương cảnh hậu kỳ, đến hơi thở của vương cảnh sơ kỳ cũng không có. Phùng Tiểu Uyển nhanh tay lẹ mắt lấy viên thuốc đến ra, uống viên thuốc này nhanh lên. Khương Hùng không hề do dự, nuốt viên thuốc ngay. Mặt Khương Long Phi và Khương Lực đều đỏ bừng, nhìn Khương Hùng. Bố đừng bị gì nhé. Khương Long Phi nghẹn ngào nói. Mắt Khương Lực cũng đỏ bừng, ông nội, cháu xin ông đừng có mệnh hệ gì nhé, ông phải sống thật tốt. Khương Hùng không nói gì, sau khi uống viên thuốc xong, hơi thở dần ổn định lại. Phùng Tiểu Uyển cũng không rảnh rỗi, cô ta lấy bọc kim châm ra, rút vài cây kim châm ghim vào vài huyệt vị ở tim. Khương Hùng. Dương Thanh đỡ Khương Hùng, mặt cực kỳ tập trung. Khương Hùng là cựu chiến sĩ ở biên giới phía Bắc, cũng là anh hùng của Chiêu Châu, Dương Thanh không mong Khương Hùng gặp chuyện. Phùng Tiểu Uyển không nói gì, tay thoăn thoắt không ngừng. Khoảng 5 phút trôi qua, hơi thở của Khương Hùng mới hoàn toàn ổn định, lão ta thở dài, sắc mặt hồng hào hơn. Lão ta từ từ mở mắt ra, ánh mắt khả kích động. Cảm ơn thần y nhỏ. Khương Hùng biết ơn, phần khích nói, không hổ là người nổi nghiệp của thần y Phùng, quả nhiên đã kế thừa được kỹ năng của thần y Phùng. Cô còn trẻ mà đã giỏi giang vậy rồi, tôi có cảm giác chưa đầy một tuần, bệnh trạng của tôi sẽ ổn định hoàn toàn, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao không phải là chuyện không còn hy vọng. Phùng Tiểu Uyển khẽ gật đầu nói, ông Khương, ông không cần phải gọi tôi là thần y nhỏ đầu, cứ gọi tôi là Tiểu Y Uyển. Ha ha, được, vậy tôi sẽ gọi cô là Tiểu Uyển. Tâm trạng Khương Hùng rất vui. Lão ta đã mắc bệnh nhiều năm rồi,
đặc biệt là mấy năm gần đây bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi khi phát bệnh là đau đớn muốn chết. Mà mấy ngày gần đây, tình trạng chuyển biến xấu một cách nghiêm trọng. Lão ta đã tìm rất nhiều thần y nhưng đều không có hiệu quả, duy chỉ có sự chữa trị của Phùng Tiểu Uyển là làm lão ta cảm nhận được hiệu quả rõ rệt. Ban nãy lão ta quá tức giận, bộc phát toàn bộ thực lực là để chèn ép ông chủ nhánh 2 và nhánh 3. Khi vào phòng tiệc, lão ta phun một ngụm máu, lúc đó lão ta cảm giác trời đất quay cuồng, choáng váng, thậm chí lão ta còn tưởng mình sắp chết rồi. Lại không ngờ chỉ mới 5 phút mà Phùng Tiểu Uyển đã ổn định được bệnh trạng của lão ta. Sao lão ta không kích động cho được? Dương Thanh cũng ngạc nhiên, anh hiểu rõ ban nãy tình hình của Khương Hùng đang nguy kịch đến nhường nào. Cho dù Phùng Tiểu Uyển có nói Khương Hùng chết rồi, anh cũng không bất ngờ. Nhưng Phùng Tiểu Uyển lại làm Khương Hùng tỉnh táo lại lần nữa. Không ngờ năng lực của Tiểu Uyển lại mạnh mẽ đến. Dương Thanh cười nói với Phùng Tiểu Uyển. Chút năng lực của em còn thua ông nội nhiều lắm. Phùng Tiểu Uyển khiêm tốn, có lẽ là nhớ đến thần y Phùng nên trông cô ta hơi buồn bã. Khương Hùng chuyển sang chuyện khác ngay, cười nói, cậu Thanh, Tiểu Uyển, ngồi đi. Mời ông Khương. Dương Thanh cười nói. Mọi người lần lượt ngồi vào bàn, bàn ăn trải đầy món ngon, tất cả đều là những món do chính tay chuyên gia làm tiệc quốc gia chuẩn bị. Khương Hùng cười nói, cậu Thanh, Tiểu Uyển, hai người mau nếm thử đi, hương vị thế nào? Mặt lão ta hơi mong chờ, giống như làm Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển hài lòng là chuyện lão ta đang mong chờ nhất vậy. Đây là Phật nhảy tường đúng không? Dương Thanh cầm đũa gắp một con rung biển, cười hỏi. Khương Hùng vội vàng gật đầu, Phật nhảy tường hay còn được gọi là Phúc Kiện Toàn, là món ăn của vùng Phúc Kiến. Nghe nói món này do chủ của tiệm ăn Tụ Xuân Viên, thuộc thời nhà Thanh sáng chế. Nhưng nghe nói căn cứ theo ghi chép của ông Phi Hiệu Thông, người phát minh ra món này là một người ăn xin. Dương Thanh cười nói. Ha ha ha, đúng là tôi cũng có nghe đồn. Khương Hùng cười nói. Dương Thanh bỏ rum biển vào miệng cần nhẹ, ngay lập tức miệng anh đầy nước, mùi thơm nồng nàn tỏa ra trong miệng. Vừa tươi vừa mềm, đàm vị nhưng lại không ngân, trong vị có vị. Dương Thanh hào phóng khen ngợi, đây là lần đầu tiên anh ăn món Phật nhảy tường ngon đến vậy. Ông Khương, ông mời chuyên gia làm tiệc quốc gia đúng không? Nếu không sao có thể nấu được món ngon như vậy? Dương Thanh ăn liên tục vài món rồi đặt đũa xuống, cười hỏi. Anh chỉ thuận miệng hỏi nhưng không ngờ Khương Hùng lại gật đầu thật, cười nói, đúng là chuyên gia làm tiệc quốc gia, cậu Thanh giỏi thật, mới đó đã đoán được ngay. Thật à? Dương Thanh ngạc nhiên nói, vậy tôi phải ăn nhiều hơn chút, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì không biết đến khi nào mới được ăn những món ngon thế này. Ha ha, ăn nhiều hơn đi. Tốt nhất là ăn hết. Khương Hùng cười nói. Không khí cực kỳ yên bình, Dương Thanh ăn nhiều hơn thật, cuối cùng có vài món chỉ còn đĩa không. Cơm nước xong xuôi, lúc này Dương Thanh mới hỏi, Tiểu Uyển, em có thể chữa khỏi bệnh của ông Khương không? Nghe Dương Thanh nhắc đến bệnh của mình, Khương Hùng mong chờ nhìn Phùng Tiểu Uyển. Chỉ thấy Phùng Tiểu Uyển gật khẽ nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ, cô ta trầm giọng nói, em có thể đảm bảo sẽ chữa khỏi cho ông Khương nhưng ông Khương phải nghe em mới được. Nếu không mọi sự cố gắng đều uổng phí. Chỉ cần cô có thể chữa cho tôi thì bắt tôi làm gì tôi cũng sẵn sàng. Tiểu Uyển, cô có yêu cầu gì thì cứ việc tôi, chắc chắn tôi sẽ làm theo lời cô. Khương Hùng vội vàng đảm bảo. Vết thương đã tra tấn lão ta suốt mấy chục năm, rất nhiều lúc lão ta sống không bằng chết. Vốn dĩ lão ta cho rằng mình sắp chết rồi nhưng bỗng dưng bây giờ biết bệnh của mình có thể được chữa khỏi, sao lão ta có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được. Chỉ cần ông có thể đảm bảo trong vòng một tháng này, ông không động đến võ, sau đó kết hợp với việc châm cứu trị liệu của tôi và sử dụng thuốc tôi kê cho ông giờ thì một tháng sau, bệnh của ông sẽ khỏi hoàn toàn. Phùng Tiểu Uyển vừa dứt lời, nghiêm túc nói, nhưng trong vòng một tháng, nếu ông động đến võ thì vết thương của ông sẽ càng nghiêm trọng hơn, cùng lắm chỉ sống được một tuần. Nghe vậy, nụ cười trên mặt ông Khương chợt tắt. Dâu củ ơi! Bây giờ ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 đang ngo ngu dục dịch. Có thể cướp vị trí chủ gia tộc bất kỳ lúc nào. Kiên trì một tháng không động đến võ, e là rất khó. Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía Khương. Hùng, thân là chủ gia tộc nhà họ Khương, lão ta phải chuẩn bị tinh thần sử dụng võ bất kỳ lúc nào. Ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 đang lăm le như hổ rình mồi, một tháng không động đến võ dường như là chuyện không thể nào. Ông Khương, ông làm được không? Phùng Tiểu Uyển trầm giọng hỏi. Dù cô ta chưa trải qua những sóng gió trong xã hội nhưng lại cực kỳ thông minh. Ban nãy khi bước vào nhà họ Khương với Dương Thanh, cô ta đã thấy ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 ngang ngược đến nhường nào.
Dưới tình huống thế này, nếu bảo Khương Hùng đảm bảo không động võ trong vòng một tháng, đúng là rất khó. Tôi không thể bảo đảm. Khương Hùng trầm giọng nói. Có thể chữa khỏi vết thương này, lão ta rất vui nhưng lại không thể bảo đảm không động vào võ. Nếu ông không thể bảo đảm thì xin lỗi tôi không thể chữa trị được. Phùng Tiểu Uyển nghiêm túc nói. Tiểu Uyển. Dương Thanh khó hiểu nhìn Phùng Tiểu Uyển, dù Khương Hùng không thể bảo đảm không động vào võ trong vòng một tháng thì Phùng Tiểu Uyển cũng không nên từ chối như vậy. Anh Thanh, từ nhỏ ông nội đã dạy em rằng, nếu em đã nắm chắc việc chữa trị thì người bệnh phải làm theo yêu cầu của em mới chữa trị. Phùng Tiểu Uyển nhìn Dương Thanh với vẻ xin lỗi, bây giờ ông Khương không thể kiên trì một tháng theo như yêu cầu của em. Nếu em chữa cho ông ấy động vào võ, đến lúc đó ông ấy chỉ có thể sống được một tuần. Với em mà nói, đây mới là hại ông Khương. Em chỉ muốn cứu người chết, giúp đỡ người bị thương chứ không muốn làm đạo phủ, cho nên nếu ông Khương không thể bảo đảm thì em sẽ không chữa bệnh cho ông ấy. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói xong, bỗng dưng Dương Thanh không biết nên nói gì. Mỗi người đều có nguyên tắc của riêng mình, những gì. Phùng Tiểu Uyển nghe thì có vẻ vô lý nhưng dù sao đó cũng là đạo lý chữa bệnh mà cô ta đã học từ thần y Phùng khi cô ta còn nhỏ. Dương Thanh không có lý do ép Phùng Tiểu Uyển phải thay đổi. Ông Khương thở dài, xem ra ông trời muốn tôi chết. Khương Long Phi và Khương Lực đều đau buồn, Khương Long Phi vội vàng nói, cô Phùng, không còn cách chữa nào ổn thỏa hơn à. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, vết thương của ông Khương quá nặng, tôi phải châm cứu cho ông ấy liên tục một tháng. Mỗi lần châm cứu đều nguy hiểm cực kỳ, chỉ cần hơi chánh mảng một chút là bị hỏa công tâm ngay, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn. Tôi phải châm cứu cho ông ấy mỗi ngày, tìm cách thải hết chất độc tính hàn trong cơ thể ông ấy ra. Trong quá trình này, ông Khương còn phải cố gắng bình tĩnh hòa nhã mới đảm bảo quá trình điều trị diễn ra suôn sẻ. Khương Long Phi không cam tâm, khó khăn mới tìm được thần y chữa được bệnh của bố nhưng vì bố không thể bảo đảm không động vào võ, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội này. Với tình hình của Khương Hùng, nếu không chữa trị, e là khó sống nổi 3 tháng. Cô Phùng, tôi xin cô hãy cứu bố tôi đi được không? Khương Long Phi chợt quỳ dưới chân Phùng Tiểu Uyển, mắt đỏ hoe, cô là cháu gái của thần y Phùng, là người được kế thừa y thuật của thần y Phùng, chắc chắn có cách cứu bố tôi, đúng không? Chỉ cần cô chữa khỏi bệnh của bố tôi, sau này tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho cô. Xin cô hãy cứu bố tôi. Khương Long Phi nói rất chân thành, thật lòng muốn chữa khỏi bệnh của Khương Hùng. Người khác không hiểu sự đau đớn của Khương Hùng khi bệnh tái phát nhưng ông ta là con trai của Khương Hùng, cực kỳ rõ ràng. Mỗi khi thấy nỗi đau mà Khương Hùng phải chịu khi phát bệnh, ông ta hận không thể chịu đựng thay bố mình. Cô Phùng, xin cô hãy cứu ông nội tôi. Khương Lực cũng quỳ xuống dưới chân Phùng Tiểu Uyển, cầu xin cô ta. Hiển nhiên Phùng Tiểu Uyển chưa bao giờ gặp chuyện thế này nên bỗng chốc luống cuống tay chân, vội vã đứng lên muốn đỡ Khương Long Phi và Khương Lực dậy, hai người đứng lên đi. Không phải tôi không muốn cứu nhưng tôi chỉ có một cách để chữa. Nếu ông Khương không thể đảm bảo một tháng không đụng vào võ thì dù tôi có giúp, ông ấy mà động vào võ thì cũng sống không được một tuần. Nhưng căn cứ theo tình hình của ông Khương, nếu ông ấy không chịu chữa trị, có lẽ còn sống được nửa năm. Khương Long Phi và Khương Lực quỳ dưới đất không chịu đứng lên. Đứng lên cho bố. Khương Hùng gầm lên. Bố, chúng con không thể trơ mắt nhìn bố bỏ lỡ cơ hội duy nhất này. Mắt Khương Long Phi đỏ hoe, vẫn không chịu đứng lên. Khương Lực cũng quỳ cạnh Khương Long Phi, hắn nghiêm túc nhìn Khương Hùng, vẻ mặt cương quyết. Vốn dĩ Khương Hùng muốn nổi giận nhưng khi nhìn sự chân thành trong mắt con trai và cháu trai, lão ta lại mềm lòng. Dù sao cũng vì mình họ mới làm vậy. Vì nếu giải quyết hai mối phiền là ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 thì ông Khương có thể bảo đảm không động vào võ trong vòng một tháng không? Bỗng dưng Dương Thanh nãy giờ đang im lặng chợt lên tiếng hỏi. Câu này của anh thu hút sự chú ý của mọi người. Mắt hai bố con Khương Long Phi và Khương Lực sáng rỡ, ý của Dương Thanh là anh định ra tay. Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Dương Thanh thật thì ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 chỉ là con kiến thôi đúng không? Khương Hùng cũng bất ngờ, thoáng chốc đã hiểu ý Dương Thanh ngay. Lão ta cũng hơi mong chờ nhưng rồi lại nghĩ đến thân phận của Dương Thanh, không muốn Dương Thanh ra tay. Sao tôi có thể để cậu giúp tôi được? Khương Hùng lắc đầu, bình tĩnh nói, tôi đã sống đủ rồi, dù chết đi cũng không có gì tiếc nuối. Không có gì tiếc nuối thật à? Dương Thanh nhìn Khương Hùng chằm chằm, trầm giọng hỏi. Ánh mắt Khương Hùng hơi trốn tránh, chậm chạp không chịu trả lời. Nếu cứ thế chết đi, sao lão ta có thể không tiếc nuối được? Ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 là người thế nào, lão ta hiểu rất rõ.
nếu giao nhà họ Khương cho họ thì một ngày không xa, nhà họ Khương sẽ bị hủy diệt. Không những thế, căn cứ theo cách làm người của ông chủ nhánh 2 và nhánh 3, nếu lão ta chết thì chỉ lo người nhánh 1 sẽ bị họ giận cá chém thớt. Còn về Khương Long Phi và Khương Lực, có sống được hay không cũng không biết. Ông Khương, tôi biết ông không cam tâm, tôi cũng biết ông muốn sống tiếp. Nếu đã vậy thì ông còn do dự điều gì? Dương Thanh nghiêm túc nói, tôi sẽ giúp ông giải quyết chuyện nhà họ Khương. Cậu Thanh, mặt Khương Hùng nghiêm túc, đang định lên tiếng ngần lại thì bị Dương Thanh ngắt lời, đây là mệnh lệnh Rô. Nghe hai chữ mệnh lệnh, Khương Hùng lập tức, lưng thẳng tắp, trả lời to và rõ. Dù lão ta là cựu chiến sĩ biên giới phía Bắc nhưng bất kỳ lúc nào, đứng trước tướng quân của biên giới phía Bắc, lão ta luôn là cấp dưới trung thành nhất. Ha ha, mạnh miệng quá nhỉ, muốn xử lý chuyện nhà họ Khương à? Đúng lúc này, giọng nói đầy mỉa mai bỗng vang lên ở cửa phòng tiệc. Ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 bước đến, sau lưng hai người đều có người đi theo. Ai cho các người vào đây? Cút ra ngoài cho tôi. Khương Hùng gầm lên. Chủ gia tộc, ông sốt sằng cái gì? Ông chủ nhánh 2 cười nói, chúng tôi đến đây làm phiền kế hoạch đen tối của các người à? Ông chủ nhánh 3 cười mỉa, ông càng ngày càng hồi đồ, tùy tiện tìm hai người trẻ tuổi là nghĩ có thể trở mình được à? Đúng là mơ giữa ban ngày. Lời nói của chủ nhánh 2 nói và chủ nhánh 3 cực kỳ sắc bén, không hề nể mặt Khương Hùng. Lúc này, ngoài bọn họ còn có mấy ông già mặc trang phục sang trọng đi cùng. Khương Hùng giận tới run người. Lão ta là chủ nhà họ Khương đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy? Quan trọng là chuyện này còn diễn ra ngay trước mặt Dương Thanh. Nếu các ông nghe được thì tôi cũng không giấu nữa, sẽ nói rõ luôn. Khương Hùng cố nén giận. Nhìn lướt qua mấy ông già rồi dừng lại ở vị trí của chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3, có lẽ tại tôi ốm quá lâu nên các ông thật sự xem tôi là con mèo bệnh à. Khương Dục, ông đứng đầu nhánh 2 của nhà họ Khương, ông tưởng tôi thật sự không biết những năm gần đây ông đã ngầm nuốt bao nhiêu tài sản của nhà họ Khương à. Khương Hoa, ông là chủ nhánh 3, trong mấy chục năm qua, ông đã âm thầm ngáng chân tôi, thậm chí còn từng thuê sát thủ muốn lấy mạng của tôi, ông tưởng tôi thật sự không biết là ông làm chuyện này à. Khương Hùng vừa dứt lời. Mặt của chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 lập tức biến sắc. Mấy ông già khác đi cùng bọn họ đều kinh ngạc, đặc biệt là chuyện chủ nhánh 3 ám sát Khương Hùng càng làm cho người ta chấn động hơn. Khương Hùng rõ ràng chưa từng nói với ai về chuyện này, ngay cả hai bố con Khương Long Phi và Khương Lực cũng kinh ngạc. Bố nói chủ nhánh 3 từng thuê người ám sát bố. Khương Long Phi hỏi với vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Khương Hùng, ông đừng nói linh tinh. Chủ nhánh 3 lập tức phản bác. Giận dữ hét lên, ông đã muốn giết tôi từ lâu, đúng không? Nếu ông muốn đổi phó với tôi thì cứ nói ra là được rồi, cần gì phải bịa đặt kiếm cớ để sỉ nhục nhân cách của tôi như vậy? Chủ nhánh 2 cũng nói, ông tưởng tùy tiện bịa ra vài lời nói dối lại có thể ép chúng tôi vào khuôn khổ được sao? Khương Hùng không để ý đến lời phản bác của chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 mà đảo mắt nhìn qua mấy lão già khác, trầm giọng hỏi, chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 muốn tôi nhường lại vị trí cho người khác, mấy nhánh các ông thì sao? Mọi người đều nói ra xem các ông có ý gì đi. Còn ba lão già đi cùng chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3. Nhà họ Khương tổng cộng có 5 nhánh, ba người kia rõ ràng là chủ nhánh 1, nhánh 4 và nhánh 5. Thấy Khương Hùng nhìn mình, ba người đều cúi đầu, thậm chí không ai dám nhìn thẳng vào lão ta. Bất kể thế nào thì Khương Hùng cũng là chủ nhà họ Khương mấy chục năm, hơn nữa còn từng là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Khương. Cho dù Khương Hùng đang mắc bệnh nguy kịch nhưng lạc đã gầy còn lớn hơn ngựa. Bọn họ vẫn hơi kiêng kỵ. Các ông cứ yên tâm nói cho Khương Hùng biết các ông có ý kiến thế nào là được rồi, năm nhánh chúng ta liên thủ, cho dù ông ta có là chủ nhà cũng không làm gì được chúng ta. Chủ nhánh 3 lạnh lùng nói. Chủ nhánh 2 cao giọng nói với vẻ chính nghĩa, nhà họ Khương là gia tộc của mọi người trong nhà họ Khương chứ không phải của riêng Khương Hùng, mọi người có gì đều có thể nói ra. Khương Hùng cũng không tức giận, trái lại bình thản nói, chủ nhánh 2 nói không sai, đây là gia tộc chung của chúng ta. Các ông có ý kiến gì đều có thể nói ra. Dương Thanh trước sau không can thiệp, ngồi ở bên cạnh hờ hững nhìn trò hề của nhà họ Khương. Ban đầu anh tưởng chỉ có chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 sẽ tới gây sự, nhưng bây giờ xem ra bọn họ còn liên thủ với chủ mấy nhánh khác nữa. Nếu vậy cũng rất tốt, anh sẽ mượn cơ hội lần này giúp Khương Hùng rửa sạch cả nhà họ Khương một lần, để tránh sau khi anh rời đi, nhà họ Khương đang phát sinh rối loạn gì đó. Cuối cùng, một người ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hùng và trầm giọng nói, chủ gia tộc, ông già rồi thì cũng nên nhường lại vị trí cho người khác. Khương Hùng nghe người này nói vậy cũng không hề bất ngờ,
thản nhiên nói, cũng vì tôi già nên phải nhường lại vị trí à? Dựa theo cách nói của chủ nhánh 4, vậy chủ 5 nhánh nhà họ Khương đều đã già, các ông cũng có thể nhường lại vị trí. Chúng tôi già nhưng còn có sức đánh một trận chứ không bị bệnh nguy kịch như ông. Dù sao nhà họ Khương cũng là gia tộc quyền thế hàng đầu Vương Thành Quan, nếu chủ gia tộc không có sức đánh một trận, vậy chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho những gia tộc khác à? Chủ nhánh 4 nói chuyện tương đối gay gắt. Nếu đã chọn chống lại Khương Hùng, lão ta tất nhiên sẽ không khách sáo với Khương Hùng nữa. Ai nói bố tôi đang bị bệnh nguy kịch? Khương Long Phi đứng phát dậy, tức giận nói, chúng tôi đã tìm được thần y, chỉ một tháng là có thể chữa được bệnh cho bố tôi. Thần y! Lại một chủ nhánh bước ra, cười giễu cợt liếc nhìn Dương Thanh và Phùng Tiểu Huyền với vẻ khinh thường, chất vấn, thần y trở nên dễ làm từ bao giờ thế? Nếu bọn họ còn trẻ như vậy đã là thần y, tôi lập tức đâm đầu chết ở đây. Trong mắt Khương Hùng ảnh lên vẻ sắc bén, cô ấy là cháu gái của thần y Phùng, kế thừa kỹ năng của thần y Phùng, sao không phải là thần y chứ? Nhiều năm qua, tôi tìm rất nhiều thần y nhưng không ai có thể làm bệnh của tôi đỡ hơn. Vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô ấy đã giúp tôi khỏe hơn, chẳng lẽ còn không thể chứng minh cô ấy là thần y à? Sắc mặt năm chủ nhánh thoảng thay đổi. Vì bọn họ tưởng Khương Hùng đang bệnh nguy kịch, không thể sống được mấy ngày nữa nên mới dám chống lại Khương Hùng. Nhưng nếu Phùng Tiểu Huyền thật sự có thể chữa được bệnh như lời Khương Hùng nói, vậy chẳng phải lão ta sẽ nhanh chóng trở lại tình trạng mạnh nhất à? Nếu Khương Hùng thật sự bình phục, cả nhà họ Khương còn ai có thể là đối thủ của lão ta nữa? Nghĩ tới đây, năm chủ nhánh đều tái mặt. Chủ nhánh 4 vừa mới tranh cãi gay gắt với Khương Hùng cũng tái mặt, vô cùng lo lắng. Ông nói cô ta có thể chữa được bệnh của ông thì thật sự có thể chữa được sao? Chủ nhánh 3 thấy vậy nói ngay, ai biết có phải ông giả vờ khỏe hơn không? Ánh mắt chủ nhánh 2 lộ vẻ nghiêm trọng. Bọn họ vốn vẫn định tạm thời đứng xem, nếu Phùng Tiểu Huyền thật sự chữa được bệnh của Khương Hùng, bọn họ sẽ chờ tới lúc Dương Thanh và cô ta rời đi, ám sát hai người này. Nếu Phùng Tiểu Huyền không thể chữa được, bọn họ lại chờ bệnh của Khương Hùng xấu đi. Với tình trạng của lão ta thì cũng chẳng sống được bao lâu. Nhưng bọn họ không ngờ Phùng Tiểu Huyền thật sự có thể chữa được bệnh của lão ta. Nếu không phải người được bọn họ thu xếp gài vào bên cạnh Khương Hùng báo cáo mọi chuyện xảy ra đúng lúc, e là bọn họ còn chưa biết chuyện này. Chính vì ý thức được y thuật của Phùng Tiểu Huyền rất giỏi, bọn họ mới quyết định lập tức liên thủ với chủ 3 nhánh khác cùng ép Khương Hùng nhường lại vị trí chủ nhà. Bây giờ, Khương Hùng lại thừa nhận Phùng Tiểu Huyền có thể chữa được căn bệnh ngay trước mặt mọi người, đương nhiên bọn họ phải cố gắng phản bác. Chỉ cần ông bằng lòng nhường lại vị trí, chúng tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, để ông được an hưởng tuổi già. Cũng có thể bảo đảm sau này bất kể là ai lên làm chủ gia tộc cũng sẽ không phân biệt đối xử với người bên dòng của ông. Chủ nhánh 2 cũng nói. Nhường lại vị trí đi. Chủ nhánh 4 và nhánh 5 đều nói. Nhất thời, trong năm chủ nhánh chỉ có chủ nhánh 1 vẫn chưa tỏ thái độ. Khương Hùng nhìn chủ nhánh 1, ý ông thế nào? Chủ nhánh 1 cười gượng, tôi có thể duy trì trung lập không? Có thể không được. Chủ nhánh 1 vừa dứt lời, hai giọng nói khác nhau gần như cùng lúc vang lên. Người nói có thể là Khương Hùng, người nói không thể tất nhiên là chủ nhánh 2. Người nhà họ Khương chúng ta mất quyền tự do lựa chọn từ bao giờ vậy? Khương Hùng cười lạnh, nhìn về phía chủ nhánh 2 chất vấn. Chủ nhánh 2 thờ ơ nói, ông đừng ngầm tráo đổi khái niệm. Nếu là chuyện khác thì mọi người có thể lựa chọn trung lập, nhưng chuyện này có liên quan đến tương lai nhà họ Khương, mỗi người đều phải đưa ra lựa chọn. Nói trắng ra, còn không phải các ông muốn ép chủ nhánh 1 chọn đứng vào bên nào à? Khương Hùng châm chọc rồi đảo mắt nhìn qua mấy chủ nhánh khác, thản nhiên nói, nếu chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 kiên trì muốn các ông lựa chọn đứng bên nào, vậy các ông nói ra lựa chọn của mình đi. Khương Hùng tôi nghĩ mình chưa bao giờ bạc đãi các ông, bất kể là ai trong các ông cũng từng phạm phải sai lầm lớn, có lần nào mà tôi không tha thứ cho các ông. Nếu các ông đã quên hết, thậm chí còn quay mũi giáo nhằm vào tôi để ép tôi vào đường cùng, vậy sau khi các ông đưa ra lựa chọn thì không cần hối hận nữa. Khương Hùng vừa nói xong, mấy người kể cả chủ nhánh 2 và chủ nhánh 2 đều biến sắc. Lúc này, Khương Hùng đứng thẳng lộ ra khí thế của kẻ bề trên. Chủ 5 nhánh đột nhiên có ảo giác Khương Hùng vốn phải là chủ nhà họ Khương chủ gia tộc, không phải chúng tôi muốn nhằm vào ông. Ông tùy tiện tìm một kẻ lang băm tới là vô trách nhiệm với bản thân ông, cũng là vô trách nhiệm với nhà họ. Khương, chủ nhánh 4 nói, dù sao ông cũng là chủ nhà. Nếu ông đột nhiên có gì bất chắc thì nhà họ Khương chắc chắn sẽ lập tức rơi vào tình trạng rối loạn, đến lúc đó những gia tộc khác sẽ lợi dụng cơ hội, đây tuyệt đối là một tai họa lớn đối với nhà họ Khương. Chủ nhánh 5 cũng nói,
không sai, nếu ông thật sự tìm được thần y có thể chữa được bệnh cho ông, chúng tôi chắc chắn sẽ không bảo ông nhường lại vị trí chủ nhà. Dù sao ông cũng là cao thủ vương cảnh hậu kỳ duy nhất của nhà họ Khương, nếu không có ông thì địa vị nhà họ Khương ở vương thành quan chắc chắn sẽ giảm mạnh. Chủ nhánh một cũng nói, theo ý tôi, chúng ta vẫn nên cho chủ nhà một cơ hội. Chẳng phải Long Phi vừa nói thần y tìm được lần này có thể chữa lành bệnh cho chủ nhà trong vòng một tháng sao? Tôi cho rằng, nếu thần y thật sự có thể chữa lành bệnh cho chủ nhà trong vòng một tháng, năm nhánh chúng ta sẽ tiếp tục liên thủ giúp đỡ ông ấy, làm nhà họ Khương càng lúc càng lớn mạnh hơn. Nếu chủ nhà không thể khỏi bệnh, vẫn nên nhường lại vị trí cho người khác. Nhất thời, ba chủ nhánh không còn khí thế như vừa rồi nữa. Vẻ mặt chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 rất khó coi, sao một cô gái hơn 20 tuổi có thể là thần y được? Chủ nhánh 2 cười giễu cợt hỏi. Thái độ của chủ nhánh 3 vô cùng cứng rắn, tôi cũng không tin cô ta là thần y. Hôm nay, Khương Hùng phải nhường lại chức chủ gia tộc. Khương Hùng nói mà không do dự, các ông luôn miệng nói không tin cô ấy là thần y, vậy nhiều năm qua, các ông giúp tôi tìm nhiều thần y như vậy cũng không chữa được cho tôi, thậm chí cách chữa trị của bọn họ còn chẳng có tác dụng gì với tôi. Sao Tiểu Huyền chỉ cho tôi uống thuốc liên tục 2 ngày lại có thể làm tình trạng căn bệnh của tôi ổn định? Hôm nay tôi còn một hơi thở là nhờ cô ấy cứu về, lẽ nào điều này còn chưa thể chứng minh cô ấy là thần y sao? Chủ nhánh 2 lắc đầu, ai biết cô ta làm sao làm được chứ? Nói không chừng chỉ là trùng hợp, nói không chừng cách điều trị của các thần y được mời tới trước đây đến bây giờ mới có hiệu quả thì sao? Chủ nhánh 2, lúc ông còn trẻ từng làm phẫu thuật về phổi nhưng điều kiện chữa bệnh năm đó không tốt. Sau khi phẫu thuật không thể trị khỏi hẳn tình trạng ho khan, ho ra đờm, dẫn đến đờm tích tụ gây tắc đường thở, khả năng hút thở không được tốt. Bây giờ ông lớn tuổi rồi, bệnh phổi của ông nặng hơn và chuyển thành ung thư phổi giai đoạn đầu. Chủ nhánh 2 đã biết, đồng thời bắt đầu chữa trị nhỉ. Nếu tôi đoán không sai, bác sĩ mà ông tìm tới muốn ông phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi. Nhưng tôi có thể nói cho ông biết, cho dù ông làm phẫu thuật xong, e rằng cũng chỉ sống được nhiều nhất là 2 năm thôi. Đúng lúc này, Phùng Tiểu Uyển đột nhiên nói với chủ nhánh 2. Cô ta vừa dứt lời, chủ nhánh 2 lập tức chấn động, nhất thời đờ người ra. Bởi vì Phùng Tiểu Uyển đã nói đúng. Lão ta vốn giấu mọi người về chuyện này, ngoại trừ bác sĩ trị liệu chính thì không có người thứ ba biết được. Cho nên, Phùng Tiểu Uyển thật sự đã nhìn ra bệnh của lão ta. Trước đây, lão ta phải làm rất nhiều xét nghiệm mới có thể kiểm tra ra được vấn đề này, hơn nữa chờ tới ngày hôm sau mới có kết quả. Nhưng Phùng Tiểu Huyền mới gặp lão ta ngày đầu tiên, thậm chí không chạm vào lão ta đã biết được tình trạng căn bệnh của lão ta. Chủ nhánh 2 còn đang ngần người, Phùng Tiểu Huyền lại nhìn về phía chủ nhánh 4. Chủ nhánh 4, tầm 10 năm trước chắc ông đã từng bị thương nặng, hơn nữa còn suýt chết. Sao cô biết? Chủ nhánh 4 theo bản năng hỏi. Phùng Tiểu Huyền không giải thích mà nói tiếp, nội tạng của ông đều bị tổn thương không nhẹ, không chỉ vậy, khi đó chắc chắn ông còn bị thương ở đầu nên có máu tụ trong đầu. Cho dù nội tạng bị tổn thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua vị trí tụ máu trong đầu ông đúng lúc nằm ở khu vực trí nhớ của ông nên rất khó làm phẫu thuật, một khi phẫu thuật thì chỉ có 2% cơ hội sống sót. Bởi vậy đến tận bây giờ, chủ nhánh 4 vẫn không làm phẫu thuật. Nhưng thời gian gần đây, trí nhớ của chủ nhánh 4 càng lúc càng kém, nhiều lúc thậm chí không nhớ nổi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm trước. Tôi có thể nói cho ông biết, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Chẳng bao lâu nữa. Ông thậm chí không nhớ được cả chuyện xảy ra trong ngày hôm đó. Sau đó nữa, ông còn chẳng biết mình là ai nữa. Mặt chủ nhánh 4 tái nhợt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi hột. Thần y nhỏ có thể chữa được bệnh này của tôi không? Chủ nhánh 4 vội hỏi. Phùng Tiểu Huyền thản nhiên nhìn lão ta, tôi có thể chữa được nhưng không muốn chữa cho ông. Tôi, sắc mặt chủ nhánh 4 nhất thời vô cùng khó coi, không nói được câu nào. Chủ nhánh 5. Gần đây buổi tối ông không ngủ được nên ban ngày không có tinh thần. Nhiều khi suốt cả ngày ông ngủ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ nhỉ. Phùng Tiểu Uyển lại nhìn về phía chủ nhánh 5 và nói ra căn bệnh của lão ta. Ngay sau đó, chủ nhánh 3 và chủ nhánh 5 cũng bị Phùng Tiểu Uyển chỉ ra căn bệnh của mình. Năm chủ nhánh ít nhất cũng 60, 70 tuổi, người lớn tuổi tất nhiên có rất nhiều bệnh. Nhưng điều khiến cho bọn họ chấn động là Phùng Tiểu Uyển không hề chạm vào bọn họ lại có thể nói rõ ràng tình trạng căn bệnh của từng người. Đặc biệt là chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Ha ha, tốt, tốt, tốt lắm. Tâm trạng Khương Hùng lập tức tốt hơn, cười lớn nói, không hổ danh là cháu gái của thần y Phùng, người duy nhất kế thừa y thuật của ông ấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bây giờ,
các ông còn cho rằng thần y được tôi mời tới là lang băm nữa không? Khương Hùng nhìn lướt qua gương mặt của năm chủ nhánh với vẻ trêu tức. Lúc này, Khương Hùng chỉ cảm thấy vô cùng hả dạ. Những lão già này đã mơ ước vị trí chủ gia tộc của lão ta không biết bao nhiêu năm, nếu không phải thái độ lão ta cứng rắn, chỉ sợ đã bị đuổi khỏi vị trí chủ gia tộc này từ lâu. Có thể nói hôm nay tâm trạng của lão ta tốt nhất trong mấy năm qua. Đây chỉ là trò lừa đảo thôi. Chắc Khương Hùng đã nói cho cô biết tình trạng của chúng tôi từ trước, nếu không cô không khám cho chúng tôi thì làm sao biết tình trạng căn bệnh của chúng tôi. Chủ nhánh ba chợt nói, đôi mắt lóe lên sát khí giống như mắt chim ưng vậy. Bây giờ, lão ta rất muốn giết chết Phùng Tiểu Uyển. Cho dù lão ta biết Khương Hùng không thể nói cho Phùng Tiểu Uyển biết tình trạng căn bệnh của bọn họ, nhưng muốn làm một vài chuyện thì nhất định phải tìm được một lý do hợp lý. Phùng Tiểu Uyển không chết, chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho Khương Hùng, sau đó lão ta sẽ chẳng còn cơ hội dao động được căn cơ của Khương Hùng nữa. Chủ nhánh hai cũng nói, không sai, chắc cô đã biết trước bệnh tình của chúng tôi mới có thể nói ra chính xác như vậy. Chủ nhánh một vốn vẫn duy trì trung lập, nhưng sau khi Phùng Tiểu Uyển nói ra chính xác tình trạng căn bệnh của mình, lão ta đã chẳng còn do dự nữa, lập tức từ bỏ liên minh giữa năm chủ nhánh. Chủ nhánh 2, chủ nhánh 3, các ông nói vậy có hơi quá không? Chủ nhánh 1 nói, tôi không biết bệnh tình của các ông thế nào nhưng biết bệnh của mình và chưa từng nói với ai, ngay cả chủ nhà cũng không biết. Nếu vậy, chủ nhà làm sao có thể nói cho thần y biết được? Chủ nhánh 4 và chủ nhánh 5 liếc nhìn nhau có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng. Đặc biệt là chủ nhánh 4, bệnh của lão ta rất nặng, hơn nữa Phùng Tiểu Uyển cũng vừa nói có thể chữa được. Ông Khương, tôi rất kính trọng ông. Sau này, nếu bên cạnh ông có người nào cần tôi giúp đỡ thì cứ nói, tôi chắc chắn sẽ cố hết sức cứu chữa. Phùng Tiểu Uyển chợt nói. Khương Hùng thoáng ngẩn người rồi chợt vỡ lẽ. Phùng Tiểu Uyển làm vậy là muốn giúp mình một tay. Lão ta vui mừng, vội nói, cảm ơn thần y nhỏ. Dương Thanh hơi bất ngờ. Anh vốn tưởng Phùng Tiểu Uyển luôn theo thần y Phùng sống ẩn dật nhiều năm, không hiểu nhân tình thế thái phức tạp bên ngoài. Không ngờ Phùng Tiểu Uyển biết nên nói giúp Khương. Hùng thế nào? Sau khi chủ nhánh 4 và chủ nhánh 5 nghe Phùng Tiểu Uyển nói vậy thì không còn do dự nữa. Vẻ mặt chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 lại rất khó coi. Một câu nói của Phùng Tiểu Uyển đã có thể thay đổi liên minh giữa năm nhánh của bọn họ. Các người đừng để Khương Hùng lừa gạt. Chủ nhánh 3 lập tức nói, thật ra những điều này đều là thủ đoạn của Khương Hùng, ông ta tìm cách điều tra về bệnh tình của chúng ta, sau đó cố ý diễn trò cùng cô gái này thôi. Ông ta làm thế là để chúng ta thỏa hiệp đấy. Khương Hùng thật bị ổi. Chủ nhánh 2 cũng nói, các ông tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ. Nếu bị Khương Hùng lừa gạt, chỉ riêng chuyện trước đó các ông đã lựa chọn đứng cùng một chiến tuyến với chúng tôi, các ông tưởng ông ta có thể bỏ qua cho các ông được sao? Bọn họ cũng chưa làm gì, sao tôi không thể bỏ qua cho bọn họ chứ? Khương Hùng hỏi ngược lại, sau đó nói tiếp, tôi có thể bảo đảm với các ông, ngoài nhánh 2 và nhánh 3, ba nhánh khác vẫn như cũ. Những lời này đã cho thấy lão ta sẽ không bỏ qua cho nhánh 2 và nhánh 3. Chủ nhà, chúng tôi biết sai rồi, sau này chúng tôi thề sống chết theo ông. Sau khi chủ nhánh 4 và chủ nhánh 5 liếc nhìn nhau, hai người đột nhiên cùng quỳ xuống và nói rất thành khẩn. Được, ân oán lúc trước đều được xóa bỏ. Khương Hùng cũng không vui vẻ lắm. Những năm gần đây, ông ta biết rõ người bên cạnh như lòng bàn tay. Lòng người dễ thay đổi, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Nhất thời, trong năm chủ nhánh đã có chủ nhánh 1 và chủ nhánh 4 và chủ nhánh 5 lựa chọn Khương Hùng. Khốn kiếp, các ông sẽ hối hận cho xem, các ông chắc chắn sẽ hối hận. Chủ nhánh 3 thẹn quá thành giận, hét lên với mấy người đó. Chủ nhánh 2 cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn bọn họ nói, các ông vẫn quá ngây thơ. Các ông thật sự cho rằng cô gái còn chưa trưởng thành kia là một thần y sao? Rõ ràng cô ta và Khương Hùng có quan hệ không bình thường, không giống với người mới chỉ quen biết một, hai ngày. Nếu cô ta thật sự có thể chữa được bệnh của Khương Hùng, sao ông ta không nhờ cô ta chữa trị từ trước? Sao ông ta phải chờ đến khi chúng ta muốn ông ta nhường lại vị trí chủ gia tộc? Đây rõ ràng là mưu kế của Khương Hùng. Cho dù chúng ta không nói cho Khương Hùng biết bệnh của mình nhưng ai trong các ông có thể bảo đảm Khương Hùng không mua được bác sĩ khám bệnh cho chúng ta? Các ông cho rằng mình quay lại bên phía Khương Hùng thì cô gái kia có thể chữa được bệnh cho các ông à? Cô ta chỉ là một thần y giả thôi, làm sao có thể biết chữa bệnh chứ? Chủ nhánh 2 suy nghĩ rất rõ ràng, nói với giọng đều đều. Lão ta biết rõ Phùng Tiểu Uyển có phải là thần y hay không, nhưng đây là cơ hội duy nhất của lão ta trong tình hình hiện nay.
Một khi bọn họ thất thể thì không còn cơ hội nào nhận được vị trí chủ nhà họ Khương nữa. Quả nhiên lời lão ta nói vẫn có tác dụng, mặt chủ nhánh 4 và nhánh 5 đều biến sắc. Bọn họ vốn đồng ý đi theo chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 ép Khương Hùng nhường lại vị trí chủ gia tộc, tất nhiên cũng đã nhận được hứa hẹn của chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3. Két! Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng phanh gấp. Ngôn Tình Sủng. Mọi người nhất thời đều nhìn ra ngoài. Bọn họ chỉ thấy một chiếc Rolls Royce phiên bản kéo dài màu đen đã đỗ ở trước cổng. Một giây tiếp theo, cửa xe mở ra, mấy người thanh niên chuyển một băng ca cứu thương từ trong xe ra, trên đó còn có một bệnh nhân đang thở thoi thóp. Thần Y Phùng, xin cô mau cứu bố tôi. Chỉ cần cô có thể cứu được bố tôi, nhà họ Lâm bằng lòng giao ra một nửa sản nghiệp. Một người trung niên dẫn đầu không để ý tới sự ngăn cản của bảo vệ nhà họ Khương, xông thẳng vào sảnh tiệc và quỳ xuống trước mặt Phùng Tiểu Huyền. Giờ phút này, mọi người trong sảnh tiệc đều kinh ngạc đến ngây người. Nhà họ Lâm là gia tộc quyền thế hàng đầu cùng cấp với nhà họ Khương. Có người nhận ra người trung niên đang quỳ dưới đất, kinh ngạc nói. Vương tộc họ quan mạnh nhất trong Vương Thành Quan nhưng phía dưới còn có 4 gia tộc quyền thế hàng đầu. Nhà họ Lâm cũng giống nhà họ Khương, đều là một trong 4 gia tộc này. Mà người trung niên quỳ ở dưới chân Phùng Tiểu Huyền là người thừa kế nhà họ Lâm, Lâm Hạo. Lúc này, có thể tưởng tượng được trong lòng mọi người nhà họ Khương khiếp sợ tới mức nào khi thấy ông ta bất ngờ quỳ dưới chân của Phùng Tiểu Huyền. Ông chủ Lâm làm sao vậy? Khương Hùng nhìn về phía ông lão trên băng ca và hỏi với vẻ nghiêm trọng. Bố tôi đột nhiên phát bệnh tim, bệnh viện nhân dân số 1 ở Vương Thành Quan đã bỏ tay, bảo chúng tôi về nhà chuẩn bị hậu sự. Lâm Hạo đỏ mắt nói, tôi biết thần y ở nhà họ Khương nên lập tức chạy tới đây, vẫn mong ông chủ Khương đừng trách. Trong khi ông ta nói chuyện, Phùng Tiểu Huyền đã đi tới trước băng ca. Cô ta lấy túi châm mang theo bên người, hai tay ném ra mấy cái ngân châm với tốc độ rất nhanh. Chiêu thức này làm mọi người đều kinh ngạc đến ngẩn người. Thoạt nhìn Phùng Tiểu Huyền chỉ khẽ động tay đã có 7-8 ngân châm gần như cùng lúc cắm xung quanh vị trí trái tim của ông chủ Lâm. Đúng lúc này, cơ thể ông chủ Lâm run rẩy kịch liệt. Lâm Hạo lập tức biến sắc, bố,